chịu đấy. Các chị ạ, à, em chịu đấy. Chị nào thấy mạng ok các chị comment cho em là ok. Chị nào thấy mạng chậm thì các chị thoát ra vào lại giúp em, được chưa ạ? Chị nào thấy mạng ok thì các chị comment cho em là ok. Chị nào thấy mạng chậm các chị thoát ra vào lại tương tác thả tim giúp em. Ok chưa mọi người ơi? Chị nào thấy ok thì các chị ngồi ngay ngắn nhé, thắt dây an toàn vào cho em. Chị thấy bình thường được chưa ạ? Ok chưa ạ? Rồi. Ok chưa anh em? Lên rồi đấy ạ. Ok chưa anh em ơi? Ủa, bình thường rồi đúng không ạ? Rồi, các chị đã bình thường trở lại chưa? Em bình thường rồi đấy. Nhá, em bình thường rồi đấy các chị ạ. Rồi ạ. Các chị lên đơn cho em. Em lại lên cho các chị mã rẻ đi, được chưa ạ? Em nhấn mạnh cho các chị mã này là mã rẻ nhá mọi người nhá. Em nhấn mạnh cho các chị mã này là mã rẻ. Rẻ một em có 2 cái ạ. Rẻ một em có 2 cái, em tặng nốt cho các chị hàng siêu cấp VIP ạ. Rẻ một ạ, em để em suy nghĩ một con số gọi là gì bây giờ nhỉ? Con số rẻ một em bán cho các chị bao nhiêu nghìn nhỉ? 44.000 đi, em bán cho các chị 44.000 đi ạ. Đây ạ, hàng siêu cấp VIP của nhà em. Các chị yêu ơi, vào like, thả tim tương tác ạ. Vào like các chị thả like thả tim tương tác đi ạ. Ấn vào màn hình thả tim tương tác giúp em, comment đúng cú pháp giúp em. Rẻ một kèm số điện thoại ạ. Hay quá, rất là nhiều hàng đẹp nhá mọi người nhá. Rất là nhiều hàng đẹp. Sale 70% cho chị em mình được chưa ạ? Rẻ một cho em. Ai lấy các chị comment đúng cú pháp giúp em là rẻ một kèm số điện thoại ạ. Em ơi lên mã cho chị nhá. Rẻ một kèm số điện thoại ạ. 49.000 đồng nhầm, 44.000 đồng. Rẻ một bổ sung số điện thoại giúp em. Khách mới các chị lên giúp em đầy đủ địa chỉ và số điện thoại trên cùng một dòng comment. Rẻ một của nhà em là một phiên bản áo The Real siêu đẹp. Rẻ một kèm số điện thoại. Rẻ một kèm số điện thoại giúp em nhé mọi người nhé, 49.000 đồng. Khách mới nhà em sẽ ship code cho các chị 2 sản phẩm. Đến sản phẩm thứ 3 các chị vui lòng cọc giúp em ạ. Mua đến sản phẩm thứ 3 chị em mình vui lòng cọc giúp em. Rẻ một của nhà em là 49.000 đồng. Rẻ 2 cho em ạ. Rẻ 2 là bản áo chó Livebook siêu đẹp. Rẻ 2 của nhà em là phiên bản áo chó Livebook siêu đẹp luôn ạ. Số lượng có hạn nhá chị em mình ơi. Số lượng có hạn cho em. Mã này mình lên đơn cho em là mã hàng rẻ 2. Chia sẻ livestream giúp em mọi người. Cho em xin một lượt chia sẻ về trang cá nhân và một lượt chia sẻ về các hội nhóm ạ. Mình lên giúp em đầy đủ địa chỉ và số điện thoại trên cùng một dòng comment giúp nhà em để nhà em lên đơn cho chị em mình. Rẻ 1 em hết. Rẻ một em hết hàng ạ. À. Em mời các chị lên đơn giúp em là mã hàng rẻ 2 ạ. À. Rẻ 2 em kỷ niệm các bác nha. Siêu rẻ luôn. Sale 70% cho các chị luôn. Được chưa ạ? À? Rẻ 2 em tặng các chị ạ. À. 68.000 đồng. Quá là rẻ luôn đấy ạ. À. Thả like thả tim mạnh mẽ lên đi mọi người. Thả like thả tim mạnh mẽ lên đi mọi người ơi. Rẻ 2 kèm số điện thoại ạ. À. 68.000 đồng ạ. À. Rẻ 2 là 68.000 đồng. Chia sẻ livestream mạnh mẽ lên đi mọi người ơi. Chia sẻ livestream mạnh mẽ lên đi mọi người ơi. Rẻ 2 là 68.000 đồng ạ. Rẻ 2 là 68k. Ai nhận được tin nhắn thông báo shop cô gấu cập nhật đơn hàng của bạn là mình có đơn áo em mặc, có bán áo em mặc vừa mới về xong, được chưa ạ? Áo em mặc vừa mới về xong, các chị đợi em một chút nhá mọi người nhá. Mã này mình lên đơn cho em là mã hàng rẻ 3. Rẻ 3 xinh chưa mọi người ơi? Rẻ 3 xinh mất người luôn đấy ạ. Mặc mã này cực kỳ hách tuổi luôn ạ. Rẻ 3 em tặng các chị ạ. Rẻ 3 lên đơn ạ. Rẻ 3 kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. Rẻ 3 kèm số điện thoại giúp em. Lên đơn em tặng các bác rẻ 3 với giá là 53.000 đồng. Quá là rẻ luôn. Rẻ 3 53k kèm số điện thoại. Chia sẻ livestream mạnh mẽ lên giúp em mọi người. Chia sẻ livestream mạnh mẽ lên giúp em. Rẻ 3 giúp em 53.000 đồng ạ. U là trời, quá là rẻ luôn. Ok la luôn. Rẻ 3 em nhận đơn này. Rẻ 4 ạ. Rẻ 4 cho em này. Các chị comment cho em là mã hàng rẻ 4 nhá. Hàng này số lượng em còn bao nhiêu cái? Khách mới lưu ý mua từ 2 sản phẩm cộng giúp mình 100.000 nhá. Khách mới mua trên 2 sản phẩm vui lòng cộng giúp em. Rẻ 4 ạ. Rẻ 4 cho em nhẹ nhàng thôi, mạnh mẽ quá. Rẻ 4 lên đơn ạ. Rẻ 4 lên đơn các chị yêu ơi, rẻ 4 lên đơn cho em. Ai lấy các chị comment. Rẻ 4 kèm số điện thoại ạ. Rẻ 4 kèm số điện thoại giúp em. 51.000 đồng. Không đẹp không rẻ không lấy tiền, 51.000 đồng. Khách mua trên 2 sản phẩm vui lòng cọc giúp em. Nhà em chỉ ship code đơn 2 sản phẩm thôi ạ. Rẻ 4 cho em ạ. Giá bao nhiêu ạ? 51.000 cho chị áo nỉ đi em ơi. Rẻ 4 cho em. Rẻ 3 hết mất rồi nhưng mà người ơi. Luôn vào đi em. Áo nỉ đâu đi. Tiếp theo là mã rẻ 4. 51.000 kèm số điện thoại. Rẻ 4 cho em 51.000.
31.000 đồng kèm số điện thoại ạ. Rẻ 5 lên đơn luôn ạ. Rẻ 5 lên đơn luôn này. Dân chơi nhìn phát biết ngay là hàng gì. Dân chơi nhìn phát biết ngay là hàng gì luôn. Ok là chơi luôn cả cáo áo nghỉ đi em. Vứt lên đây đi. Mạnh mẽ lên đi. Xả hết các chị ơi. Sale 70% cho các chị luôn được chưa ạ? Mã này mình lên đơn cho em là mã hàng bao nhiêu ạ? Rẻ 5 kèm số điện thoại. Rẻ 5 kèm số điện thoại giúp em nhé mọi người nhé. Rẻ 5 kèm số điện thoại giúp em. MLB đỉnh đét nét tăng luôn. Ai lấy các chị comment cho em. Rẻ 5 em có 3 cái. Nhận được tin nhắn là có đơn nhé. Nhận được tin nhắn thông báo là các chị có đơn nhé mọi người nhé. Không nhận được thông báo, không nhận được thông báo thì các chị thông cảm cho em là hết hàng. Các chị chuyển sang mã hàng khác giúp em. Em lên mã rất nhanh. Các chị cần comment đúng cú pháp thôi ạ. Các chị chỉ cần comment đúng cú pháp thôi ạ. Chốt đơn cứ để em lo được chưa ạ? Mã này mình lên đơn cho em là mã hàng rẻ 5 giúp em. Rẻ 5 MLB chuẩn xịn ạ. 72.000 đồng được chưa mọi người ơi? Siêu rẻ luôn. Siêu rẻ luôn ạ. Rẻ 2 cho em, rẻ 5 cho em 72.000 đồng cho chị xin một cọc áo nỉ Gucci nào em. À thôi, lên cọc này trước nhá, đưa số lượng cho chị nào. Rẻ 5 cho em, ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 2 em hết hàng, rẻ 4 em hết hàng ạ. Rẻ 5 em chốt đơn 72.000 đơn nốt cái kia để chị chốt nốt nào em. Ở ngoài có số lượng không? Màu hồng mà em. Ở ngoài có số lượng bao nhiêu em quăng hết vào nhá. Đếm số lượng. Rẻ 5 em hết nhá. Rẻ 6 cho em. Ai vừa hỏi áo nỉ The Real đấy ạ? Ai là nàng thơ? Giơ tay lên nào. Ấn vào màn hình thả tim tương tác. Đăng ký mã hàng rẻ 6 chấm qua mã giúp em. Các chị yêu ơi chấm qua mã giúp em tương tác đi ạ. Mã hàng rẻ 6 cho em. Thị trường đang bán 280.000. Hàng chuẩn xịn như thế này. Ngày hôm nay em sale nhanh trên livestream cho các chị nhá. Ai nhanh thì được nhá, mà ai chậm chân thì mất lượt, được chưa ạ? Form cân nặng từ 40 cho đến 65, 68 cân. Các chị mặc vừa đăng ký mã hàng giúp em. Chấm thả tim thả like tương tác đăng ký mã hàng. Các chị comment cho em là tương tác đi ạ. Các chị comment cho em là tương tác nào mọi người ơi. Comment cho em là mã tương tác giúp em nhá mọi người nhá. Mã này khách mới ok cặp thì nhà em lên đơn nhá. Không có số lượng nhiều đâu, ok em nhận tương tác này. Các chị comment cho em là tương tác đi ạ. Ấn vào màn hình thả tim tương tác luôn. Nếu ẩn comment, nếu không nhận được tin nhắn thông báo là em không chịu trách nhiệm nhá mọi người nhá. Không chịu trách nhiệm đâu ạ. Mã này mình lên đơn cho em là mã hàng rẻ 6 cho em. Rẻ 6 ngày hôm nay em biếu em tặng em kỷ niệm các chị. Siêu lỗ luôn. Rẻ 6 nghe rõ trả lời số lượng bao nhiêu cái em. Ok là số lượng có 12 cái. Số lượng có đúng 12 cái em ơi, bỏ hàng ra đây cho chị. Rẻ 6 cho em, vứt hàng ra đây cho chị. Rẻ 6 cho em, số lượng có đúng 12 cái. Hết là hết, không bao giờ về thêm nữa được chưa ạ? Áo nỉ mặc kệ nhà người ta chưa bán, nhà em xả luôn cho các chị. Nghe rõ trả lời rẻ 6 ạ. 119.000 đồng chưa bao giờ có trong lịch sử bán hàng của em luôn. Hôm nay cáu rồi đấy, cáu lỗ luôn. Cáu bán lỗ luôn các chị ạ. Rẻ 6 kèm số điện thoại, cú pháp chốt đơn. Rẻ 6 kèm số điện thoại, được chưa ạ? 100 bao nhiêu ạ? 119.000. Hố to lên cho các chị nghe em ơi. Giá bao nhiêu ạ? 116.000. Ôi trời ơi, đứa 116, đứa 119. Thế bây giờ chốt lại là giá bao nhiêu đây? 119.000. Ok là rẻ 6 giúp em nhá. 119.000, ok là rẻ 6 này. Ok này, rẻ 6, ok là rẻ 6. Chị Kim Anh, ok, comment đúng cú pháp. Rẻ 6 kèm số điện thoại giúp em. Long ơi, đứng ra đây xem nhé. Rẻ 6, 119.000 kèm nhảy đơn, nhảy đơn là vứt hàng luôn, được chưa các chị yêu ơi? Không có nhiều đâu, rẻ 6, 3 cái, ok chị luôn. Rẻ 6 kèm số điện thoại giúp em. 119.000 đồng, nhìn kỹ cho em. Bản bo viền xịn, đét nét căng như thế này ạ. Phiên bản áo nỉ The Real xịn sò nhá. Mũ len của nhà em là mũ len nổi luôn đấy ạ. Mũ len của nhà em là mũ len nổi luôn. Comment đúng cú pháp giúp em. Rẻ 6 kèm số điện thoại. Rẻ 6 ok là em nhận đơn này. Rẻ 6 ok ạ. Rẻ 6 em còn 3 cái cuối cùng và duy nhất nữa thôi. Rẻ 6 em còn đúng 3 cái cuối cùng. Mời các chị lên đơn. Rẻ 6 cho em 119.000 đồng. Em còn đúng 3 cái nhá mọi người nhá. Nhận hàng không đẹp em hoàn trả tiền cho các chị, được chưa ạ? Nhận hàng không đẹp em hoàn trả tiền cho các chị luôn. Rẻ 6 kèm số điện thoại giúp em. 119.000 đồng. Bao rẻ nhất quả đất cho các chị luôn. Các chị đi mua được ở đâu giá 118.000 đồng, các chị được quyền hủy đơn. Em giả lại tiền cho các chị luôn, được chưa ạ? Khẳng định các chị luôn. Hôm nay sale các chị đến 70% rồi các chị ơi. Rẻ 6 ok là em nhận đơn này. Rẻ 6 ok này, rẻ 6 em còn đúng một cái cuối cùng. Rẻ 6 em còn đúng một cái cuối cùng dành cho người may mắn. Ai lấy các chị lên đơn cho em là mã hàng rẻ 6 kèm số điện thoại. U là trời, rẻ 6 cho em 119.000 đồng, siêu đẹp.
Còn đúng một cái cuối cùng thôi dành cho người may mắn. Khách mới các chị phải comment cho em là ok cọc nhá. Khách mới em sẽ chốt dự bị cho các chị và các chị cọc giúp nhà em. Để nhà em lên đơn cho chị em mình rẻ 6 giúp em. Giá bao nhiêu ạ? 119.000 đồng. Ok là em hết này. Tiếp tục lên đơn cho em mã hàng rẻ 7 cho em. Rẻ 7 của nhà em ạ. Rẻ 7 đúng không em? Ok mình cọc nhé. Ok la okay luôn ạ. Cọc các chị inbox gửi bill và inbox giúp em. Rẻ 7 em lên đơn, rẻ 6 ok cọc, ok la luôn này. Rẻ 6 ok cọc, ok. Các chị cứ comment cho em ok cọc để nhà em lên đơn cho chị em mình nhá. Cọc 100.000 thôi ạ. Cọc 100.000 nhận hàng các chị sẽ được trừ cọc. Và lần sau các chị là khách hàng quen của nhà em rồi, các chị sẽ không phải cọc nữa nhá mọi người nhá. Được chưa ạ? Các chị lên đơn cho em mã hàng rẻ 7 cho em. Rẻ 7 em tặng các chị ạ. Rẻ 7 em tặng chị em mình luôn 57.000 đồng. 57.000 đồng cho em mã hàng rẻ 7. Các chị tin phút mốt hết hàng ạ. Một nốt nhạc hết hàng luôn. Một nốt nhạc hết hàng luôn nhá mọi người nhá. Rẻ 7 cho em. Ai lấy các chị lên đơn. Em cọc rồi mà không thể ai check inbox ạ. Các chị cứ ném bill vào, ném lại bill vào. Xong vào livestream báo em là cọc. Là cọc nhá mọi người nhá. Rồi rẻ 7 ok là em hết hàng luôn. 57.000 đồng em hết hàng. Rẻ 8 cho em một này. Rẻ 8 các chị comment. Rẻ 8 cho em có 2 cái màu đen luôn. Rẻ 8 em có 2 cái màu đen em tặng các chị ạ. Rẻ 8 2 cái màu đen nhá. Chốt gian đun được không ạ? Ai thích gian đun em chơi gian đun cho các chị luôn. Rẻ 8 2 cái màu đen em tặng các chị, em biếu các chị chia sẻ livestream đi mọi người ơi. Chia sẻ livestream cho em mọi người ơi. Rẻ 8 em biếu các chị ạ. 38.000 đồng. Không chọn mẫu giúp em. Được chưa ạ? Rẻ 8 38.000 đồng. Ai hoan hỉ các chị được ạ? Rẻ 8 cho em 38.000 đồng em có 2 cái. Một bản xin, một bản silin đen và một bản gấu đen. Ok la chưa? Áo em mặc có lên luôn cho chị em mình luôn. Áo em mặc thị trường đang bán là 280.000, hàng mới. Hôm nay em sale cho các chị 50%, tí nữa em lên mã nhá mọi người nhá. Rẻ 8 cho em, ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 8 là 38.000 đồng. Comment đúng cú pháp giúp em. Rẻ 8 kèm số điện thoại. Khách mới mua trên 2 sản phẩm mình vui lòng cọc giúp em nhá mọi người nhá. Khách mới mua trên 2 sản phẩm các chị yêu vui lòng cọc giúp em. Xin số tài khoản cọc xỉ luôn ạ. Ngày hôm nay là hàng hè là nhà em sale lỗ cho các chị. Còn hàng đông thì nhà em sẽ chiết khấu giá xỉ. Chiết khấu 3, chiết khấu, đây em ơi kia. Chiết khấu 10 đến 15% so với tổng bill. Còn những mã hàng hè này em sale lỗ xỉ bằng lẻ ạ. Khách cũ có mua một lần rồi ạ. Okay. Ok, khách cũ mua rồi thì không phải cọc nữa nha các chị yêu nhá. Mà các chị cảm thấy các chị mua nhiều thì các chị cọc bớt. Cọc thêm giúp em khi nhận hàng thì mình đỡ phải trả tiền nhiều thôi. Mã này mình lên đơn cho em là mã hàng rẻ mấy ạ? Rẻ 9 ạ. U là trời, rẻ 9 thôi. Các chị đã săn iPhone 14 Pro Max chưa? Các chị thấy rồi đúng không ạ? Các chị thấy xu hướng của năm nay chưa ạ? Em đã nhuộm tóc tím khoảng tầm nửa năm nay rồi nha các chị nhá. Em đã chơi màu tím nửa năm nay rồi các chị ơi. Lúc nào nhà em bán hàng, các chị thấy không ạ? Trời ơi, nhà tiên tri đấy mọi người ơi. Được chưa ạ? Các chị thấy iPhone 14 Pro Max màu tím chưa? Các chị thấy năm nay cực kỳ hot tím luôn. Mua áo tím này để lấy động lực mua iPhone 14 Pro Max nha mọi người nhá. Rẻ mấy em ơi? Rẻ 9. Rẻ 9 cho em. Được chưa ạ? Mua tận gốc ở bên Thái, giá nhập vào là 180.000 đồng nhá. Em sang tận Thái xách hàng về cho các chị ngày hôm nay, em tặng các chị luôn 99.000 đồng cho các chị lấy động lực mua iPhone 14 Pro Max màu tím. Được chưa ạ? Mã này mình lên đơn cho em mã hàng rẻ 9 kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. 99.000 đồng, chúc mừng các chị yêu luôn. 99.000 đồng, xin chúc mừng các chị yêu luôn. U là trời, các chị thấy không? Em nhuộm tóc tím nửa năm nay rồi đấy các chị ơi. Đợt này mới chuyển sang là màu khói nhá mọi người nhá. Chứ lần trước vẫn đang là màu tím. Ôi thôi, biết thế để lại tóc màu tím để mua iPhone. Các chị ạ, biết thế để lại tóc màu tím để mua iPhone cho nó khớp phong thủy. Mã này mình lên cho em mã hàng rẻ 9. Ok là em hết hàng này các bác này. Ok là rẻ 9 em hết nhá mọi người nhá. Rẻ 10 cho em. Rẻ 10 chốt gian đun cho chị em mình một áo Mickey, một áo gấu và một áo Mickey trắng. Rẻ 10 chốt gian đun cho chị em mình 3 cái luôn với giá là 48.000 đồng mã hàng rẻ 10 ạ. Rẻ 10 cho em 48.000 đồng. Các chị comment đúng cú pháp. Rẻ 10 kém số điện thoại. Ai thích áo em đang mặc các chị comment cho em là thích để em lên mã luôn. Ai thích áo em đang mặc các chị comment cho em là thích để em lên mã luôn. Hi hi, bạn thấy chưa? Nhà tiên tri đấy nhá các chị nhá. Nhà tiên tri đấy ạ. Rẻ 10 cho em, rẻ 10 có màu trắng, màu xám và màu xanh. Rẻ 10 có màu trắng, màu xám và màu xanh giúp em nhá mọi người nhá. Nhanh tay nhanh tay. Rẻ 10 kèm số điện thoại cho em 48.000 đồng ạ. Rẻ 10 kèm số điện thoại giúp em 48.000 đồng. Ai được màu nào chốt màu đấy nhá các chị nhá.
cấm đổi trả hủy xả nha. Yêu ơi, mua hàng tích cực lên các chị yêu ơi, mạnh mẽ lên các chị ơi, quyết đoán lên, chẳng mấy khi shop sale như thế này. Ôi dồi ôi, mua này, mua được cái quần áo đẹp mặc ấm mà thân này các chị này. Không chọn màu chọn mẫu giúp em. Không chọn màu chọn mẫu giúp em, rẻ 10 kém số điện thoại 48.000 đồng. Rồi mày cho chị mã rẻ 11 để chị sập sàn nữa các chị luôn à. Rẻ 11 cho em nhá, không lỗ làm con chó luôn, được chưa ạ? Không lỗ làm chó luôn, nói điêu mất lộc luôn nhá mọi người nhá. Rẻ 10 gian đum đi ạ, rẻ 10 gian đum đi ạ. Mọi người nhá, rẻ 10 gian đum cho em đi mọi người ơi, rẻ 11 cho em. Rẻ 11 em có 1 2 3 4 cái. Rẻ 11 em có 4 cái dành cho người may mắn mọi người ơi. Rẻ 11 em có 4 cái dành cho người may mắn. Em bán lỗ sấp mặt cho các chị luôn nhá mọi người nhá. Hết rẻ 11 à, hết rẻ 10. Em hết rẻ 10, em cảm ơn các chị ạ. Mã này mình lên đơn cho em là mã hàng rẻ 11 giúp em. Một mã áo nỉ GC siêu đẹp ạ. Chất liệu của nhà em là chất liệu nỉ da cá dày dặn đanh. Rẻ 11 kèm số điện thoại giúp em có thấy mọi người. Có nhìn thấy mọi người à, mọi người cứ tương tác với em là mọi người có đơn. 109.000 đồng. 109.000 đồng, ai lấy các chị lên đơn ạ. Rẻ 11 kèm số điện thoại giúp em 109.000 đồng nhá. Khách mới có đơn trên 2 sản phẩm vui lòng ok cọc giúp em. Và cọc luôn vào ngay giúp em bán lỗ rồi đấy. Đứa nào mà bom em đứa đấy là con chó đấy nha các chị nha. Rẻ 11 cho em, ai lấy các chị lên đơn 109.000 đồng lỗ. Rẻ 11 cho em 109.000 đồng em bán lỗ ạ. Rẻ 11 em có 1, 2, 3 và 4 cái dành cho 4 chị em may mắn nhất. Rẻ 11 cho em, ai lấy các chị lên đơn. Em inbox cọc xỉ, xỉ số điện, số tài khoản ở em ơi, số tài khoản ở màn hình em ơi. Xỉ của số tài xỉ khoản mã này của nhà em là 140.000. Xỉ mã này của nhà em là 140.000. Hôm nay bán lỗ cho các chị 109.000. Được chưa ạ? Hôm nay bán lỗ cho các chị 109.000 luôn. Rẻ 11 kèm số điện thoại. Ấn vào màn hình thả tim tương tác cho em mọi người ơi. Tầm này không cần lãi lỗ cũng được. Được chưa ạ? Bán lấy đơn các chị yêu ơi, hôm trước cố gắng lắm rồi. Được 100 bán được 132 đơn em thề em nói điêu mất lộc luôn. Đây em đọc cho các chị xem. Một chuẩn là 100 đây này. Em ơi bán xui bọt bím. Nhầm, 131 đơn, chốt ok được 115 đơn, không nghe máy 13 đơn và hủy 3 đơn. Các chị ạ, à, vui tính dã man luôn. 13 người không nghe máy, mất công ngồi chốt livestream như thế này rồi xong không nghe máy. Em chịu chết đấy, em chịu rồi, thua luôn. Rẻ 11 cho em nhá mọi người nhá, ok là em nhận đơn này. Rẻ 11 cho em giá bao nhiêu ạ? 109.000 đồng áo nỉ. Áo nỉ nhá mọi người nhá, áo nỉ, áo dài tay hồng đậm phía sau bao nhiêu, áo dài tay hồng đậm, áo nỉ thỏ ạ. À. Ai muốn xem áo gì các chị comment cho em là xem. Ngày hôm nay em sale lỗ hết cho các chị luôn. Áo khoác nới y ok la luôn, bóc cho chị cái áo khoác nới y cái. Bóc cho chị cái áo khoác nới y em ơi, chân em luôn đấy. Rẻ 11 cho em giá bao nhiêu ạ? 109.000 đồng nhá các chị nhá. Đây này, đen đến nỗi chưa gấu trên tường còn cháy đèn này các chị này. Nhục lắm các chị ơi. Mua cho em đi để em lấy tiền em đi giải đen nào. Nhanh lên các bác ơi, quấn lắm rồi. Má này các chị lên đơn cho em là má hàng rẻ 11 cho em 109.000 đồng, từ chối chốt đơn trong inbox nhá mọi người nhá. Từ chối chốt đơn trong inbox ạ. Rẻ 11 cho em 109.000 đồng. Ok la. Rẻ 11 cho em 109.000 đồng nhá mọi người nhá. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 11 kèm số điện thoại. Áo em đang mặc chốt luôn cho các chị 140.000 xỉ bằng này. Lên luôn. Lên luôn 140.000 xỉ bằng lẻ. Cả thị trường không có nào bán được với giá này. Em ơi lấy cho chị cái áo chị mặc cái 140.000 đồng nhá. Các chị lên đơn cho em là mã hàng rẻ 12 kèm số điện thoại giúp em. Rẻ 12 kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. Lấy xỉ cọc 2 triệu. Mọi người ơi lấy xỉ cọc 2 triệu nhặt luôn ở trên livestream giúp em nhá. Rẻ 12 cho em, rẻ 12 đúng không em? Rẻ 11 kèm số điện thoại ok rồi này. Rẻ 11 hết hàng này. Rẻ 12 cho em. Rẻ 12 đẹp vãi cả đái luôn. Các chị ạ, à, rẻ 12 đẹp lắm các chị yêu ơi. Rẻ 12 rất là đẹp luôn, rẻ vãi cả đái luôn này các chị này. Nhìn kỹ cho em ạ, à, bản gấu thêu nổi nhá. Gấu lại còn mặc áo này. Gấu lại còn mặc áo nhung lụa rất là đẹp luôn. Rẻ 12 kèm số điện thoại giúp em. Khách mới các chị vui lòng cọc giúp nhà em để nhà em lên đơn. Mã này của nhà em là hàng thu siêu đẹp luôn. Mã này của nhà em là hàng thu siêu đẹp luôn ạ, à. Chất liệu cốt tông nhung. Chất liệu cốt tông nhung mềm mịn và mướt cho chị em mình.
rẻ 12 kèm số điện thoại giúp em lên đầy đủ số điện thoại đi mọi người ơi. Rẻ 12 chỉ có duy nhất một màu thôi ạ. Rẻ 12 chỉ có duy nhất một màu thôi. Các chị lên giúp em đầy đủ số điện thoại đi. Áo em mặc phong cân nặng từ 40 cân cho đến 65 cân, các chị mặc vừa. 140.000 xỉ bằng lẻ nhá mọi người nhá. 140.000 đồng xỉ bằng lẻ luôn, quá là rẻ luôn, rẻ hết nước chấm rồi. Rẻ hết nước chấm rồi. Ok là em nhận đơn rẻ 12 hết nước chấm luôn. Rẻ 12 kèm số điện thoại giúp em. 140.000 đồng nhá mọi người nhá. Khách mới các chị cọc giúp nhà em đi mọi người ơi. Khách mới mua trên 2 sản phẩm, mua trên 200.000 đồng các chị cọc giúp nhà em đi. Hàng tàu xịn đét luôn ạ. Hàng tàu xịn đét luôn, rẻ 12 đúng rồi, 140.000 các chị không nghe nhầm đâu. 140.000 đồng các chị không nhầm đâu, chỉ có em nhầm thôi. Rẻ 12 là mã luôn, chị rẻ 12 cho em 140.000 đồng. 140.000. Rẻ 13 này mọi người ơi, rẻ 13 nha mọi người nhá. Rẻ 13 em về 160 cái hai màu. Rẻ 13 em về 160 cái hai màu. U là trời. Cardigan NI, áo khoác cardigan NI cho em. Thị trường đang bán 320 đến 350.000. Em cho các chị đi khảo giá thoải mái. Nhìn kỹ cho em, chất len hàng loại 1 cho em rất là đanh. Chất len cực kỳ đanh luôn nha mọi người nha. Chất len cực kỳ đanh. Logo NI là logo thêu nổi ạ. Logo NI là logo thêu nổi cho em, đừng nhầm nhá. Đừng nhầm nhá mọi người ơi. Mã này của nhà em này, lên đơn cho chị em mình mã hàng rẻ 13. Ok nha em ơi. Rẻ 13 lên đơn cho chị em mình, được chưa ạ? Hôm nay em sale sập sàn cho các chị luôn. Em sale sập sàn cho các chị luôn. Rẻ 13, giá bao nhiêu đây em ơi? Rẻ 13 ngày hôm nay em bán tặng các chị ạ. 199.000 đi. 199.000 em khách thị trường không ai làm được các chị giá này, nhìn kỹ cho em nha. Hàng loại một chất cực kỳ đanh luôn, nhìn kỹ chất len này. Chất len siêu đanh nha, căng kéo không vỡ nha mọi người nhá. Đấy ạ, đấy mới là hàng xịn nha mọi người nhá. Rẻ 13 màu be và rẻ 13 màu đen giúp em áo len cardigan 199.000 đồng. Em nói thật với các chị là các chị có đi nhập 1.000 cái không có giá này. Riêng mã này em trợ giá cho xỉ, giảm tiếp cho xỉ luôn, sướng đời luôn, được chưa ạ? Rẻ 13 màu đen và rẻ 13 màu be giúp em. Rẻ 13 màu đen và rẻ 13 màu be ạ, 199.000 đồng nhá mọi người nhá. Chất len quá là đẹp luôn, hết nước chấm luôn ạ. Rẻ 13 lên đơn cho em. Ok là đợi em một chút, rẻ 12. Ok là em chốt đơn rẻ 12. Mã này mình lên đơn cho em là mã hàng rẻ 13 cho em 199.000 đồng. Xỉ giảm tiếp. Xỉ giảm tiếp luôn, sướng chưa ạ mọi người? Rẻ 13 cho em nhá mọi người nhá. Rẻ 13 cho em là bản NI. Rẻ 13B kèm số điện thoại. Khách mới auto cọc giúp em đi mọi người. Khách mới ok cọc đi, lên đơn xong rồi cọc cho em đi mọi người. Mã này em sale quá là rẻ luôn đấy, 199.000 các chị không đi mua được ở đâu giá này. 199 ạ, à, khách mua trên 2 sản phẩm vui lòng cọc nhá mọi người nhá. Mã này em sẽ chốt dự bị thêm cho những người khác nữa đi. Mã này em sẽ chốt dự bị thôi nha mọi người nhá. Mấy khách mới em sẽ lên vào danh sách dự bị đi ạ. Đây ạ, rẻ 13 cho em. Rẻ 13 màu đen và rẻ 13 màu be, màu siêu đẹp luôn, hết nước chấm luôn. Rẻ 13 kèm màu kèm số điện thoại ạ. Cái gì đấy? Rẻ 13 cho em 199.000 đồng, siêu rẻ luôn các chị nhìn này. Hết nước chấm luôn, áo len dày dặn dã man luôn ạ. Đây ạ. Các chị lên đơn cho em là rẻ 13 cho em 199.000. Xỉ em trợ giá cho các chị nhá mọi người nhá. Riêng mã này xỉ em trợ giá thêm cho các chị luôn này. Chất dày vô cùng, đẹp vô cùng luôn, hàng loại 1 cho em. Rẻ 13, rẻ 13 lên đơn ạ. Các chị muốn xem cái gì các chị comment cho em là xem nhá. Áo vằn ok có này, áo phông đằng sau chị có bán không ạ? Tất cả những mã đằng sau chị có bán em. Chuẩn bị cho chị mã vằn đi em, rẻ 13 cho em. Ok là trẻ rẻ 13 này, 199.000, xỉ giá đẹp được chưa? Rẻ 13 199.000, xỉ cho giá đẹp nữa luôn nha mọi người nhá. Em cho mọi người đi khảo giá thoải mái. Các chị cứ lượn quanh thị trường, lượn quanh phố phường đi nha mọi người nhá. Được chưa ạ? Ai mà bán rẻ hơn các chị được quyền hủy đơn, không nhận hàng luôn. Rẻ 13 kèm số điện thoại. Không trách một câu nào luôn. Rẻ 13 là 199.000 đúng. Đúng rồi, 199.000 nhá, không cần phải hỏi. Rẻ 13 là 199.000 đồng. Được chưa ạ? Mã này mình lên đơn cho em là mã hàng rẻ 14 cho em. Rẻ 14 là bản thỏ Dior. Rẻ 14 của nhà em là bản thỏ Dior. Ai có đơn rồi các chị comment cho em là dồn đơn. Ai chưa có đơn mình lên giúp em đầy đủ địa chỉ và số điện thoại. Ai chưa có đơn mình lên giúp em đầy đủ địa chỉ và số điện thoại cho okay, em. Ok là rẻ 14 cho em. Rẻ 14 ạ. Rẻ 14 lên đơn này. 54.000 đồng.
rẻ 14 lên đơn cho em là 54.000 đồng nhá. Các chị muốn xem áo nỉ nào, các chị comment cho em là xem áo nỉ. Các chị muốn xem áo nỉ nào, các chị comment cho em là xem áo nỉ ạ. Rẻ 14 em tặng các chị là 54.000 đồng, phong cân nặng từ 40. Phong cân nặng từ 40 cho đến 65 cân các chị mặc ok la. Rẻ 14 ai có đơn comment cho em là dồn đơn ạ. Chị Mimi cọc giúp em nhá. Chị Mimi mua nhiều cọc giúp em ạ. Trịnh Vân cọc giúp mình mà, Trịnh Vân ơi. Chị Trịnh Vân mua nhiều cọc giúp em ạ. Rẻ 14 cho em chị Trang Phở bổ sung số điện thoại Mimi ạ. Mimi Lê cọc rồi. Chị Mimi Lê em nhận cọc ok la, em cảm ơn chị ạ. Tất cả các chị bổ sung số điện thoại giúp em. Rẻ 14 bổ sung số điện thoại. Rẻ 14 bổ sung số điện thoại. Trịnh Vân mua 3 sản phẩm vui lòng cọc giúp em. Nếu không đồng ý cọc em sẽ ship code 2 sản phẩm ạ. Không sao nhé mọi người nhá, đến sản phẩm thứ 3 là các chị phải cọc được ạ. Rẻ 14 ạ, các chị ok cọc, các chị comment cho em là ok cọc. Cho em xem mấy áo nỉ nhé. Ok em thích xem mã nào em comment cho chị là xem nhá. Để chị phục vụ em nhá. Em thích xem mã nào em comment chị là xem. Để chị phục vụ em nhá. Thích xem cái gì là có luôn này chị, tại vì chị vừa mới lên live. Rẻ 14 kèm số điện thoại. Rẻ 14 kèm số điện thoại giúp em 54. Dung Huỳnh bổ sung số điện thoại đi. Dung Huỳnh bổ sung số điện thoại. Bổ sung tất cả số điện thoại giúp em mọi người ơi. Mã này các chị comment cho em là rẻ bao nhiêu ạ? Rẻ 15. Rẻ 15 cho em. Rẻ 15 số lượng rất ít. Rẻ 15 của nhà em là cả một cái set như thế này. Rẻ 14 em hết hàng ạ. Chốt dự bị đi bạn ơi. Chốt dự bị cho những khách mà không cọc đi. Em xin phép đọc tên khách dự bị nha. Em chốt thêm khách dự bị nha mọi người nhá. Mã này các chị lên đơn cho em là mã hàng rẻ 15 cho em. Rẻ 15 ạ. Lên đơn này. Rẻ 15 ok la. Rẻ 15 còn một cái sót. Bổ sung số điện thoại trên cùng một dòng comment giúp okay, em. Ok dùng hình này. Mã này là rẻ 15 đúng không em? Chuẩn bị cho chị 4 mã áo nỉ ở trên đầu chị đi em. 4 mã áo nỉ treo ở trên đi em. Mã này các chị lên đơn cho em là mã hàng rẻ 15 cho em quần legging. Long ơi đây mà. Quần legging và áo đát ạ. Rẻ 15 em tặng nốt cho các chị 119.000 đồng lỗ. 119.000 đồng cho chị xin một set nào. 119.000 đồng lỗ. Sắp mà lờ. 119.000 đồng cho em mã rẻ 15 cho em. Đã bảo là lỗ rồi. Đã bảo là lỗ rồi các chị ơi. Các chị chốt tích cực lên mọi người ơi. Chốt tích cực lên nhá mọi người nhá. Rẻ 15 cho em 119.000 đồng một set. Rẻ 15 119.000. Áo phong thoải mái, quần dưới 65 cân các chị mặc ok. Nhá mọi người nhá, rẻ 15 ok em, hết hàng. Hết veo các chị yêu ơi, hết 119 hết hàng. Rồi ạ, rẻ 16 cho em. Rẻ 16 ạ, mẫu đầu tiên lên cho chị em mình này. Mã hàng rẻ 16 cho em, áo nỉ màu cam, lên luôn ạ. Áo nỉ gấu màu cam siêu mà đẹp. Áo em đang mặc là rẻ bao nhiêu bạn ơi? Rẻ 10 với em ơi. Rẻ 12, 140.000 xỉ bằng lẻ. Áo em đang mặc là rẻ 12 ạ, 140.000 đồng xỉ bằng lẻ. Ai lấy rẻ 12 em mời các chị lên đơn, rẻ 15 em hết hàng ạ. Rẻ 12 em mời các chị lên đơn, 140.000 xỉ bằng lẻ nhá mọi người nhá. Ai có tin nhắn là người đấy có đơn. Rẻ 12 ạ, 140.000 đồng xỉ bằng lẻ cho em. Ok là em nhận đơn rẻ 12. Và em đang mặc là mã rẻ 12, 140.000. Em đang mặc là rẻ 12, 140.000 đồng ạ. Tiếp tục lên đơn cho em mã hàng rẻ 16 cho em. Rẻ 16 em chưa bao giờ bán giá này nhá mọi người nhá. Rẻ 16 em chưa bao giờ bán giá này luôn. Ngày hôm nay chốt sale ở trên livestream cho chị em mình với giá là 155.000 đồng. 155, ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 16, 155.000, em xin đơn đấy các chị ơi. Hôm nay em lên livestream em lại tiếp tục xin đơn. Ôi sorry em. Mã này các chị lên đơn cho em là mã hàng rẻ 16 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Áo nỉ da cá. Áo nỉ da cá dày dặn nhá. Hàng siêu cấp VIP cho em, full tag mark chuẩn xịn như thế này. Bản bo viền cổ ạ. Hàng tàu chuẩn xịn luôn, nói không với hàng xưởng nhá mọi người nhá. Form đẹp như thế này luôn, form đẹp ạ. Form từ 40 cho đến 65 cân các chị mặc ok la. Được chưa ạ? Mình lên màu giúp em nào. Rẻ 16 màu cam như em đang mặc năm nay cực kỳ hot cam này. Rẻ 16 màu trắng rất là dễ mặc ạ. Rẻ 16 màu hồng và rẻ 16 màu đen giúp em. Rẻ 16 đen trắng hồng cam. Rẻ 16 cho em nhìn kỹ bản gấu ạ. Nhìn kỹ hàng cho em nhá mọi người nhá. Đừng nhầm nhá mọi người ơi. Đừng nhầm với hàng linh tinh nhá mọi người. Siêu đẹp luôn. Rẻ 16 cho em bản gấu mốt chuẩn xịn ạ. Rẻ 16 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. 100 bao nhiêu ạ?
155.000 đồng. Giảm xỉ. Yêu chưa mọi người ơi? Rẻ 16 kèm màu nhá mọi người. Rẻ 16 kèm màu giúp em, mã này em trợ giá giảm xỉ cho các chị hàng mới. Trợ giá giảm xỉ cho các chị luôn, rẻ 16 giúp em. Cái áo dằn di ok la, đợi em một chút. Rẻ 16 cho em, ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 16 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Rẻ 16 màu đen này. Rẻ 16 màu cam như em đang mặc này, được chưa ạ? Rẻ 16 giúp em, rẻ 12 ok la em nhận đơn. Quần đi chị em ơi, chị quần luôn. Rẻ 16 cho em, hôm nay có gì toang hết các chị ạ? Hôm nay xả toang hết các chị yêu ơi. Rẻ 16 kèm màu kèm số điện thoại ok la em nhận đơn, có len luôn ạ. Rẻ 16 giúp em, ai lấy các chị lên đơn. Áo thì nơi có luôn. Rẻ 16 kèm màu nhá các chị. Rẻ 16 kèm màu giúp em. Rẻ 16 kèm màu đi mọi người. Nhớ là phải kèm màu kèm số điện thoại cho em. 40 cân màu hồng, 40 cân mặc sẽ thành dáng suông giống quần nhá, bẹp nhá. Đây ạ, các chị lên đơn cho em mã hàng rẻ 16 giúp em. Bẹp bẹp. Em ơi, lên mã luôn cho chị đi. Rẻ 16 cho em, ai lấy các chị lên đơn này. Rẻ 16 ok là em nhận đơn, tìm mãi tôi chán chúng mày lắm. Được rồi, ok. Được rồi, lên thôi. Rẻ 17 cho em. Rẻ 17 nhá mọi người nhá. Rẻ 17 em lên cho các chị là quần. Ui em ơi. Rẻ 17. Sao em lại đúng ý chị thế? Đây ạ. À, áo tay hến hôm qua chị vừa bán xong. Áo tay hến hôm qua chị vừa bán xong. Nhân viên đang chia đơn cho khách. Bây giờ mà bảo nhân viên lấy mẫu áo tay hến có căng không em? Lấy áo tay hến có căng không em? Xuống dưới tầng lấy áo tay hến giúp chị với. Rẻ 17 cho em, mẫu quần nỉ mới nhất của năm nay. Em xin phép chốt đơn ạ, biếu tặng các chị luôn. Em xin phép chốt đơn, biếu tặng các chị luôn. Quần nỉ Joker cho em nhé mọi người nhé. Rẻ 17 ạ, quần nỉ lót bông. Được chưa ạ? Quần nỉ lót bông cho em 1m67 mặc sẽ ngắn ạ. 1m67 mặc sẽ ngắn. Nó như tất cả những cái mã quần bình thường. Ok ạ. Chị Vân nhé. Nó như tất cả những cái mã quần bình thường thôi ạ. Mã này mình lên đơn giúp em là mã hàng rẻ 17 cho em. Rẻ 17 em có 3 màu ạ. Quần nỉ nhá mọi người nhá. Quần nỉ này. Quần nỉ theo và lót lông cho em. Em biếu các chị. Em biếu các chị nhá mọi người nhá. Em biếu các chị luôn. Được chưa ạ? 109.000 đồng. 109.000 đồng ok em. Chị báo nhân viên chuẩn bị cho em cứ yên tâm. Bán hàng màu này nó, cái mẫu này nó hơi nhiều màu một chút. Nhà bán hàng phải lên hết đủ màu cho các chị luôn. Rẻ 17. Rẻ 17 109.000, quần nỉ này của nhà em. Quần nỉ này của nhà em đang bán với giá là 159.000. Hôm nay em chốt tặng các chị 109.000, em xin phép em tặng các chị. Mã này em xin phép em tặng lỗ cho các chị 109.000 đồng. Vì các chị nhìn hàng cho em ơi cho chị xin cái túi của quần nỉ với. 109.000 đồng, các chị nhìn hàng cho em. Quần nỉ của nhà em không phải là hàng xưởng nhá. Quần nỉ của nhà em là hàng tàu xịn và đóng ở trong túi giấy như thế này ạ. Được chưa ạ? 109.000 đồng quần nỉ, áo bao nhiêu? Áo em là áo nỉ. Rẻ 17 cho em 109.000, quần rất là đẹp ạ. Rẻ 17 cho em 109.000 đồng, quần rất là đẹp luôn nha các bác nha, đẹp lắm ạ. Rẻ 17 lên đơn ạ. 109.000 đồng. Ai có đơn các chị comment cho em là dồn đơn. Áo em đang mặc là rẻ 16. 155.000. Áo em đang mặc là rẻ 16 ạ, 155.000 đồng. Cái này là rẻ 17 ạ. Rẻ 17 nhá mọi người nhá. Em ơi số lượng của rẻ 17 đâu có không? Có đúng không? Ok cho chị mã khác luôn. Rẻ 17 ạ. Các chị nghe giá là các chị biết là em lỗ rồi đấy ạ. Các chị nghe giá là các chị đã biết là em lỗ rồi đấy ạ. Rẻ 18 cho em. Rẻ 17 em hết, em cảm ơn mọi người ạ. Rẻ 18 em sale lỗ nốt cho các chị. 119.000 đồng. 16 phải kèm màu nhá. Làm chưa ơi? Bẹp bẹp ơi, em 40 hay là em 52 cân? Em 40 hay là em 52 cân đấy? Rẻ 16 phải kèm màu giúp em. 17 hết rồi. Rẻ 16 màu cam giúp em. Đợi em có mã khác. Các chị cứ từ từ, các chị đợi em, quần nỉ này em mới về rất là nhiều ạ. Mã này mình lên đơn cho em là mã hàng rẻ 18. Chốt cho Thu Vân mã 16 màu cam. Mã 17 em hết nhá chị Thu Vân nhá. Mã này mình lên đơn cho em là mã hàng rẻ 18 giúp em. Chị ơi, Đà Lạt mấy ngày có Đà Lạt? Ngày hôm nay live stream, ngày mai chốt đơn, ngày mai đi hàng. 3 ngày chị nhận, 3 ngày sau chị nhận được sau ngày đi hàng nhá. Mã này mình lên đơn cho em là mã hàng rẻ 18. Vừa nãy ai không được chốt thì bây giờ mình chuyển sang mã này giúp em. Bộ nỉ dài có ạ. Rẻ 18 ạ. Rẻ 16 màu cam, áo em đang mặc ok la 155.000. Rẻ 18 là giá bao nhiêu tiền ạ? 119.000 đồng nhá. Set đát đẹp như thế này em còn một này.
set đát này. 1 ạ, 2 ạ, 3 và 4 bộ. Rẻ 18 em còn 4 bộ, được chưa ạ? Rẻ 18 em còn 4 bộ ạ. Giá bao nhiêu ạ? 119.000 đồng nghìn quần này. 119.000 đồng nghìn quần giúp em, siêu đẹp. Rẻ 18 kèm số điện thoại giúp em. Ok là em hết rẻ 18, em cảm ơn các chị rất là nhiều. Em lên luôn cho các chị mã hàng rẻ 19. Rẻ 19 em về được đúng 10 cái ạ. Rẻ 19 em về được đúng 10 cái. Bản áo The Real, mã này của nhà em là hàng hè thu nhá mọi người nhá. Mã này của nhà em là hàng hè thu giúp em. Rẻ 18 em hết ạ. Set đắt từ 40 cân cho đến 65 cân mình mặc vừa ạ. Khách mới vui lòng cọc giúp em ạ. Mã 16 thỏ hồng. Mã 16 là em áo em đang mặc là gấu ạ. Mã 16 là áo em đang mặc là gấu ạ. 16 hồng đây ạ. Mã 16 hồng là 155.000. Mã 16 hồng là 155.000 ạ. Henry có ạ. Các chị bật tin nhắn thông báo lên, nhà em không đọc tên đâu ạ. Nhà em có tin nhắn thông báo đấy ạ. Được ạ. Đây ạ, các chị lên đơn cho em là mã hàng rẻ 16 cho em. Rẻ 16 ạ, đen, trắng, hồng và cam. 155.000 thôi. Áo nỉ, nhìn kỹ cho em, nỉ loại 1 đẹp mọi người ạ. Nỉ loại 1 đẹp, nỉ da cá chéo. Chất liệu rất là đanh ạ. Mã này mình lên đơn cho em là rẻ bao nhiêu ạ? Rẻ 19 ạ, em có đúng 10 cái. Rẻ 19 em có đúng 10 cái thôi ạ. Rẻ 16 là 155.000 em nhận đơn. Rẻ 19 em có đúng 10 cái. Em xin phép em tặng cho các chị lỗ luôn. Em bán một cái em chỉ lãi 5 đến 10.000. Không, em bán lãi 5 đến 14.000 nha các chị nhá. Bán lẻ là em lãi, bán lẻ là em lãi 14.000, bán sỉ là em lãi 5.000, được chưa ạ? Hôm nay em chốt lỗ cho các chị. Hôm nay em chốt lỗ cho các chị luôn 132.000. Em có đúng 10 cái. Rẻ bao nhiêu ạ? Rẻ 19 cho em 132.000, em có đúng 10 cái. Vừa nãy em bán lãi đúng 5.000 sỉ bằng lẻ. Bây giờ em chốt cho các chị em có đúng 10 cái. Các chị yêu ơi, khách mới các chị ok cọc thì nhà em lên đơn nhá mọi người nhá. Khách mới các chị ok cọc thì nhà em lên đơn. Tại sao em phải bán lỗ mã này? Vì em chỉ có 10 cái thôi. Vì em chỉ có 10 cái và hiện tại đang hơn 600 người xem livestream, nên là em chấp nhận bán lỗ cho các chị. Ai ok cọc thì em chốt đơn nhá mọi người nhá. Rẻ 19 ai có ok cọc thì em chốt đơn. Ưu tiên khách mới, khách quen ok cọc. 132.000 đồng lỗ. 132 lỗ ạ. Rẻ 19 giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Hàng này của nhà em là hàng hè thu. Hàng này của nhà em là hàng hè thu. Chất liệu cốt tông nhung ạ. Chất liệu cốt tông nhung nhá mọi người nhá. Các chị sờ vào nó sẽ rất là êm, nó sẽ rất là mướt. Mẫu này mới các chị ạ, xinh lắm. Rẻ 19 mẫu mới. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 19 cho em. Giá bao nhiêu ạ? 132.000. Cọc giúp em đi các chị ơi. Rẻ 19 ạ, 132.000 đồng. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 19 kèm số điện thoại cho ai em. Ai cô có mã rẻ 16 hồng rồi nhá. Ok, rẻ 16 hồng có ạ. Úi dồi ôi, cái gì đấy. Từ 40 cho đến 68 cân các chị mặc vừa. Từ 40 cho đến 68 cân các chị mặc vừa. Rẻ 19 cho em. Rẻ 19 em dừng nhá mọi người nhá, em hết hàng rồi ạ. Rẻ 19 em xin phép em dừng, em hết hàng rồi. Đây ạ, mã rẻ 19 rất là đẹp. Có khách mới không để chốt dự bị? Nhiều khách mới. Có khách mới không để chốt dự bị nào? Các chị yêu ơi, khách mới các chị phải ok cọc giúp nhà em nhỉ. Toàn khách mới chốt đơn thôi. Toàn khách mới chốt đơn thôi, các chị phải ok cọc giúp em. Rẻ 19 ok cọc đi mọi người. Rẻ 19 kèm số điện thoại giúp em. Chốt dự bị được mấy cái em? Xem có bao nhiêu khách mới chốt mã rẻ 19 để dự bị cho khách. 18 vừa nãy là 119.000. Set 18 là 118.000. Mã này là rẻ 19 nhá mọi người nhá. Ok la này, rẻ 19 cho em được chưa ạ? Em hạ đây em mọi người ơi, em hết rồi. Đây ạ, siêu đẹp, cọc được dự bị được mấy cái ạ em? Dự bị 5 cái, 5 khách mới cơ á. Toàn khách mới chốt đơn em sợ lắm. Bây giờ em phải chốt dự bị thôi nhá mọi người nhá. Em chốt dự bị 5 cái. Được chưa? Em chốt dự bị đúng 5 cái nhá mọi người nhá. Ok là gọi được ai là chốt mà nhá mọi người nhá. Mà ai cọc trước thì là ok, chắc chắn có đơn. Ai cọc trước thì ok, có đơn đẹp khách lắm mới, các chị ạ. Trước đẹp là lắm chắc luôn. Có đơn nhá. Lần sau không bao giờ em bán giá rất này. Nhiều khách. Lần sau không bao giờ em bán giá này đâu các chị ạ. Đẹp nhỉ. Đẹp dã man luôn các chị ạ. Rẻ 19 này. Ok là em dừng luôn này. Hết hàng này. Tiếp tục ạ, lên đơn cho em. Em ơi chuẩn bị áo nỉ đi.
áo nỉ thỏ đi. Mã này là mã bao nhiêu ạ? Áo em đang mặc là rẻ 15 đúng không? Rẻ 15 màu cam, rẻ 15 màu đen, rẻ 15 màu trắng và rẻ 15 màu hồng cho em nhá mọi người nhá. 155.000 là áo em mặc. Ok. 115.000 hết rồi gì? Rồi em dừng nhá mọi người ơi. 155.000 là áo em mặc. Mã bao nhiêu em? Rẻ 16. Chốt chuẩn giúp em 155.000 này, em sợ lắm mọi người ơi. Em rất là sợ khách hàng của mọi em. Mọi người để ý tin nhắn trong inbox nhá. Ai có tin nhắn là có đơn nhá. Ai có tin nhắn là có đơn các chị ạ. Ai có tin nhắn là có đơn mọi người ơi. Các chị lên đơn cho em mã hàng. Rẻ mười mấy ạ? Rẻ 16 cho em. Rẻ 16 em có trắng này. Mã này không đẹp không lấy tiền. Mã này nhận hàng không đẹp không lấy tiền. 155.000 chưa bao giờ em bán giá này. Ấn vào màn hình thả tim tương tác đi các chị ơi. Thả tim tương tác, follow fanpage cô gấu ở chế độ xem trước đi ạ. Follow fanpage cô gấu ở chế độ xem trước đi mọi người ơi. Năm nay màu cam cực kỳ hot em ơi. Còn mấy cái nữa em lên em chốt đi này. Rẻ 16 màu cam, rẻ 16 màu trắng, rẻ 16 màu hồng và rẻ 16 màu đen cho em. Được chưa ạ? 100 bao nhiêu em? 55.000. 155.000 đồng nhá mọi người nhá. Có nhá. Ok là rẻ 15 cho em áo hồng đợi em một chút. Mình nhá, bạn ơi. Anh mới mua trên 2 sản phẩm vui lòng gặp giúp em. Chất liệu này của nhà em là chất liệu nỉ da cá chéo ạ. Chất liệu này của nhà em là chất liệu nỉ da cá chéo nhá mọi người nhá. Bề mặt nỉ rất là đanh và mịn. Đây em zoom kỹ cho mọi người xem. Bo viền cổ, bo tay, bo gấu rất rất là đẹp luôn. Hình in công nghệ ép nhiệt cho em. Hình in công nghệ ép nhiệt cho em nhé. Cho em xin đổi số điện thoại. Ok là các chị cứ comment số điện thoại đi ạ. Các chị comment là đổi số điện thoại nhá mọi người nhá. Ngày mai nhân viên nhà em không đi làm được, các chị nhà em sẽ inbox. Ok là rẻ 16 giúp em. Rẻ 16 kèm màu kèm số điện thoại. Các chị bổ sung số điện thoại đi em ơi. Bổ sung số điện thoại để nhà em lên đơn. Nhà em không chốt đơn ở trong inbox ạ. Ngày mai nhà em sẽ gọi điện chốt đơn. Có quần nỉ không em? Còn quần nỉ không em? Ok la luôn ạ. Rẻ mười mấy ạ? Rẻ 16 cho em, hết hàng cho em ơi. Hàng vừa mới về đẹp tuyệt vời luôn. Hàng vừa mới về đẹp tuyệt vời luôn ạ. Mã này của nhà em là mã hàng rẻ 16 ạ. Rẻ 16 cho em 155.000, em xin phép dừng này. Em qua mã này. Mã tiếp theo là mã bao nhiêu em? Mã tiếp theo là mã rẻ 20 ạ. Bé Kem còn đây không em? Bé Kem còn đây không em? Để chị lên mã áo len hến nào. Bạn bé Kem có còn không ạ? Bạn bé Kem inbox à, ra phát tín hiệu từ vũ trụ cho em đi nào. Tiếp theo mã gì đây? À đây mã này mới này, mã này chưa bao giờ bán này. Rẻ 16 ok la này. Rẻ 20 này. Ok, mã này là mã bao nhiêu em? Rẻ 20 hay 21? Rẻ 20, ngày hôm nay mã nào em cũng bán rẻ. Ngày hôm nay mã nào em cũng bán rẻ. Ok la, thế chị lên luôn mã này cho em. Để thử luôn cho các bạn này. Rẻ 20 cho em ơi, xem còn beo còn tan không? Còn không? Mã này các chị lên đơn cho em là mã hàng rẻ 20 đi ạ. Áo len hến đây. Em toàn hỏi đúng lúc đúng chỗ thôi. Hôm qua chị vừa mới lên mã này xong. Thôi hôm nay làm tiếp. Hôm nay làm đơn tiếp ạ. Mã này hôm nay nhà em làm đơn tiếp nhá mọi người nhá. Mình lấy áo hồng chữ đằng sau. Vâng ạ, áo hồng chữ đằng sau. Là áo hồng NY, đợi em một chút ạ. Áo NY. Trời ơi, hôm nay cái gì cũng rẻ các chị ơi. Các chị cứ từ từ. Màu em đang mặc là màu xanh lạ nhá mọi người nhá. Màu em đang mặc này là màu xanh lạ, cho em nhìn cái áo hến của nhà em này. Đây ạ, form cân nặng thoải mái. Đến 80 cân các chị mặc cũng vừa cho em nhá. Áo len xịn hàng loại 1 này. Căng kéo thoải mái cho em. Cổ 3 phân và tay hến rất rất là xinh. Cổ 3 phân và tay hến rất là xinh. Màu này các chị comment đúng màu giúp em. Em dơ rất là nhiều màu mọi người ạ. Giá man đơn. Khiếp không cái thằng này. Khiếp không, nó đút đơn ở trong túi các chị yêu ơi. Hóa ra mã này chúng nó chưa chia. Vẫn chưa chia xong. Vẫn đút một sấp đơn ở trong túi, sợ. Hôm nay em vẫn chốt cho các chị 85.000 đồng xỉ bằng lẻ. 85.000 đồng nhá mọi người nhá. Các chị lên đơn cho em là rẻ 20 màu xanh lạ, rẻ 20 màu đen, rẻ 20 màu xám mà em có rất là nhiều tông màu các chị ơi. Rẻ 20 màu xám, quần em mặc trước em có bán rồi ạ. Rẻ 20 màu cốm ạ, xinh quá. Rẻ 20 màu cốm giúp em, lưu ý cho em là áo hến hàng loại 1 nhá. Nhìn kỹ chất của nhà em này.
siêu đẹp luôn, được chưa ạ? Các chị mua mấy chục nghìn không bao giờ các chị mua được chất liệu như thế này. Mã này nhà em chạy số lượng nên là em có giá cực kỳ đẹp cho các chị. Báo luôn giá trên like cho các chị xỉ bằng này, 85.000 đồng. Rẻ 20, xương xương nó rơi vào tầm mười mấy màu ấy. Rẻ 20 màu đỏ này các bác ơi. 85.000 đồng, rẻ 20 màu đỏ. 85.000 à. Rẻ 20 màu be đậm be nhạt. Đây là màu be đậm ạ. Đẹp lắm. Rẻ 20 ạ, màu be đậm cho em 85.000 đồng. Bình thường giá này em phải bắt các chị mua 2 cái. Thật sự luôn là giá 99.000 em phải bắt các chị mua 2 cái. Mà ngày hôm nay em làm giá cho các chị mua 1 cái 85.000 đồng. Rẻ 20 màu nâu. Rẻ 20 màu nâu cho em 85.000 đồng ạ. Rẻ 20 màu cam ạ, 85.000. Nhìn kỹ này, bo viền cổ rất là đẹp. Chất liệu lông thỏ nhẹ nhá mọi người nhá. Rất rất là đẹp luôn. Rẻ 20 màu cam cho em 85.000 đồng. Được chưa ạ? Rẻ 20 màu be nhạt 85.000. Màu nào cũng đẹp, các chị mua 2 cái mà mặc. Thật sự luôn đấy, vào vụ không bao giờ có giá này. Các chị đi mua chỗ khác cũng không bao giờ có giá này luôn. Rẻ 20 cho em màu be nhạt. Rẻ 20 màu trắng ạ. Rẻ 20 màu trắng ạ. Siêu đẹp luôn. Rẻ 20 màu trắng cho em và rẻ 20 màu xanh cổ vịt. Em nói thật với các chị là tại sao mà rẻ 20 có nhiều màu thế? Tại vì không ế một màu nào. Các chị ạ, tại vì không ế một màu nào luôn. Rẻ 20 màu xanh cổ vịt cho em. Ok la chưa ạ? 85.000 đồng một áo, siêu đẹp. Xem áo NI, đợi chị một chút. Rẻ 20 cho em 85.000 đồng. Anh mới lưu ý nhé, mua từ 2 sản phẩm cộng giúp mình 100.000. Anh mới mua trên 2 sản phẩm vui lòng cộng cho em, nhìn kỹ cho em này. Mua trên 2 sản phẩm vui lòng cọc nhá các chị nhá. Còn các chị mua 2 sản phẩm nhà em sẽ ship code cho các chị. Rẻ 20 màu xanh cổ vịt cho em, được chưa ạ? Rẻ 20 màu xanh cổ vịt cho em. Rẻ 20 em đang mặc là màu xanh lạ. Rẻ 20 em đang mặc là màu xanh lạ, được chưa ạ? 65 cân mặc được nhá các chị nhá. 70 cân mặc được, 80 cân mặc cũng được các chị yêu ơi. Vì cái chất len này nó rất rất là đẹp luôn. Chất len này nó cực kỳ đẹp luôn. Các chị nhìn em vừa mặc vào xong em cởi ra này, vẫn nguyên form. Được chưa ạ? Em vừa mặc vào xong em cởi ra vẫn nguyên form luôn, rất là đỉnh luôn. Đây ạ. Rẻ 20 cho em, rẻ 20 đúng không? Rẻ 20 màu xanh lạ. Chị đọc lại cho này, rẻ 20 màu đen trắng. Em ơi, đen trắng be đậm be nhạt theo tông màu đi. Đen trắng be đậm be nhạt nâu cam. Nâu cam đỏ cốm xám. Xanh lạ. Và xanh cổ vịt, được chưa ạ? Rẻ 20 cho em, xanh cổ vịt đây mọi người ơi. Siêu đẹp luôn. Đây ạ, siêu đẹp luôn. Màu nào cũng đẹp các bác ạ, màu nào cũng đẹp. Em nói thật là các chị nên mua 2 cái để mặc. Các chị nên mua 2 cái để mặc. Ví dụ nhá, các chị mặc áo trắng này, ở bên trong các chị có thể khoác tất cả những mẫu cardigan đều được. Màu đen trắng là 2 cái màu dễ mặc nhất. Màu xanh lạ và xanh cổ vịt này thì các chị mix cho em với chân váy. Đó, mix cho em với quần siêu đẹp nhá. Có một cái gợi ý cho các chị này, các chị mix kèm tang CC nữa, hết nước chấm. 85.000 xỉ bằng lẻ. 85.000 xỉ bằng lẻ. Ai mua trên 5 cái áo em sẽ tặng kèm một tang CC cho các chị. Ai mua 5 áo 5 màu hoặc mua áo này số lượng 5 cái, em sẽ tặng kèm cho các chị một cái tang CC siêu đẹp luôn. Đây ạ, tang CC sang xịn mịn nó sẽ thành một cái áo khác cho các chị luôn. Được chưa ạ? Đẹp luôn, sang luôn. Các chị lên đơn cho em ạ. Áo nhá, em giơ lại bảng màu cho các chị nha. Màu em đang mặc là màu xanh cổ vịt này. Màu em đang mặc là màu xanh cổ vịt này. Ai mua trên 5 cái các chị comment cho em là xanh lạ và xanh cổ vịt em ơi. Ai mua trên 5 cái các chị comment cho em là quà tặng. Em sẽ tặng các chị một cái tang áo này với giá là 0 đồng nhá mọi người nhá. Ai mua áo hến cổ 3 phân trên 5 cái em sẽ tặng các chị một cái tang này với giá là 0 đồng nhá mọi người nhá. Các chị comment cho em là quà tặng hoặc không ngày mai nhân viên chia đơn. Cứ trên 5 cái em sẽ tặng các chị một tang cài áo. Mã kèm số điện thoại giúp em. Mã này của nhà em là rẻ 20 màu xanh cổ vịt. Rẻ 20 màu xanh lạ, được chưa ạ? Rẻ 20 màu trắng. Chốt đơn như điên, cảm ơn em yêu. Rẻ 20 màu be ạ. Rẻ 20 màu be ạ. Rẻ 20 màu cam cho em xinh quá. Rẻ 20 màu cam cho em rất là xinh. Rẻ 20 màu nâu siêu sang này. Rẻ 20 màu nâu cho em siêu sang ạ. Rẻ 20 màu be đậm này xinh lắm. Be đậm be nhạt là hai màu hoàn toàn khác nhau nha. Các chị có thể mua 5 cái 5 màu mặc cũng được, hoặc cho 500 anh chị em bạn gì đều được nhá mọi người nhá. Về làm quà rất rất là đẹp luôn, không ai chê được một cái chất len này luôn. Các chị ạ, đến nỗi mà khách mua từ năm ngoái năm nay khách còn hỏi thì các chị biết là nó đẹp như thế nào rồi. Rẻ 20 màu đỏ cho em.
Rẻ 20 màu cốm này, hết nước chấm luôn. Rẻ 20 thiếu mỗi màu tím thôi. Rẻ 20 thiếu mỗi màu tím hot trend của năm nay thôi các chị ạ. Rẻ 20 màu cốm cho em 85.000 đồng. Rẻ 20 màu xám cho em xinh chưa? Màu xám đẹp lắm. Màu xám nó gọi là đắt hàng sau màu đen này, là đắt hàng nhất này. Xong đến màu xanh cổ vịt này, được chưa ạ? Xong đến màu xám, tông màu nâu, màu be đậm be nhạt. Đó, màu đỏ thì hơi chậm hơn một chút, màu đỏ thì hơi kén thì hoảng một chút. Nhưng mà màu nào nhà em bán cũng chạy. Màu nào nhà em bán cũng chạy 85.000 đồng. Rẻ 20 cho em 85.000 đồng nhá mọi người nhá. Đây, áo như em đang mặc đây, thoải mái cân nặng cho chị em mình. Thoải mái cân nặng cho chị em mình từ 40 cân cho đến 80 cân các chị mặc vừa. Đây ạ, đây các chị cân hộ em cái, các chị đỡ hộ em cái hàng này. Đẹp chưa? Không bay giáo, không xù, không sổ lông. Rẻ 20 kèm màu kèm số điện thoại. Rẻ 20 cho em nhá. Em giơ lại bảng màu rẻ 20 đen. Rẻ 20 xám ạ. Rẻ 20 cốm ạ. Rẻ 20 cốm cho em. Rẻ 20 đỏ, đỏ đẹp lắm. Rẻ 20 đỏ rất là đẹp. Bảo Lâm Anh em tặng luôn cho các chị cái nhá. Băng cài áo này 150.000 ngày hôm nay em tặng các chị ạ. Bao nhiêu ạ? 37.000 đồng. Ui dồi ôi, khách hỏi tang cài áo nhiều quá, em tặng các chị 37.000. Các chị comment cho em là tang cài áo 37k kèm số điện thoại. Tang cài áo dồn đơn. Rẻ 20 màu be đậm đây ạ. Rẻ 20 màu be đậm nhá. Rẻ 20 màu nâu cho em. Rẻ 20 màu nâu đây ạ. Quần em đang mặc hết hàng mất rồi. Quần em mặc lúc trước có mấy chục nghìn thôi ạ. Rẻ 20 màu nâu ạ. Rẻ 20 màu cam, tang cài áo 37.000, ok la. Rẻ 20 ok la luôn ạ. Màu đen xám ạ, rẻ 20 cho em, rẻ 17 hết hàng ạ. Quần hết mất rồi. Rẻ 17 còn xám ạ. Má này các chị lên đơn cho em là rẻ 20 màu be nhạt. Rẻ 20 màu trắng ạ. Và rẻ 20 màu xanh lạ cho em. Rẻ 20 màu xanh lạ, ok la. Rồi qua đi em ơi, cho chị quần gì nhé. Còn em gặp phát vào nhau và để lên chị. Rẻ 20 cho em tí nữa lên. Rẻ 20 ok là em nhận đơn. Áo nỉ thỏ hồng đây ạ. Rẻ 20 đây ạ. Tang cài áo là 37.000 đồng. Siêu đẹp. Tang cài áo là 37.000 đồng nhá mọi người nhá. Đây ạ. Tang cài áo này của nhà em xỉ còn cao hơn đấy. Tang cài áo xỉ cao hơn đấy. Rẻ 20 ok là em nhận đơn. Rồi ạ. Má này siêu đẹp này. Má này tiếp tục là một má quần nỉ này. Đây vừa nay ai mà không chốt được quần nỉ thì bây giờ mình chuyển sang cái dáng quần nỉ này. Bây giờ mình chuyển sang quán dáng quần nỉ này cho em. Dáng này của nhà em là dáng quần nỉ ba sọc nhá mọi người nhá. Quần nỉ ba sọc cho em. Các chị mix với cái gì cũng đẹp. Đây ạ. Các chị mix với cái gì cũng đẹp luôn. Gì cái gì cũng đẹp. Và nỉ của nhà em là nỉ lót bông dày dặn. Ok ra chưa ạ? Má này em sale lỗ cho các chị luôn. Sale luôn đúng không? Còn số lượng ít đúng không? À mới về đúng không? Số lượng bao nhiêu em? Quần nỉ ấy về khó lắm. Số lượng. Ok là mỗi màu chỉ có 10 cái thôi. Mỗi màu chỉ có 10 cái. Hàng về thêm nhá, không còn nhiều nữa đâu. Không còn hàng nữa đâu các chị ạ. Tầm này các chị muốn mua thêm cũng không có nữa. Má này mình lên đơn cho em là rẻ 21 cho em. Nhìn chất liệu ở bên trong này. Nhìn chất liệu ở bên trong cho em rất đẹp. Em xả lỗ thôi các chị. 110.000 đảm bảo các chị không đi mua đồ ở đâu giá này. Đưa chị cái túi của cái quần đi em. Rẻ bao nhiêu ạ? Rẻ 21 cho em. Quần này siêu đẹp. Quần này nó chạy dọc chân các chị ạ. Rẻ 21 cho em, mix với cái gì cũng đẹp đây. Các chị nhìn này, mix với gì cái gì cũng đẹp. Rẻ 21 cho chị cái túi em ơi. Rẻ 21 màu đen, rẻ 21 màu trắng và rẻ 21 màu xám cho em. Quần nỉ xịn ạ, quần nỉ xịn, hàng tàu xịn cho em. Form cân nặng từ 40 cho đến 68 cân các chị mặc vừa nhá mọi người nhá. Từ 40 cho đến 68 cân các chị mặc vừa. Mỗi màu em chỉ có 10 cái thôi. Mỗi màu em chỉ có 10 cái thôi, 110.000 xỉ bằng lẻ. Báo giá luôn ạ, xỉ bằng lẻ cho em. 110.000 áo em đang mặc 100. Áo em đang mặc 85.000 đồng. Áo em đang mặc có 85.000 thôi các chị yêu ơi. Rẻ 21 cho em, đẹp hết nốt chấm luôn. Form thoải mái cho chị em mình nhá. Rẻ 21 cho em, ai lấy các chị lên đơn, màu trắng rất là đẹp. Áo em đang mặc có 85.000 thôi, có nhiều màu lắm. Áo em đang mặc có nhiều màu lắm các chị ạ. Đây, các chị nhìn quần này. Quần nhá, các chị nhìn quần cho em. Quần này là quần lót lông dày dặn. Mà em đang mặc một cái quần phòng ở bên trong. Em đang mặc một cái quần phòng ở bên trong mà em mặc lên nó còn như thế này. Được chưa ạ? Siêu đẹp. Cái bụng cực chuẩn cho chị em mình luôn. Tạo hiệu ứng chân dài miên man cho chị em mình. Rẻ 21 giúp em. Rẻ 21 kèm màu kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. Khách mới lưu ý nhá, mua từ 2 sản phẩm cộng giúp mình 100.000 nhá. Rẻ 21 mà các chị mặc màu trắng này là hết nước chấm luôn đấy.
rẻ 21 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 21 ạ. U là trời đẹp lắm ạ. Rẻ 21 đây mọi người ơi, dày dặn đẹp dã man luôn. Lót bông. Lót nỉ bông cho em. Đây ạ. Sọc này của nhà em là sọc 3 sọc nổi nhá mọi người nhá. 3 sọc nổi cho em nhá mọi người ơi, rẻ bao nhiêu ạ? 21. Rẻ 21 cho em, 110.000 xỉ bằng lẻ. 110.000 xỉ bằng lẻ, giải cứu em đi. Các chị yêu ơi, giải cứu em đi, 110.000 xỉ bằng lẻ cho em. Ok là rẻ 21 xong này. Rẻ 21 xong nhá mọi người nhá. Áo cardigan đợi chị một chút. Áo cardigan đợi em một chút nhá. Khách mua trên 2 sản phẩm vui lòng cọc giúp em. Áo em đang mặc là 85.000. Áo em đang mặc là 85.000 mọi người ơi. Có 85.000 thôi. Ai muốn xem áo em đang mặc thì báo em để em lên đủ màu cho các chị ạ. Ai muốn xem áo em đang mặc thì các chị báo em để em lên đủ màu cho các chị nhá. Rẻ 21 ok là em nhận đơn này. Tiếp tục lên đơn cho em mã hàng rẻ 22 cho em. Rẻ 22 vạn người mê. Rẻ 22 vạn người mê luôn. Áo nỉ gấu hồng đi chị. Áo nỉ thỏ hồng đúng không em? Đây luôn này. Rẻ 22 cho em áo nỉ thỏ hồng nhá mọi người nhá. Áo nỉ thỏ cho em ạ. Thỏ này của nhà em là thỏ thêu. Thỏ thêu nhăn cho em. Hàng rất là đẹp. Hàng rất là đẹp luôn. Mã này mình lên đơn cho em là mã hàng rẻ 22. Em chỉ chốt đơn cho khách mới 2 sản phẩm thôi ạ. Khách mua đến sản phẩm thứ 3 khách vui lòng cọc giúp em. Nếu mọi người không đồng ý cọc thì nhà em sẽ ship code 2 sản phẩm cho chị em mình. Nhận hàng các chị kiểm tra hàng và thanh toán tiền giúp em nhá mọi người nhá. Còn khách mua đến sản phẩm thứ 3 các chị auto cọc giúp em. Mã này là rẻ 20 mấy ạ? Rẻ 22 cho em. Rẻ 22 đen trắng hồng và cam. Rẻ 22 hồng mất tích rồi em ơi. Rẻ 22 đen trắng hồng cam. Ai thấy em? Màu hồng ở trên nhá mọi người nhá. Màu hồng ở trên. Đen trắng và hồng. Đen trắng hồng cam cho em mọi người ơi. Màu hồng ở trên. Em đi tìm cái màu hồng nào giống cái màu hồng đấy. Trần Gấm bổ sung màu đi. 166.000. Đây màu hồng đây. Màu hồng nó sẽ giống cái màu này nhá mọi người nhá. Đây ạ, màu hồng của áo thỏ nó sẽ là màu này. Đây ạ. Rẻ 20 mấy ạ? 21 đen hết rồi nhá. Rẻ 22 cho em nhá. Màu hồng thỏ đây. Màu hồng thỏ nó sẽ là màu hồng này ạ. À ừ, hết đen. Màu hồng thỏ nó sẽ là màu hồng này nhá mọi người nhá. Set MLB có mới về, set MLB full book luôn đợi em một chút. Nguyệt sô-cô-la chuyển sang màu trắng hoặc màu xám nhá. Mã này mình lên đơn cho em, mã hàng rẻ 22 giúp em, siêu đẹp. Rẻ 22 chốt lại rẻ 20 đen và be được nhá các chị nhá. Lấy đen và xám nhé, in comment luôn giúp em. Comment luôn giúp em nhá mọi người nhá. Đen trắng hồng và cam. Năm nay cực kỳ hot cái tông màu cam các chị ạ, không hiểu sao màu cam lại hot đến thế. Đen trắng hồng cam giúp em. 166.000. 166.000 xỉ em xin phép tặng các chị 1XXX tiểu học nhá mọi người. Rẻ 22 hôm nay em chốt đơn trên livestream là 166.000 là chưa bao giờ em bán những cái dòng nỉ đẹp như thế này mà giá 166.000 cả. Ngày hôm nay em lên đơn cho các chị là 166.000 quá là rẻ luôn. 166 ạ. Rẻ 22 em nhận đơn. 166.000 đồng. Ai lấy các chị lên đơn cho em. Rẻ 22 kèm số điện thoại. Rẻ 20 em đổi sang xám được không ạ? Rẻ 20 đổi xám thì các chị comment cho em là rẻ 20 đổi đen sang xám chẳng hạn. Các chị comment rõ như thế để nhân viên nhà em làm số lượng nhá mọi người nhá. Để còn số lượng bao nhiêu em còn bán tiếp các chị ạ nhá. Trên livestream là nhà em chia hàng trực tiếp trên livestream rồi ạ. Đừng hủy giúp em nhá mọi người ơi. Mua hàng chuẩn xịn đừng hủy giúp em. Mọi người ơi đừng có chốt rẻ 22 cam hủy rẻ 16 em lấy rẻ 22 cam nhà em không bán. Hủy đơn luôn nhá mọi người nhá. Các chị đừng đổi giúp em ạ. Rẻ 16 em hết hàng rồi, rẻ 16 em chốt cho các chị em hết hàng rồi còn đâu nữa. Mã này các chị lên đơn cho em là rẻ 22. Em mặc thử cho mọi người xem nhá. Rẻ 22 siêu đẹp luôn. Các chị yêu ơi đừng đổi trả hủy xả. Đổi màu thì được, đổi màu thì được. Chứ đừng hủy giúp em nhá mọi người nhá. Rất là mất công luôn đấy ạ. Này em ơi, rẻ 22 cho em. Các chị đổi màu thì được mọi người ơi. Các chị đổi màu cùng một mã thì được. Chứ các chị không xả giúp em đi nhá. Thu Vân ơi. Rồi bảo rồi không sao đâu. Hủy đơn cũng được không sao, em sẽ chốt đơn cho người khác. Vì là các chị đổi Trần Cầm có 2 ca sẽ đổi rất là phiền nhé, em không chốt đơn được kiểu đấy á. Nguyễn Ánh Ngọc bổ 166.000 em ơi. 166.000 này mọi người ơi, siêu xinh. 166 cho em. 166.000 đồng em có một cái bản hỉ cực kỳ xuất sắc. Cái bản hỉ đời lưu mũ hay em chứ. Hỉ đời lưu mũ là nhiều màu á. Hỉ đời lưu theo đi. Ừ, cho chị đời lưu mũ chứ. Giá bao nhiêu ạ? 166.000 đồng chưa bao giờ em bán giá này. Rẻ 22 kèm màu kèm số điện thoại giúp em ạ.
166.000 đồng, chất nỉ da cá chéo dày dặn đanh, bề mặt nỉ rất rất là đanh luôn. Hôm nay em có rất là nhiều mẫu mới, áo NI phía sau là 199.000, đợi em một chút. Ủa, hôm nay chỉ có áo gấu xinh á. Mã này các chị lên đơn cho em mã hàng rẻ bao nhiêu ạ? Rẻ 22. Các chị yêu ơi, đang đầu vụ, giá rất là rẻ và hàng cực kỳ đẹp. Những khách hàng thông thái là khách hàng sẽ biết là mua hàng đầu vụ giá cực kỳ rẻ và chất liệu là đẹp nhất rồi. Nước sau sẽ không bao giờ đẹp bằng nước đầu vụ đâu. Nên các chị tranh thủ mà mua, tranh thủ mà chốt đi mọi người ạ. Đừng đổi trả hình xả giúp em, vì nhà em rất là nhiều mẫu nhá. Vì nhà em rất là nhiều mẫu nỉ đấy ạ. Nếu mà các chị chưa ưng thì các chị có thể ghi lại những cái mã hàng mà các chị thích. Lát nữa các chị comment lại nếu còn nhà em chốt đơn. Còn nếu mà các chị đã chốt rồi thì các chị chốt chắc chắn giúp em. Rẻ 22 cho em, giá bao nhiêu ạ? 166.000 đồng. Rẻ 22 là 166.000 đồng nhá mọi người nhá. Các chị yêu ơi, chấm vào màn hình, thả tim tương tác đi mọi người ơi. Mã này siêu đẹp này. Mã này đảm bảo không làm các chị thất vọng này. Hàng vừa mới về, bao giá bao chất toàn quốc cho các chị luôn. Chất đẹp dã man luôn, hàng tàu xịn. Mã này của nhà em là chất nỉ da cá chân cua nhá mọi người nhá. Em sẽ có hai dòng da cá, một nỉ da cá chéo và nỉ da cá chân cua. Đây ạ, đây là nỉ da cá chân cua. Chất liệu nỉ da cá chân cua thì nó sẽ xốp xốp hơn là nỉ da cá chéo. Và hàng này là hàng đắt hơn. Hàng đắt hơn nhá mọi người nhá. Em thề luôn là em nhập đắt hơn. Ok là em cảm ơn chị yêu. Em cảm ơn chị, em nhìn thấy đơn của chị rồi. Thỏ đen, thỏ cam trắng. Thỏ đen, cam trắng, ok chị ạ. Em có hồng ạ, em có hồng nữa chị. Em có hồng, em treo ở tít đằng sau kìa chị ơi. Chị có chốt hồng không ạ? Má này nhà em nhập đắt hơn nha. Nhưng mà em làm giá các chị cực kỳ rẻ đấy nhá. Nên là đừng đổi trả thì xả giúp em, thực sự luôn. Là rất rất là mất công luôn. Lên hộ chị con nỉ NI. Nỉ NI đội mũ, ok chị luôn. Nỉ NI đội mũ còn ít đúng không? Nỉ NI đội mũ còn ít lắm, lát em sell cho các chị nhá. Má này mình lên đơn cho em là mã hàng rẻ bao nhiêu ạ? Rẻ 23 cho em. Rẻ 23, em về hai màu hàng vừa mới về. Chất nỉ da cá chân cua là một dòng nỉ da cá đắt nhất rồi các chị ơi. Nỉ da cá chân cua bình thường nhà em đang bán là 259.000. Ngày hôm nay em chốt đơn cho các chị với giá là 169.000 đồng. Xỉ lẻ giá đẹp quá là đẹp luôn. Đẹp nhất quả đất luôn, cam kết với các chị luôn ạ. Mã này mình lên đơn giúp em mã hàng rẻ 23, kèm màu, kèm số điện thoại giúp em. Các chị yêu ơi, rẻ 23 sẽ đính kèm một mã gấu như này rất rất là xinh luôn ạ. Rẻ 23, phong cân nặng từ 40 cho đến 68 cân các chị mặc vừa nhá. 40 cho đến 68 cân các chị mặc vừa, nhìn đường bo giúp em này. Nhìn đường bo tay cho em xịn lắm các chị ạ. Thả like thả tim đi ạ. Rẻ 23 ok la. Mở hàng cho em luôn này, rất là nhanh tay. Rất là nhanh tay luôn, rẻ 23 cho em. Ai lấy các chị lên đơn rẻ 23 đen và rẻ 23 trắng vừa mới về. Rẻ 23 đen và rẻ 23 trắng vừa mới về nhá mọi người nhá. Mời các chị lên đơn ạ, rẻ 20 ok, vẫn lên rẻ 20 dã man luôn. Mã này là rẻ 23. Mã này là rẻ 23, 169.000 đồng, ô hóa ra là em chưa báo giá. 169.000 đồng lấy xỉ inbox cho em là tư vấn xỉ, sẽ có nhân viên gửi chính sách khách xỉ cho các chị. Xỉ các chị cọc xỉ 2 triệu cho đơn từ 20 sản phẩm các chị sẽ được giá xỉ. Rẻ 22 vẫn lên đơn bạn ơi. Mã này của nhà em là rẻ 23. Áo em đang mặc là rẻ 22, 166.000. Áo này là rẻ 23. Rẻ 21 xám ok la, rẻ 21 xám là quần à? Rẻ 21 xám là quần. Em chồng vứt ra chồng chốt đi. Rẻ 23 cho em nhá mọi người nha. Em mặc thử cho các chị xem rẻ 23 siêu đẹp. Em mặc thử cho các chị xem rẻ 23 siêu đẹp luôn. Đây ạ. Rẻ 23 ok la này. Các chị yêu ơi, các chị mua nhiều các chị vui lòng cọc giúp em nhá. Các chị mua nhiều các chị vui lòng cọc giúp em nhé. Lên áo phông ngắn tay đi ạ. Có áo phông ngắn tay luôn. Áo phông ngắn tay xả hết luôn ạ. Rẻ 20 mấy đây ạ? Rẻ 23 đây ạ. Tang cài áo là 37.000. Chị Đào lấy 35.000 ok em luôn. Em vào chốt mã 22 đen ạ. Em tặng chị Đào 35.000 cũng được. Em đang bán là 37.000. Nỉ hộp có luôn. Em ơi cho chị mấy mẫu nỉ hộp mới nào. Nỉ hộp mới hôm nay sale chơi lớn cho các chị luôn. Các chị thích gì hôm nay em lên. Mọi người nhá, Facebook của nhà em đang bị bóp tương tác. Tại vì là toàn ăn dính bản quyền thôi các chị ạ. Vừa bị bóp tương tác lên live phát bị out luôn. Em đang rất cần những lượt tương tác ạ. Để kéo lại tương tác. Các chị yêu ủng hộ em nhá. Thả like thả tim tương tác đi ạ. Rẻ bao nhiêu đây ạ? Rẻ 23. Ok là rẻ 23 cho em. 169.000 đồng. Mã này là mã rẻ 12 đúng không? Áo gấu là rẻ 12. Áo gấu là rẻ 12. Áo gấu em mặc đồ live đi ạ. Tăng cái áo 35.000, tính chị 35.000 nhá.
Áo NI 199.000 đồng em một chút. Áo NI là áo len. Áo NI là áo len đấy. Đây áo gấu đây. Đỗ Thị Thùy Linh không thể chốt đơn nữa. Nhà em không chốt đơn ở trong inbox đâu ạ. Chị Đỗ Thị Thu Linh ơi, nhà em không chốt đơn ở trong inbox. Các chị thông cảm giúp em nhé. Nhà em bán livestream là chính. Nhà em bán livestream là chính ạ. Nhà em không chốt đơn ở trong inbox đâu ạ. Mã này là mã hàng rẻ 12 giúp em. Mã này là áo cộc nhưng mà nó là mẫu mới trong bộ sưu tập sang thu nhá mọi người nhá. Chất liệu của em nó là chất liệu cốt tông nhung ạ. Rất rất là đẹp luôn. Gấu này của nhà em là toàn bộ là gấu thêu nổi xinh dã man luôn. Gấu lại còn mặc áo lông nhũ ạ. Đây ạ, gấu mặc áo lông nhũ. Rẻ 23 em có màu đen và rẻ 23 em có màu trắng. Rẻ 23 em đang mặc em có đen và trắng ạ. Mã này là mã rẻ 12 cho em. 140.000 đồng xỉ. Nguyễn Linh bổ sung màu nhá. 140.000 đồng xỉ bằng lẻ chốt chuẩn giúp em nhá mọi người nhá. 140.000 đồng, các chị không nghe nhầm đâu, em báo giá trên live luôn là xỉ bằng lẻ. Được chưa ạ? Ai đấy các chị comment giúp em mã hàng. Rẻ 12. Rẻ 12 kèm số điện thoại. Rẻ 23 ok là em nhận đơn, em cảm ơn chị ạ. Rẻ 23 đây ạ. Rẻ 23 của nhà em đây ạ. Áo gấu nổi nhá mọi người nhá. Rẻ 23 em có hai màu ạ. Màu đen và màu trắng ạ. Lên áo trên xào ok là rẻ 12 em nhận đơn. Nói chung là Nguyễn Nhật Lưng đơn hàng nó nhảy theo dây luôn nên là các chị cứ bổ sung đúng giúp em nhá các chị nhá. Đặt trên like không thể chốt đơn ạ. Các chị cứ comment đúng cú pháp là mình có đơn. Mình nhận được tin nhắn gửi về là shop cô gấu cập nhật đơn hàng của bạn là mình có đơn. Em sẽ lưu ý đơn hàng của chị Đỗ Thị Thu Linh nhá. Rẻ 12 ok là rẻ 12 là 140.000 xỉ bằng lẻ ạ. Ok là em nhận đơn ạ. Mã này của nhà em là rẻ 23 đen và rẻ 23 trắng. Hết trắng. Rẻ 23 em hết trắng ạ. Mặc màu 23 hết trắng rồi Nhật Linh nhá. Rẻ 23 em hết trắng. Chốt dự bị đi được không? Chốt dự bị cho Nhật Linh ạ. Uy tín lắm ạ. Ô là trời, rẻ 2. Không sao chị ơi, không sao đâu ạ. Em vẫn chốt theo giá chị chốt được nhá. Rẻ 23 toàn khách uy tín thôi. Nhân viên nhà mọi em là rẻ 23 toàn khách uy tín. Có đơn nhá. Chốt mã rẻ 12 có tin nhắn là có đơn ạ. Áo đội mũ đây ạ, nhân viên nhà em đang lên mã rồi ạ. Mã này mình lên cho em là rẻ bao nhiêu ạ? Rẻ 23 màu đen giúp em. Rẻ 23 màu đen em xin phép chốt dự bị 2 cái rẻ 23 màu trắng nhá. Rẻ 23 màu đen giúp em, chị Thu Linh lên mã đi. Chị Thu Linh lên mã nhá chị nhá. Rẻ 12 ok là em nhận đơn ạ. Rẻ có. Rẻ 23 cho em NI dài tay vâng ạ. NI dài tay. NI dài tay là cái gì ta? Áo len ạ các bác ơi. NI dài tay là áo len ạ các bác ơi. Ok em chốt mã, vẫn chốt mã rẻ 12 nhá. 140.000. Rẻ 12 là 140.000. Rẻ 12 là 140.000. Mã này em có số lượng rất ít mọi người ơi, về phát là hết. Mã này nhà em về phát là hết này. Giá man lắm. Mã này các chị lên đơn cho em là mã hàng rẻ bao nhiêu ạ? Rẻ 24. Rẻ 24 tổng thiệt hại em chỉ có khoảng tầm 20 cái cho đủ 4 màu. Rẻ 24 cho em nhá mọi người nhá. Rẻ 24 em xin phép chốt dự bị nhá. Mai ai nghe điện thoại là người đấy có đơn. Rẻ 24 cho em. Rẻ 24 là một bản NI ạ. Rẻ 24 của nhà em là một bản NI. NI big logo ạ. Full hai mặt cho chị em mình. Đây ạ. Mã này mình lên đơn cho em là rẻ 24 cho em. Rẻ 24 đen, rẻ 24 trắng, rẻ 24 hồng và rẻ 24 màu be siêu đẹp. Mã hàng rẻ 24 ngày hôm nay lên đơn kỷ niệm chị em mình với giá là 162.000 đồng, 162. Xỉ đẹp nhá mọi người nhá. Xỉ lẻ giá siêu đẹp rồi đấy ạ. 162.000 rẻ 24 cho em. Số lượng em chỉ có khoảng tầm 20 cái thôi. Số lượng em chỉ có khoảng tầm 20 cái, em lên live đúng một livestream và hết sạch hàng rồi. 20 cái này là hàng bị khách không nghe máy các chị ạ. Hàng bị khách không nghe máy và khách xả thôi. Mã 24 này rất rất là đẹp. Các chị nhìn kỹ cho em ạ, phiên bản nỉ NI full 3 tab chuẩn xịn như thế này. Phiên bản nỉ NI full 3 tab chuẩn xịn như thế này. Cảm ơn em yêu chị nhận đơn rẻ 24 nhá. NI trên xào, trên xào, trên xào. Đây là trên giá nha anh em. NI này đúng không ạ? NI mono này đúng không ạ? Rẻ 24 cho em ạ. Rẻ 24 đen, trắng, hồng và be. Rẻ 24 màu hồng đẹp quá nhỉ. Rẻ 24 số lượng ít đúng không? Hả? Số lượng đâu? Đúng rồi, số lượng còn ít rồi đấy. Chị nhìn thấy lúc mà chia ra hàng mình giảm nó. Rẻ 24 cho em ạ. Đen, trắng, hồng, be kèm màu. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 24 kèm màu kèm số điện thoại 162.000. Rẻ 24 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. 100 bao nhiêu ạ?
162.000 đồng. Xỉ em trợ giá cho các chị 1XXX tiểu học. Ok là chưa ạ? Rẻ 20 tư kèm số điện thoại. Rẻ 24 trắng kèm số điện thoại ạ. Rẻ 24 đen kèm số điện thoại. Rẻ 24 hồng kèm số điện thoại. Nờ đi trên xào không có xanh. Không có ạ, không có xanh. Không được gọi là xào, biết gọi là giá nhá. Khách giá nhá. Mới đây mua ạ. Lần đầu. Rẻ 24 cho sản phẩm em. Cộng giúp mình 100 nhá. Rẻ 24 cho em, ai lấy các chị lên đơn quần em mặc hết rồi. Quần em mặc ngày trước em xả cho các chị. Quần em mặc ngày trước em xả cho các chị cũng mấy chục nghìn đấy. Bây giờ không biết nó còn sót cái nào không. Giày chị ạ, chị nhìn này, chân nhìn ra cá chéo đấy chị ạ. Hàng ba tác như thế này luôn ạ. Chất giày đẹp ạ, đây ạ, chân nhìn đanh lắm ạ. Đây, các chị ơi, dòng này là dòng siêu cấp VIP. Dòng này là dòng siêu cấp VIP rồi nên các chị cứ yên tâm nhá. Nó bo viền cổ chuẩn hàng tàu xịn này. Chất liệu bo viền cổ là một chất liệu khác này. Các chị nhìn những đường kim mũi chỉ này, nó rất là đẹp luôn, được chưa ạ? Nó chưa có hàng rẻ đâu các chị ơi. Chưa có hàng rẻ nhưng mà chắc tầm 3, 5, 7 ngày nữa là sẽ ra hàng nhái rồi các chị ạ. Ui dồi ôi, các chị ơi, các chị nhận hàng mã này xịn cực luôn. Các chị mua nồi y hàng hè của nhà em là các chị biết. Đây ạ, mã này siêu đẹp luôn. Các chị sờ vào những cái hình in như này của nhà em là in lụa đấy, hàng chuẩn đấy. Nó như bước ra từ store luôn các chị ạ. Rẻ 24 cho em. Ai lấy các bác comment nhé, rẻ 24 em còn ít thôi. Các chị cứ yên tâm mà chốt đơn. Cầm hộ chị nhé. Rẻ 24 em dừng mã luôn mà. Rẻ 24 em dừng mã luôn mà. Xem nờ đi đó, ok em. Ui, mã này mới về. Mã này mới về các chị ạ. Mã này mới về em sale luôn. Hàng mới về em sale luôn, không có chỗ để hàng nữa rồi anh em ạ. Hàng quá chán đời, không có chỗ để hàng luôn. Mã này của nhà em này. Các chị ơi, Nhìn phát là đã biết là hàng đẳng cấp rồi các chị ạ. Có người chơi hệ, người dân chơi này, người chơi hệ có tiền này, nhìn phát toát lên mùi tiền luôn này các chị này. Em này là hàng búc nhá mọi người nhá. Em này là nỉ hàng búc cho em. Chất liệu của em nỉ này nó là nỉ da cá chân cua mọi người ạ. Nó sẽ rất dày và nó rất là đẹp luôn. Đây ạ, form thoải mái cho chị em mình. Từ 40 cân cho đến 68 cân mình bảo ok la nhá mọi người nhá. Mã này mình lên đơn cho em là mã hàng rẻ 25. Em có 3 màu ạ. Rẻ 25 em có 3 màu, 4 màu. Phụ chị với. Rẻ 25 em có củ ôi phải. Rẻ 25 em phải lấy màu này em ạ. Vì chưa bao giờ em bán cái màu này cả. Chưa bao giờ em bán cái màu này luôn. Rẻ 25 cho em. Hôm nay em xả lỗ cho các chị luôn ạ. 199.000 đồng. 199 xỉ em chốt tròn rồi các chị. Xỉ em chốt tròn rồi các chị 190.000. Em nổ thẳng giá trên line luôn. Giá bất chấp luôn, vừa mới về. Em thề luôn là mẫu này em chưa bao giờ lên live luôn. Vừa mới về bây giờ em mới bóc ra em mới biết. Đây ạ, à, một bản GC cho em. Một bản nỉ GC đắt. Năm nay quá là hot dòng nỉ GC đắt này rồi. Em có đen trắng đỏ. Đợi em nha, em xem màu gì nhá. Đen trắng đỏ. U là trời. Đen trắng đỏ và xanh nhạt mọi người ơi. Đen trắng đỏ và xanh nhạt cho em. Chưa biết mẫu này luôn. Đen trắng đỏ và xanh cho em. Các chị nhìn này. Hàng full book full tác mát xịn sò như thế này. Mã này là mã bao nhiêu ạ? Rẻ 25 cho em. Rẻ 24 hết trắng ạ. Rẻ 25, 24 có trắng này. Mã này của nhà em là rẻ. U là trời. Bạn ơi tôi phải lấy màu gì đây? Rẻ 25 cho em. Các chị thích màu nào các chị lên đơn màu đấy nhá mọi người nhá. Mã này sực mùi tiền luôn. Thật sự với các chị luôn, nó chuẩn xịn này. Từng đường kim mũi chỉ full book cho các chị luôn. Riêng hàng book của nhà em không có một sợi chỉ thừa. Và màu xanh đậm. À hay nhờ. Mã này các chị lên đơn cho em là mã bao nhiêu ạ? Rẻ 25. Đen, xanh lá, xanh dương và đỏ. Đen, xanh lá, xanh dương và đỏ cho em 199.000 đồng. U là trời, quá là rẻ luôn ạ. Đen, xanh lá, xanh dương và đỏ. Mã 24 hồng em hết chốt dự bị đi. Một cái hồng này đi, chốt dự bị đi. Mã này các chị hết. Hết à? Không chốt dự bị à? Ok là không chốt dự bị được mã 24 ạ. Mã này các chị lên đơn cho em là mã hàng rẻ 25 cho em. Rẻ 25 kèm màu kèm số điện thoại. Được chưa ạ? Rẻ 25 cho em. Kèm màu kèm số điện thoại. Đen, xanh lá, đỏ và xanh dương ạ. 199.000 đồng. Đen, xanh lá, đỏ và xanh dương cho em 199.000 đồng. Các chị nhìn hàng chuẩn xịn cho em. Check code, check mã thoải mái. Mã này là hàng book của nhà em ạ. Check code, check mã thoải mái cho em. Ấn vào màn hình, thả tim tương tác đi mọi người ơi. Thả tim tương tác đi mọi người ơi. Rẻ 25 cho em.
Nỉ chưa có thôi chị yêu ơi. Mã này chưa thấy có hàng book về chị ạ. Chưa thấy có hàng book về luôn ấy. Rẻ 25. Em xem gấu trắng lựa chị 25 kèm màu kèm số điện thoại. Rẻ 25 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá mọi người ơi. Rẻ 25 cho em 199.000. Các chị chốt chuẩn giúp em. Nỉ BBL chưa có chị ạ. Chỉ có len BBL với chị ạ. Rẻ 25 cho em nhá mọi người nhá. Rẻ 25 199.000 em đảm bảo với các chị là các chị. Các chị đi tìm mỏi chân luôn, không ai bán cho các chị giá này. 199.000 đồng. Comment đúng cú pháp giúp em ạ. Rẻ 25 kèm màu kèm số điện thoại. Rẻ 25 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. 199.000 đồng. Quần dài ok la luôn. 199 ạ, hôm nay xả hết các chị ơi. Rất cần tương tác của các chị. Thả like thả tim đi mọi người ơi. Cho em xin một lượt chia sẻ đi. Cho chị xin một mẫu áo không để chị thả qua. Cho em xin một lượt chia sẻ đi mọi người. Đây rồi. Cho em xin một lượt chia sẻ nào. Mã này các chị lên đơn cho em là rẻ 26 giúp em. Ai có đơn rồi các chị comment cho em là rẻ 26 dồn đơn. Ai chưa có đơn mình bổ sung giúp em đầy đủ địa chỉ và số điện thoại. Rẻ 25 kèm màu kèm số điện thoại 199.000. Đen trắng xanh lá xanh dương và đỏ. Đen trắng xanh lá xanh dương và đỏ. Rẻ 26 ạ. Rẻ 26 ạ. Luyện cơ tay này mọi người ơi. Rẻ 26 dồn đơn và rẻ 26 kèm số điện thoại. $46.000 ạ. Rẻ 26 cho em. $46.000. Chất mát lịp tim hàng tàu xịn nhá mọi người nhá. Chất mát lịp tim cho em hàng tàu xịn ạ. Rẻ 26 ạ. $46.000. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 26 kèm số điện thoại. Rẻ 25 xanh dương bổ sung số điện thoại giúp em. Có đơn rồi thì comment là dồn đơn ạ. Rẻ 26 là 46.000 ạ. Báo chị đi Hậu ơi. Báo chưa? Báo đi. Báo chị kế ở trước mặt em đi. Rẻ 26 ạ. Rẻ 26 là cái gì ấy? À rẻ 26 là 46.000. 46.000. Rẻ 26 là 46.000 ạ. Ai lấy các chị comment cho em. Rẻ 26 là 46.000 ok la. Rẻ 25 ok la vẫn lên các chị ạ. Rẻ 25 vẫn lên. Rẻ 26 lên mọi người ơi. Từ từ đợi em nhé. Áo len NY ok. Áo len NY đợi em. Mã này mình lên đơn cho em là rẻ 26 cho em 46.000 đồng. Rẻ 26 là 46.000 đồng. Mà ai nhanh thì được ạ. Rẻ 26 dồn đơn ok. Rẻ 26 kèm số điện thoại. Rẻ 26 kèm số điện thoại cho em. 46.000. Rẻ 26 ạ. 46.000. Báo chị rồi. Cho chị con lời đi. Ok la rẻ 26 xong này mọi người này. Các chị yêu ơi, chấm tương tác cho em đi mọi người ơi. Các chị ơi chấm tương tác đi để không bị ẩn comment ạ. Các chị chấm tương tác đi ạ để không bị ẩn comment ạ. Ấn vào màn hình thả tim tương tác đi. Mã này thị trường đang bán giá 350.000. Mã này thị trường đang bán giá 350.000 là hàng loại 1 nhá mọi người nhá. Nhà em chuẩn xịn hàng loại 1 này. Logo NY là logo theo. Logo NY là logo theo cho chị xin tất NY luôn nhá em nhá. Hôm nay em xả tặng các chị. Mã này lên đơn cho em là rẻ 13. Rẻ 13 cho em. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 13 em tặng các chị ạ. Rẻ 13 199.000 đồng. Áo len. Áo len nhá mọi người nhá. Không phải là áo nỉ đâu ạ. Rẻ 13 cho em. Ấn vào màn hình thả tim tương tác đi ạ. Rẻ 13 màu đen kèm số điện thoại cho em này. Rẻ 13 màu nâu kèm số điện thoại. Rẻ 13 màu đen hoặc rẻ 13 màu be giúp em. Rẻ 26 46.000 ok la. Đừng đổi trả hủy xả nha các chị nhá. Chốt đơn chuẩn giúp em. Đừng đổi trả hủy xả. Mã này mình lên đơn cho em là mã hàng rẻ bao nhiêu ạ? Rẻ 13. Rẻ 13 199.000. Rẻ 13 199. Phong cân nặng dưới 65 cân các chị mặc được áo len. 70 cân cũng được. Nha, 70 cân thì nó hơi ôm một chút ạ. Rẻ bao nhiêu ạ? Rẻ 13. Rẻ 13 cho em, ai lấy các chị lên đơn. Kèm màu kèm số điện thoại. Rẻ 13 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. 199.000.
199.000 đồng, rẻ 13 màu be và rẻ 13 màu đen ạ. 199.000. Chị thoát ra vào lại đi chị. Chị ơi, mạng đợt này của nhà em nó bị đơ, cái page của nhà em nó bị đơ các chị ạ. À, các chị thông cảm giúp em nhé. Các chị bị thoát ra để các chị vào lại giúp em, ủng hộ em nhé mọi người nhá. Đợt này nhà em bị mất tương tác lắm ấy. Rẻ 13 cho em, ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 13 kèm màu kèm số điện thoại ạ. Rẻ 13 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. 199.000. Rẻ 13 là 199.000 nha mọi người. Rẻ 13 là 199.000 ạ. Rẻ 14 ạ. Rẻ 14 ạ. Ok, là em nhận đơn rẻ 13 này. Đen 6 nâu nha. À ok, màu nâu là màu be nhá. Rẻ 14 ạ. Rẻ 14 của nhà em là phiên bản gấu râu siêu đẹp. Số lượng chỉ còn vài cái thôi, không có nhiều. Các chị yêu ơi, chấm tương tác cho em đi ạ. Các chị chấm tương tác cho em đi nha. Ai bị thoát ra để các chị vào lại giúp em. Ai bị thoát ra để các chị vào lại giúp em. Mã này siêu độc, siêu lạ và siêu đẹp ạ. Thị trường chưa ai có đâu. Cam kết với các chị là mẫu đi đầu thị trường luôn. Giá rẻ nhất quả đất luôn ạ. Các chị lên đơn cho em mã này là mã bao nhiêu ạ? Ừ, đợi chị một chút. Chị lên luôn đây. Rẻ 27 cho em. Rẻ 27 ạ. Không ai làm giá đẹp nha. 157.000 đồng cho dễ nhớ. Rẻ 27 ạ. Rẻ 27 đen. Rẻ 27 trắng và màu be siêu xinh. Áo nỉ mốt ạ. Chị có, đợi chị một chút nhá Hoa nhá. Áo nỉ mốt cho em ạ. 157.000 đồng. Tỷ lệ giá siêu đẹp. Mã này các chị lên đơn giúp em này. Áo nỉ nới y là cái mã này ấy. Áo nỉ nới y là mã này à. Mã này các chị lên đơn cho em là rẻ 27 màu đen. Rẻ 27 màu be bản nỉ gấu râu cho em. Cam kết với các chị giặt máy thoải mái ạ. Vì chân nỉ này là chân nỉ da cá chéo, nên là những cái hình nghi này nó cực kỳ sắc nét luôn. Nét luôn đấy mọi người ơi. Nét luôn. Rẻ bao nhiêu ạ? 27 cho em. 157.000 đồng nhá mọi người nhá. Rẻ 27 màu đen này. Rẻ 27 màu be và rẻ 27 màu trắng, màu nào cũng đẹp, xỉ đẹp luôn. Rẻ 27, chị cao 1m6 em yêu ơi. Cho chị xin mấy bộ nỉ nới y nè. Cho chị xin bộ nỉ nới y full book nè. À, mắt cười của em. Ok, đợi chị một chút nhá. Mã này nỉ nới y full book bộ. Ừ, bộ đấy, cho mấy bộ ra đây, một bộ ra đây. Rẻ bao nhiêu ạ? Rẻ 27. Rẻ 27 cho em 157.000 đồng, được chưa ạ? Xỉ cam kết rẻ đẹp. Xỉ cam kết rẻ đẹp. Vừa lấy em lên cho các chị ma áo GC đã. Rẻ 57 này, rẻ 27 này là mã. Rẻ 27, 157.000. Có đen, trắng và be. Đen, trắng và be ạ. Rẻ 27 cho em là đen, trắng và be. Em đang mặc lên luôn cho các chị em mình là rẻ 28. Bản nỉ The Real, phiên bản này không phải là phiên bản in, cũng không phải là phiên bản S mà nó là phiên bản theo. Theo nổi toàn bộ luôn và tay theo The Real này các chị này. Và tay theo The Real chuẩn xịn luôn ạ. Mã này các chị lên đơn cho em là rẻ 28 ạ. Rẻ 28 giúp em, siêu đẹp ạ. Rẻ 28 của nhà em là cực phẩm luôn đấy ạ. Rẻ 28 em có đen, trắng, hồng và xanh. The Real xanh nó cứ phải gọi là hot hết nước chấm. The Real xanh nó cứ phải gọi là hot hết nước chấm luôn các chị ạ. Mình lên đơn cho em mã hàng rẻ 28 cho em. Rẻ 28 kèm màu kèm số điện thoại. U là trời, các chị ơi nhìn kỹ cho em này. Hết nước chấm luôn nha mọi người nhá. Bản The Real chuẩn xịn, full tag mark ạ. Hàng chuẩn của nhà em nhá, hàng siêu cấp chuẩn luôn, full tag mark của chị em mình. Nói không với hàng xưởng ạ. Mã này mình lên đơn cho em là mã hàng rẻ 28 cho em, siêu đẹp luôn các chị ơi. Rẻ 28 kèm màu kèm số điện thoại ạ. 166.000, 166 nhá mọi người nhá. 166.000 đồng. Em ưng mã này thật sự luôn. Mã này quá là đẹp luôn. Nó là một cái phiên bản The Real mẫu mới nhất luôn trong bộ sưu tập Thu Đông 2022 các chị ạ. Rẻ 28 kèm màu kèm số điện thoại cho khách xem lại 27 em không? Cho khách xem lại 27 luôn. Rẻ 28 cho em, ai lấy các chị lên đơn ạ. Rẻ 28 giúp em nhá. Nhà em không chốt đơn ở trong inbox đâu các chị yêu ơi. Mình ấy đi. Mình lên giúp em địa chỉ và số điện thoại trên live stream đi. Để nhà em chốt đơn cho các chị. Rẻ 28 kèm màu. Ngày mai sẽ có nhân viên gọi điện chốt đơn cho chị em mình. Rẻ 166.000. Rẻ 28 màu đen này. 166.000 thôi. Xỉ giá đẹp vô cùng ạ. Rẻ 28 cho em 166.000 đồng nhá mọi người nhá. Rẻ 28 màu hồng và rẻ 28 màu xanh. Các
các chị thích màu nào các chị lên đơn màu đấy ạ. Các chị thích màu nào các chị lên đơn màu đấy giúp em rẻ 28 ạ. Giá rẻ lắm luôn ấy. 166.000 nha mọi người. 166.000 em xin phép lên lại mã rẻ 27 cho khách đã. Em xin phép lên lại mã rẻ 27 cho khách ạ. Rẻ 27 ạ. Để chị dơ cho. Rẻ 27 em có đen, trắng và be. Mời các chị lên đơn. Duy nhất livestream của ngày hôm nay xuống like không có giá này ạ. Duy nhất livestream của ngày hôm nay thôi ạ. Xuống like em không có giá này đâu ạ. Phiên bản này của nhà em là áo nỉ da cá, form cân nặng từ 40 cho đến 65 cân, các chị mặc vừa ạ. Em này của nhà em là in full hình gấu như thế này. Em này của nhà em in full hình gấu như thế này luôn ạ. Ngày hôm nay chốt đơn cho các chị với giá là cho chị đâu. Đấy thế. Ngày hôm nay chốt đơn cho các chị với giá là 157.000 đồng, xuống like không có giá này ạ. Các chị nhìn tay full gấu nhá mọi người nhá. Tay full gấu cả mặt trước cả mặt sau luôn ạ. Mã này mình lên đơn cho em là mã hàng rẻ 27 ạ. Rẻ 27 em có đen, rẻ 27 em có trắng và rẻ 27 em có màu be. Rẻ 27 cho em đen, trắng và be 157.000 đồng. Rẻ 28 em hết đen. Rẻ 27 cho em ai lấy? Các chị lên đơn. Rẻ 27 em dơ lại cho chị em mình xem bản gấu dâu siêu hot. Bản gấu dâu siêu hot 157.000 đồng mà. Xuống là em xin phép không nhận đơn giá này nhá mọi người nhá. Xuống là em xin phép không nhận đơn giá này ạ. Mã này của nhà em là 157.000 là giá livestream. 157.000 đồng là giá ở trên live ạ. Ok live chưa ạ? 157 nhá chị em mình nhá. 157 cho em. Em xin phép. Em xin phép ngắt các chị một chút. Em lên mã nỉ nơi. Nỉ nơi siêu chất. Nỉ nơi siêu chất ạ. Các chị yêu ơi, ấn vào màn hình thả tim tương tác đi mọi người ơi. Ấn vào màn hình thả tim tương tác cho em. Áo đầu chó vừa mới về đấy. Vui là trời, khách rất là tinh ý luôn. Khách rất là tinh ý luôn. Ngày nào cũng có hàng mới về phục vụ các chị ạ. Nhưng mà Facebook đang bóp chết người nên là phải xả dã man luôn ạ. Mã này mình tiếp tục nha mọi người ơi. Mã này là mã bao nhiêu ạ? 29. Mã 29 ạ. Em xin phép ạ. Chốt đơn ở trên live stream ạ. Với giá là 167.000 đồng. Giá siêu rẻ. 167.000 đồng cho mã hàng rẻ 29 ạ. Các chị ơi, các chị mà thấy bị ẩn comment ý, thì các chị comment cho em là tương tác nhá. Hoặc chị, các chị comment chữ GG ấy. Chữ GG, hai chữ GG nó là tương tác của Facebook đấy ạ. Mã này mình lên đơn cho em này. U là trời các chị ơi. Mã rẻ 29 cho em, nhìn kỹ cho em nhá. Logo NI này. Siêu đẹp luôn, nó là logo theo ạ. Mã này mình lên đơn giúp em. Áo mốt có ạ. Áo mốt chuẩn bị cho chị một màn áo mốt theo nổi đi em. Mã này mình lên đơn cho em là mã hàng rẻ 29. 167.000. Thế là hết thế nào? Sao hết vẫn còn ở đấy à thằng kia? Rẻ 29 lên đơn 100 bao nhiêu ạ? 167.000 đồng. Rẻ 29 màu be, rẻ 29 màu đen và rẻ 29 màu trắng ạ. Nam 65 cân mặc vừa, nhưng mà hôm trước nhà em có một trường hợp là chồng em thì mặc vừa nhưng mà chồng của các chị tay lại dài quá nên là bị tay ngắn, thế em không hiểu tại sao luôn ấy. Má này các chị lên đơn cho em là má hàng rẻ 29 giúp em. Má này là nhà em mặc đôi được đấy. Nhưng má này là nhà em mặc đôi được đấy. Rẻ 29 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Lý Tú Anh khách mới cọc giúp mình nha bạn ơi. Lý Tú Anh khách mới mua nhiều, vui lòng cọc giúp em 100.000 đồng ạ. Nếu đồng ý cọc thì comment cho em là ok cọc để nhà em lên đơn ạ. Rẻ 29 ạ, siêu đẹp luôn nha. Mã này của nhà em là chất nỉ da cá chân cua đấy ạ. Mã này của nhà em là chất nỉ da cá chân cua này. Một dòng nỉ da cá nó gọi là xốp xốp nổi nổi, rất là đẹp luôn. Mã này mình lên đơn cho em là mã hàng rẻ 29. Rẻ 29 màu đen ạ, siêu đẹp. Rẻ 29 màu đen siêu đẹp và siêu dày dặn. Rẻ 29 một kèm màu. Một bàn nỉ mono cho em, kèm màu giúp em ạ. Rẻ 29 kèm màu ok cọc, vâng ạ. Cọc giúp em nhá, cọc giúp em 100.000 đồng một số tài khoản Nguyễn Hải Quỳnh bổ sung màu đi. Hải Quỳnh bổ sung màu giúp em chị ơi. Đen trắng và be. Rẻ 29 màu be ạ. Và rẻ 29 màu trắng. Giá bao nhiêu ạ? 167.000. Ôi 167.000, quá là rẻ luôn. Logo NI theo nổi nhá mọi người nhá. Logo NI theo nổi cho em ạ. Rẻ 29 ạ. Rẻ 29 lên đơn ạ. 167.000 thôi ạ. Rẻ 29 em ơi, cho chị mã rẻ 29 vào đây. Rẻ 29 ạ. 167.000. Rẻ 29 là 167.000 đồng nhá mọi người nhá.
Cardigan chị lên rồi, cardigan đấy chị lên rồi. Rẻ 29 màu be ok. Khách đồng ý cọc thì lên đơn cọc giúp em. Rẻ 29 ok là áo chị mặc là mã bao nhiêu đấy? 28 ạ. Mã 28 ạ. 27. Áo em mặc là 27 ạ. Áo em mặc là rẻ 27 ạ. Rẻ 27 giúp em. Rẻ 27 đúng không ạ? 28. 28 đấy. Mày có cần sửa chữa lỗi lầm không? Hello. Hello chị ạ, à, em chào chị ạ. Rẻ 20 8. Rẻ 28 đen trắng hồng, chị muốn mua gì để em phục vụ chị nào? Rẻ 28 đen trắng hồng B. Đen trắng. Au au au. Rẻ 28 cho em. Ai lấy các chị lên đơn rẻ 28 ạ. Rẻ 28. Hạ Hải Quỳnh bổ sung màu mã 29 đi. Chị Hải Quỳnh bổ sung giúp em ạ. Rẻ 28 bao tiền bạn ơi? 166.000. Rẻ 28 là 166.000 ạ. Thỉnh thoảng chị cứ vào chị ủng hộ em nhé chị nhá. Rẻ 28 cho em là 166.000. Áo gấu cam bao nhiêu bạn ơi? Áo gấu cam cho rẻ 28, một bên cho rẻ 69, 27. Không, áo gấu cam mà Long ơi, lấy cho chị cái này một bộ đi. Rẻ 28 ok này, ra có này. Thế rồi không? 27 là bao nhiêu nhỉ? Còn cái này ơi. 27 là 157 này. Xanh. Cái gì mày cũng bảo hết đấy cái thằng kia. Ô kìa. Mày còn đúng không? Thế à chị? Em chúc mừng chị nha. Rồi. Nên hoa bẩn à chị? Vâng ạ, à, lúc nào chị rảnh thì chị vào chị ủng hộ nhà em. Đợt này Facebook nó tương tác chán lắm chị ạ. Đợt này Facebook tương tác chán dã man luôn. Lệ ơi là lệ. Mã này của chị là rẻ 13. Khách chốt nhiều lắm rồi. 199.000 thôi. Lê Nguyệt ok. Rẻ 13 là áo len ạ. Lê Nguyệt chốt 27 hay 28 lên Lê Nguyệt ơi. Chắc là mã 28. Lúc đầu mình đọc là mã 27 vì là hậu báo sai mã. Chốt cho Lê Nguyệt một mã 28 thôi ạ. Ok. Mã này mình lên đơn cho em là mã à? Chị thích gì để em chiều chị nào? Nhà em nhiều mã lắm chị ạ. Mã này các chị lên đơn cho em là mã hàng rẻ 13. Rẻ 13 đây Lệ ơi. Em muốn áo đầu chó. Ok, okay đợi chị một chút, chị lên luôn. Trang ơi đợi chị nhá. Rẻ 13 cho em Trang nhá. Rồi áo đầu chó từ từ. Kìa Long ơi này. Xem bộ của canh lên chưa chị? Ok chị ạ. Này em ơi, phục vụ khách yêu này. Mã này các chị lên đơn cho em là mã hàng rẻ bao nhiêu ạ? Rẻ 13. Rẻ 13 kèm màu kèm số điện thoại giúp em 199.000 siêu rẻ. 199.000 đồng rẻ 13 cho em. Rẻ 13 nhá là 199.000 này. Được chưa ạ? Rẻ 13 là 199.000. Long ơi lên cho chị cái mã nỉ nới kia đi, cho chị mã đi giúp treo lại cho chị. Rồi ạ, mã tiếp theo ạ. Em đảm bảo là các chị thích. Em đảm bảo luôn. Rẻ 30 đúng không? Tiếp tục là rẻ 30 đúng không? Rẻ 30 ạ. Rẻ 30 là một set tất NI. Rẻ 30 của nhà em là một set tất NI này. 5 đôi tất 5 màu khác nhau ạ. 5 đôi tất 5 mẫu 5 màu khác nhau. Được chưa ạ? Một set 5 đôi sẽ bao gồm 10 chiếc cho chị em mình. Một set 5 đôi sẽ bao gồm 10 chiếc cho chị em mình. Ai mua áo nỉ NI, áo len NI rất khoát phải mix cho em một cái set tất NI như này hết nút chấm luôn. Em mời các chị lên đơn. Giá siêu rẻ. 71.000 đồng, lãi đúng 1.000. 1.000 chỉ bù được vào chi phí gọi điện chốt đơn thôi ạ, chứ tóm lại là không lãi được cái gì luôn. Được chưa ạ? Nhưng chuẩn là nhà em nhập vào là 70.000 một set, em bán tặng các chị là 71.000 đồng. Em mời các chị lên đơn set tất NI kèm số điện thoại. Set tất NI, set tất cao cổ cho em nhá, hết nút chấm luôn. Set tất đi em ơi, không cần mã nhá. Set tất NI cho em. Ok la chưa ạ? Rẻ 3, rẻ 13 kèm màu giúp em. Rẻ 29 kèm màu, rẻ 13 kèm màu. Set tất NI cho em ạ. Cardigan là dáng vừa ạ. Set tất NI cho em giá bao nhiêu ạ? 71.000 đồng. Set tất NI là 71.000 đồng nha các chị yêu. Rồi chuẩn bị hàng để cùng chị đi đi. Màu be, màu nâu này. À, màu be này, 167. Áo đi ở dưới luôn. Dưới cái áo kẻ luôn. Set tất NI cho em, ai lấy các chị lên đơn. Set tất NI ạ, 71.000 đồng. Em mời các chị dồn đơn nhá mọi người nhá. Rẻ 13 chỉ có một size thôi vì nó là áo len ạ. Rẻ 13 chỉ có một size thôi vì nó là áo len. Set tất NI nó sẽ có hai màu xám đậm, xám nhạt này.
màu trắng này và màu đen ạ. Test tất lời y cho em, ai lấy các bác lên đơn. Em mời các chị lên đơn ạ. 71.000 đồng nhá mọi người nhá. Áo em nha mọi người, em một chút. Test tất 5 đôi, 5 đôi sẽ có 10 chiếc. Test tất là 5 đôi ạ. 5 đôi tất nhiên là nó sẽ có 10 chiếc rồi ạ. 71.000 đồng, tính ra các chị mua có 71 một chiếc. Mười mấy nghìn một đôi thôi các chị ạ. Có set tất cổ ngắn đợi em ạ. Áo gấu cam mã bao nhiêu em ơi? Áo gấu cam ngoài cùng này này tìm cho chị. Mã này các chị lên đơn cho em ạ. Set tất NY cho em. 71.000 đồng ạ. 71.000 đồng nhá. Rồi ok là em nhận đơn này. Đây ạ, mã 13 đây ạ. Mã 13 đây mọi người ơi. Em cảm ơn chị yêu. Áo chị đang mặc là 28 Hải Quỳnh Hải. Mã 13 đây ạ. Áo em đang mặc là mã 28, đợi em một chút. Anh em cứ từ từ nhá mọi người nhá, Hà Nội không vội được đâu. Em rất muốn là... Hải Quỳnh chốt đơn từ nãy giờ không bổ sung màu chứ có đơn nhá. Chị Hải Quỳnh bổ sung màu giúp em đi. Mã 13 đây ạ. Mã 13 đây nha mọi người ơi. Mã 13 có giá là... 199.000 ạ. Rẻ 13 ạ, 199.000 đây. Phong dáng đây ạ. Rẻ 13 cho em 199.000 đồng. Tất có mấy màu, set tất sẽ có đủ màu như thế ạ. Một set sẽ có đủ màu như thế ạ. Rẻ 13 màu nâu em nhận đơn, set tất em nhận đơn ạ. Em đang mặc là rẻ 28 ạ. Set tất NY ok, dồn đơn. Set tất dồn đơn ok. Em bán tặng cho các chị dồn đơn mà. Em bán tặng cho các chị dồn đơn thôi mà. Lãi lời gì đâu ạ. 13 nâu Nguyễn Hồng Nhung ok ạ. 13 nâu Nguyễn Hồng Nhung ok ạ. Rồi ạ, áo em đang mặc là rẻ 28. Rẻ 28 ạ. Rẻ 28, đen, trắng, hồng và xanh 4 màu. Ai muốn xem mã rẻ 28 comment cho em là xem rằng xem rẻ 28. Được chưa ạ? Tiếp tục lên đơn cho em mã hàng rẻ 30 siêu đẹp. Các chị yêu ơi, mã này của nhà em là áo len hàng 11. Mã em ơi. Mã này của nhà em là áo len hàng 11 ạ. Mã 1 ơi. Mã 1 lấy luôn mã. Chó. Mã chó với túi đố đen. À đợi chị áo chó đây. Đợi chị lên luôn. Mã này đâu em ơi? Mã túi. Áo. Ok rồi. Đưa chị ném. Thêm số lượng. Số lượng em chỉ còn 8 cái. Okay, số lượng em có 8 cái ạ. 7 hồng và 2 trắng ạ. 290.000 ngày hôm nay em sale các chị. 149.000 lỗ. 149.000 hàng 11 nhá. Mã này của nhà em là hàng 290. Hôm nay em chốt cho chị. Ok. Em ơi chuẩn bị cho chị áo chó. Áo chó chị có nhiều màu em ạ. Đợi chị lên luôn. Nguyễn Kim Ngân khách mới mua 4 sản phẩm cộng giúp mình nhé bạn ơi. Chị xin áo chó nhiều màu nào. Các chị nhìn kỹ cho Nguyễn em hàng 1 để inbox nhé. Chị Nguyễn Kim Ngân mua nhiều vui lòng cọc giúp em chị yêu ơi. Mã này các chị lên đơn cho em là mã hàng rẻ bao nhiêu ạ? Rẻ 31 cho em. Rẻ 31 màu đen và rẻ 31 màu trắng. Rẻ 31 màu đen và rẻ 31 màu trắng ạ. 149.000 đồng. Mã áo len GC, áo len hổ GC hàng 11. Mã này đã on web rồi đấy các chị nhá. Mã này đã on web rồi. Rẻ 28 bổ sung màu giúp em. Rẻ 28 có đen, trắng, hồng, xanh. Đen, trắng, hồng, xanh. Đen, trắng, hồng, xanh gì ạ? Đen, trắng, hồng, xanh. À đủ rồi, 4 màu đen, trắng, hồng, xanh. Mã này là rẻ 31 ạ. Rẻ 31 cho em. Ok, chị Ngân cọc giúp em nhá. Cọc 100.000 thôi ạ, để tránh đổi trả hủy xả. Mã này là mã 31 cho em. Rẻ 31 màu đen, rẻ 31 màu trắng và rẻ 31 màu xanh siêu. Rẻ 31 màu đen và rẻ 31 màu trắng. Siêu đẹp 149.000 đồng em bán lỗ. Rẻ 28 xanh em nhận đơn, rẻ 31 đen em nhận đơn. Em có 7 đen 2 trắng. Em về có 7 đen 2 trắng thôi mọi người ơi, xinh lắm. Năm nay năm hổ mà không thể thiếu áo len hổ trong tủ đồ của chị em mình luôn. Chất liệu của nó là chất liệu len tổ ong cho em, dày dặn lắm. Len tổ ong rất là dày dặn luôn. Rẻ 31 ok la này, 3 đen ok. Rẻ 31 em nhận đơn nhé mọi người nhá. Rẻ 31 có giá là 149.000 đồng em bán lỗ đấy ạ. Rẻ 31 là 149.000 đồng em bán lỗ này. Set tất này là của tôi này. Set tất của em đây, em cất em dùng đấy. Đây xong nó cũng không. Em cứ để đi để lại ở đây thôi. Rồi ạ, áo nỉ chó nhá. Rẻ 32 cho em là áo nỉ chó. Áo nỉ chó em về được 65 cái. Ít thế nhỉ. Áo nỉ chó em về được 65 cái nhá mọi người nhá. Áo nỉ chó lên đơn 165.000 luôn. Đấy, tổ óc ngáo lắm. Áo nỉ chó lên đơn luôn này, 165.000, chó này đủ màu cho em. Màu trắng kia. Đây ạ, 165.000. Chó này là chó thêu da.
logo Lai Quốc. Chó Lai Quốc là chó thêu da cho em. Mã này mình lên đơn giúp em là mã hàng rẻ 32, rẻ 32 màu đen và rẻ 32 màu trắng, hàng chuẩn xịn Lai Quốc như thế này. Năm nay chó Lai Quốc cực kỳ lên ngôi luôn ạ. Các chị em mà không cập nhật xu hướng này là các chị em mình đang bị gọi là đi ngược thời đại rồi đấy ạ. Mình nhanh tay update luôn. Rẻ bao nhiêu ạ? Rẻ 32 cho em, đẹp lắm. Rẻ 32 quá là đẹp luôn. Vừa nãy em chưa lên mà khách cứ đòi mua này. Rẻ 32 em có hai màu, màu đen và màu trắng. Logo chó Lai Quốc là logo chó Lai Quốc thêu da nổi ạ. Mã này vừa mới on web luôn, rất rất là đẹp luôn. Hàng chuẩn xịn như thế này. Rẻ 32 cho em, full màu ạ. Đó, xinh lắm. Chất liệu của em này là chất liệu nỉ da cá chân cua. Tất cả những dòng nỉ da cá chân cua nhà em đều bán đắt hơn nỉ da cá chéo. Nhưng mà ngày hôm nay em làm giá các chị rẻ. Rẻ 32, ok là kèm màu. Rẻ 32 kèm màu giúp em. Rẻ 32 đen và rẻ 32 trắng ạ. Rẻ 32 đen kèm số điện thoại. Rẻ 32 trắng kèm số điện thoại giúp em. Khách mới mình bổ sung giúp em đầy đủ địa chỉ và số điện thoại trên cùng một dòng comment. Mình mua trên 2 sản phẩm, mình vui lòng cọc giúp em 100.000 đồng một số tài khoản Nguyễn Thanh Thủy. Mã đấy chị chưa lên đâu lắm. Rẻ 32 cho em. Rẻ 32 đen và rẻ 32 trắng ạ. 165.000. 165.000. Rẻ 32 ạ. Không biết cái mã màu cam là mã gì, cái kia mã màu cam không áo. Rẻ 32 kèm màu kèm số điện thoại 165.000. À 16. Mã 16 à, vừa nãy có đồ nó hủy mã 16 đấy chị em. Cho đơn đi. Rẻ 32 đủ màu ok la này. Không ạ. À, áo nỉ nó sẽ là kiểu như là dáng oversize các chị. Nó là dáng unisex nam nữ hoặc được ạ. Đây ạ. Rẻ 32 nhá. Ok là em nhận cọc, em cảm ơn chị Ngân này. Đấy, khách hàng cũng như thế có phải yêu không? Rẻ 32 cho em, ai đấy các chị lên đơn. Rẻ 32. Rẻ 32 vâng ạ, mã này là rẻ 32. Rẻ 32 đen và rẻ 32 trắng á. Rẻ 32 đen và rẻ 32 trắng giúp em, form nỉ đẹp lắm các chị ơi. Đây ạ. Phong nỉ rất là đẹp luôn. Chân này của nhà em là nỉ da cá, chân này của nhà em là nỉ chân cua. Nỉ chân cua thì chất liệu nó sẽ xốp xốp hơn nỉ da cá. Nỉ da cá thì chất liệu nó sẽ đanh hơn nhá. Mỗi cái nó đẹp một kiểu ạ. Các chị thích dòng nào thì các chị chốt cái mã đấy thôi ạ. Mã này mình lên đơn giúp em là rẻ 32 này. Rẻ 32 đen và rẻ 32 trắng. 165.000. 165.000 đồng. Mỗi mẫu nó đẹp một kiểu các chị ạ. Mã này là mã mới nhất luôn. Mã này là mã mới nhất, vừa mới on web luôn. Đó, các chị nào thích đơn giản hơn thì mình chơi cho em con chó này. Các chị nào thích đơn giản hơn thì mình chơi cho em con chó này. Chó này của nhà em hai mặt luôn. Các chị ạ, hai mặt luôn. Rẻ 32 ok live nhận đơn. Khách mua trên hai sản phẩm vui lòng cọc cho em 32 bổ, em ơi là bổ sung màu đi ạ. Hà Nguyễn ơi. Rẻ 32 ok bạn này. Rẻ 32 chị Hà Nguyễn bổ sung màu giúp em. Tiếp tục lên đơn cho em mã hàng rẻ 33 nhé. Rẻ 33 là áo em đang mặc ạ. Áo chó Lai của em đang mặc. Lên Nguyệt khách mới mua 3 sản phẩm cọc giúp mình nhá. Chị Lê Nguyệt khách mới mua trên 3 sản phẩm vui lòng cọc giúp em. Nếu không đồng ý cọc nhà em sẽ ship code đơn 2 sản phẩm nhá. Các chị nhá, mua đến sản phẩm thứ 3 mình vui lòng cọc giúp em để tránh lừa chào hình giả. Mã này ngày hôm nay em lên mã cho các chị. Em có màu trắng ạ. Lưu ý cho em chó hai mặt. Chó Lai Quốc hai mặt. Chó này thì nó phải gọi là quá hot rồi. Các chị ạ, mã này thì nó phải gọi là quá hot rồi các chị ơi. Mã này phải mệnh danh cho em nó là chó quốc dân nhá mọi người nhá. Siêu hot luôn ạ. Mã này mình lên đơn cho em là mã 33 giúp em sẽ lên đủ bảng màu chị em mình từ bảng màu đơn giản nhất đã. Em sẽ lên cho chị em mình từ bảng màu đơn giản nhất mã 32 trắng chị Tú Anh cọc giúp em ạ. Chị Tú Anh cọc rồi ạ. Ok là em nhận cọc nhá. Rồi ạ. Mã này mình lên đơn cho em là mã 33 giúp em. Mã 33 em tặng chị em nào có đơn rồi ạ. Mã này chuẩn giá của nhà em là 180. Gửi bill chuyển khoản vào inbox đi Tú Anh ơi. Chuẩn giá nhà em bán là 186.000 đồng. Ngày hôm nay em xin phép em tặng các chị ạ. 166.000 đồng. Kem ơi đợi chị một chút, chị có nhiều màu lắm. Em chọn màu đi. Mã này mình lên đơn giúp em nhá. Em có này, tông màu này. Rẻ 33 đợi em một chút. Rẻ 33 em có rất rất là nhiều màu ạ. Các chị em nào, các chị đợi em một chút xong em sẽ lên lại bảng màu các chị nhá. Đây ạ, rẻ 33 em có màu B. Màu B là bản chó in màu nâu. Được chưa ạ? Rẻ 33 em có màu than. Rẻ 33 em có màu trắng, trắng là trắng màu mới nhất luôn ạ. Trắng in cam rất là đẹp. Năm nay cực kỳ hot cam các chị ạ. Trắng in cam cực kỳ đẹp. Rẻ 33 than hồng B trắng. Rẻ 33 xanh B trắng hồng, xanh B hồng trắng này. Rẻ 33
nhà em là xanh be hồng trắng ấy, màu hồng xinh cực. Màu hồng rất là đẹp luôn, màu hồng cực kỳ nổi luôn. Rẻ 33 là xanh be hồng trắng được chưa ạ? Màu đen em sẽ có 3 tông màu đen phục vụ các chị. Hạ Hải là... Tinh cọc nhá. Rẻ 33 màu đen vàng, đen xanh lá và đen xanh dương. Đen vàng, đen xanh lá và đen xanh dương. Màu đen vàng là màu chó da đầu tiên của bản chó Lai Quốc này. Và màu xanh lá và màu xanh dương là màu mà ra vào cuối hè nhá mọi người nhá. Là bổ sung vào bộ sưu tập chó của nhà Lai Quốc. Là cuối hè là nó mới bổ sung cái bộ sưu tập chó có màu xanh lá và màu xanh dương rất là đẹp. Đây ạ, à, các chị thích bắt chen mới nhất thì các chị chốt xanh lá và xanh dương. Thì các chị comment cho em là đen lá, đen xanh dương. Đen xanh lá, đen xanh dương và đen vàng cho em là 3 tông màu đen, màu nào cũng đẹp. Em nói thật với các chị là các chị mua mã này mà các chị đi mặc đôi, mặc đơn, mặc nhóm, mặc hết nút chấm luôn các chị ạ. Nam nữ mặc được nhá mọi người nhá. Chồng em cao 1m72, nặng 70 cân, mặc ok la luôn. Bao cho các chị luôn là mặc đẹp ạ. Đen xanh lá, đen xanh dương, đen vàng, được chưa ạ? Đen xanh lá, đen xanh dương này. Đen xanh lá, đen xanh dương ạ. Đen vàng, ok la chưa ạ? Đen xanh lá, đen xanh dương và đen vàng, ok chưa ạ? Rồi tiếp tục ạ. Hồng ạ, hồng cho em. Chó hồng cho em là rẻ bao nhiêu ạ? Rẻ 33, ok em. Chó hồng cho em là rẻ 33. Đen lá, ok la. Rẻ 33, đen dương, ok la. Đấy, em có 3 tông màu đen rất là đẹp. Rồi các chị comment cho em là rẻ 33 nhá. Nếu mà đổi màu là comment lại cho em nhá mọi người nhá. Em cho đủ màu cho mọi người xem. Rẻ 33 màu be rất đẹp. Rẻ 33 màu trắng. Màu trắng là màu mới nhất luôn các chị ạ. Màu trắng đen nó đã quá là quen thuộc rồi. Màu trắng này của nhà em là màu trắng cam rất là đẹp. Và để rẻ 33 màu than thì em đang mặc. Rẻ 33 100 bao nhiêu ạ? 166.000 đồng. Quá là đẹp luôn. Rẻ 33 cũng 166.000. Các chị sở hữu một em áo chó hai mặt. Các chị sở hữu một em áo chó hai mặt nhé các chị nhé. Rẻ 33 để em không? Rẻ 33 cho em. Ai lấy các chị lên đơn thiêu luôn. Đây cho chị cái mẫu áo này. Chị cái mẫu áo này. Rẻ 33 cho em. Ai lấy các bác comment. Rẻ 33. Ok la em nhận đơn. Rẻ 33 ok la. Rồi tiếp tục lên cho em mã hàng rẻ 34. Rẻ 34 nhà em vừa mới về ạ. Đẹp lắm. Rẻ 34 của nhà em là nỉ da cá chéo, công nghệ ép lụa nhá mọi người nhá. Ép lụa cho em. Ép lụa thì bảo hành với các chị luôn là các chị giặt máy giặt thoải mái, không hề bị bong chóc. Xinh không? Xinh không mọi người ơi? Mọi người comment tương tác, mọi người chấm vào màn hình thả tim tương tác cho em. Mã này mình lên đơn cho em là mã hàng rẻ 34 kèm số điện thoại. Rẻ 34 cho em, nhà em không chốt đơn ở trong inbox nhá. Mọi người vào livestream chốt đơn giúp em nhá mọi người nhá. Vì trên livestream em bán cực kỳ rẻ rồi, nhà em không tương tác ở trong inbox được ạ. Mã này là rẻ bao nhiêu ạ? 34 cho em, mặc cực kỳ hách tuổi luôn. Rẻ 34 em có đen trắng hồng. Đen trắng hồng giúp em nhá mọi người nhá. Hello chị Hương, rẻ 34 cho em. Em có đen trắng và hồng ạ. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 34, xinh quá. Mặc cực kỳ hách tuổi luôn, rẻ 34. Đen trắng và hồng, ok là em nhận cầu. Em cảm ơn các chị rất là nhiều. Rẻ 34, 159.000. Không chốt đơn trong inbox, trời ơi. Chốt đơn trên livestream thôi mọi người. Các má ơi, đừng nhắn tin cho con nữa. Không chốt đơn trong inbox đâu. Các chị ạ, các chị thông cảm giúp em nhé. Đừng hỏi là tại sao em không chốt đơn trong inbox. Tại vì lên livestream nhiều má là hết rồi. Không về thêm nữa đâu ạ. Rẻ 34 giúp em xinh không? Rẻ 34 đen trắng hồng cho chị mã MLB cái đi em, NY cái đi. Rẻ 34 ạ, đen trắng và hồng giúp em 159.000 đồng. Rẻ 34 159. Áo chị mặc là rẻ bao nhiêu ạ? Rẻ 32 ạ. Rẻ 33. 33. Áo chị mặc là rẻ 33. Đổi rẻ 34 màu đen ok la này. Đổi từ cái gì sang cái gì đấy ạ các chị? Đổi từ cái gì sang cái gì các chị chốt chuẩn giúp em nhá mọi người nhá. Đã chốt đâu mà đổi, trời ơi. Chốt đến 3 cái rồi. Mã này các chị lên đơn giúp em là mã rẻ 34 cho em. Rẻ 34 đen trắng hồng. Ok là em nhận đơn rẻ 34. Nỉ than là rẻ 33. Nỉ than là rẻ 33. Nỉ cô gái là rẻ 34. Rẻ 34 màu xanh. Không có rẻ 34 màu xanh. Rẻ 33 màu than. Rẻ 33 là chó than nhá. Chó than. Rẻ 34 có đen trắng và hồng. Chó than. Rẻ 34 đây ạ, đen trắng và hồng giúp em 159.000. Rẻ 34 là 159.000 đồng này. Rẻ 33 dơ lại màu cho các má để chỉ cho các má đổi này. Rẻ 33 em có màu than như em đang mặc này.
Rẻ 33 em có màu be này, được chưa ạ? Này gấp hộ chị nhá. Rẻ 33 em có màu be này. Rẻ 33 em có màu hồng này. Rẻ 33 em có màu hồng này, được chưa ạ? 166.000. Rẻ 33 em có đen đen vàng. Rẻ 33 em có màu đen vàng, 166.000. Được chưa ạ? Rẻ 33 em có đen lá. Rẻ 33 em có đen lá, 166.000. Này thằng kia gấp vào. Rẻ 33 em có đen dương, 166.000. Ok la. Em dừng mã rẻ 33 rồi. Bây giờ thôi em mời các chị chốt mã này cho em. Ok chị ạ. Mã này các chị lên đơn cho em là mã bao nhiêu cụ ơi? Rẻ 35. Rẻ 35 mua áo nỉ nhiều rồi. Bây giờ em mời các chị mua set nỉ nhá mọi người nhá. Set nỉ này của nhà em số lượng em chỉ có khoảng tầm 15 bộ thôi, hết hàng rồi. Rẻ 33 kèm màu má ơi. Rẻ 33 kèm màu cho em. 3 con 6 ơi kèm màu đi. Mã này các chị lên đơn cho em là rẻ 35. Rẻ 33 màu xanh ghi lại cho chị là màu than với không là nhầm đấy. Rẻ 33 em đang bảo là màu than nhá các cụ nhá. Rẻ 33 em đang bảo là màu than ạ. Rẻ 35 cho em. Rẻ như thế này mà vẫn còn ế thì chịu đấy các chị ạ. Bán rẻ như thế này mà vẫn còn ế là em chịu đấy. Nào, xét nỉ full book ạ. Đập hộp siêu cấp VIP tiền triệu. Ngày hôm nay bán cho các chị tiền chục tiền trăm nhá mọi người nhá. Áo gấu cam là rẻ 16, 156.000. Má này các chị lên đơn cho em là rẻ 35 cho em cả một set luôn. Cả một set nỉ MLB luôn ạ. Đây ạ, logo NI siêu đẹp. Logo này là logo theo, logo này là logo in. 299.000. 299.000 đồng cho mã hàng rẻ 35. Chất nỉ cực kỳ dày và đẹp. Các chị nhận mã này mà các chị còn chê chất nỉ mỏng nữa thì thôi, không còn cái gì có thể dày hơn nữa. Rẻ 35 kèm số điện thoại giúp em. Rẻ 35 kèm số điện thoại. Ai lấy các chị lên đơn quần đây ạ. Quần đây ạ, áo đây ạ. Rẻ 35 kèm số điện thoại giúp em. U là trời. Rẻ 35 ạ. Ai lấy các bác lên đơn giúp em là rẻ 35 cả một set NI nhá. Hàng siêu cấp VIP full book. Rẻ 35 ok la. Rẻ 35 299.000 ạ. Rẻ 35 của nhà em là 299.000. Rồi em mời các chị lên đơn. Úi dồi ôi, mới được có hơn 100 đơn một tí thôi. Rẻ 35 giúp em, ai lấy nỉ các bác lên đơn. Nỉ cam đây. Nỉ gấu cam là rẻ 16, 156.000. Đúng không? Rẻ 16, 155.000. Rẻ 33. Các chị lên đơn cho em là rẻ 35. Rẻ 35 cho em nhá mọi người nhá. 299.000 đồng ạ. Rẻ 35 299 ạ. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 35 cho em 299.000 đồng nhá mọi người nhá. Ai lấy các bác comment áo chó chị vừa lên rồi. Hải Quỳnh ơi, áo chó chị vừa lên rồi này. Rẻ 35 này. Số các chị tất này. Rẻ 36 ạ. Rẻ 36 quần đát. Rẻ 36 quần nỉ đát siêu đẹp ạ. Rẻ 36 cho em quần nỉ siêu siêu đẹp luôn. Bản okay, nỉ này của nhà em là bản nỉ viền nổi nhá mọi người nhá. Bản nỉ này của nhà em là bản nỉ viền nổi ạ. Rẻ 35 chỉ có một màu thôi em. Rẻ 35 chỉ có một màu thôi ạ. Đây ạ, bản nỉ viền nổi cho em siêu đẹp. Em xem lại rẻ 35, em xem lại livestream giúp chị nhá. Chị vừa mới qua mã mất rồi. Mã này các chị lên đơn cho em là rẻ 36. Rẻ 36 em có màu đen và rẻ 36 em có màu xám, hết nước chấm luôn. Rẻ 36 cho em hết nước chấm luôn chị Ốc Sen. Chị Ốc Sen chốt đơn cọc giúp em nhá, chị Ốc nha. Cọc giúp mình bạn ơi. Chị Ốc mua nhiều vui lòng cọc giúp em nhá, đơn hàng nhiều các chị vui lòng cọc giúp em, đẹp không? Em phải lấy một cái màu xám em mặc cho nó chất. Các chị ạ. À, em phải lấy một cái màu xám em mặc cho nó chất. Mã này mình lên đơn cho em là mã hàng rẻ 36 ạ. Rẻ 36 kèm số điện thoại giúp em. Rẻ 35 chỉ có một size thôi em. Rẻ 35 là hàng full book ạ. Mã này các chị lên đơn cho em là rẻ 36 quần có túi. 100 10.000 xì. Cọc 100 đúng rồi em ơi. Các chị cọc 100.000 đồng giúp em nhé. Nhận hàng các chị sẽ được trừ cọc ạ. Đơn sau để các chị không phải cọc nữa. Mã này mình lên đơn cho em là rẻ 36 giúp em siêu đẹp. Rẻ 36 đen và rẻ 36 xám. Ơi. Rẻ 36 ạ. 110.000. Rẻ 36 đen và rẻ 36 xám cho em. 110.000 đồng siêu đẹp quần nỉ ạ. À. Quần nỉ chân cua nhá mọi người nhá.
quần nỉ da cá chân cua cho em rẻ 36 từ Lai. Chị Lai áo cam á, áo cam chị lên rồi, rẻ 36 á. Ai lấy các bác lên đơn. Quần em. Ok. Rẻ 36. 110.000. Rẻ 36 là 110.000 ạ. Ai lấy các bác comment giúp em là rẻ 36 giúp em. 110.000 này, từng số lượng. Đi đâu rồi, nó hay trốn đi đâu rồi. Rẻ 35 này, may quá chúng nó chưa gấp này. Rẻ 35 này, chúng nó chưa gấp này. Các chị ơi, ai nhận hàng nhà em cái hình in bị bung rồi, các chị comment cho em. Ai nhận hàng của nhà em rồi cái hình nó bị bung, các chị comment luôn đây cho em. Các chị ơi, nhà em không bán hàng kiểu này nhá. Các chị nhá, nhà em không bán hàng kiểu này. Các chị yêu ơi, các chị muốn thử ấy, các chị mua 1-2 sản phẩm các chị thử đi. Các chị đừng mua nhiều. Các chị đừng mua nhiều rồi các chị tí, bắt người khác phải làm gì cho người ta làm như thế. Em bán hàng em có quy định riêng của em. Nếu các chị không cọc em chỉ chốt đơn cho các chị 2 sản phẩm thôi. Nếu các chị thích bom cho các chị bom 2 sản phẩm. Thế thôi, các chị bom hàng của em là các chị gánh nghiệp thôi. Đơn giản thế thôi, các chị đang ăn cắp thời gian, ăn cắp công sức và các chị ăn cắp tiền của người khác nếu các chị bom hàng nhá mọi người nhá. Em lên đây, đây là công việc của em. Một ngày em phải lên đây em livestream bán hàng như thế này, đây là công việc của em. Còn các chị rảnh các chị ngồi các chị comment, nếu các chị bom hàng các chị gánh nghiệp thôi. Chứ các chị đừng nghĩ là bom hàng đấy là chuyện bình thường, tao không thích thì tao bom. Ơ, làm gì có cái mùa xuân đấy à các chị. Các chị nhận hàng, các chị không ưng, các chị không trả tiền ship. Em đâu có bắt các chị phải đặt hàng của nhà em đâu. Đây em lên livestream này, em nói sùi bọt mép này, em đứng mỏi chân này, em mặc cho các chị xem này, em thay ra thay vào này, nó là công sức của em mà. Các chị mua hàng, các chị mua chuẩn giúp em. Ai mua hàng nhà em, mua tất cả những hàng của nhà em từ hàng hè cho đến hàng đông bị bong rồi, các chị comment vào đây cho em. Ai mua hàng nhà em từ hình in của nhà em mà bị bong, các chị comment vào đây cho em. Được chưa ạ? Chứ các chị đừng mua theo cái kiểu như thế này, em không rảnh để em hầu các chị kiểu này đâu. Các chị chốt chắc chắn thì các chị đặt hàng, còn các chị không chắc chắn để cho em chốt đơn cho người khác. Em không thiếu khách mua hàng nhá. Em không thiếu khách mua hàng đâu ạ. Hiện tại ở trên livestream của em đang gần 500 người xem. Được chưa ạ? Các chị không xem, các chị không mua là các chị để cho người khác người ta mua. Các chị mua hàng kiểu gì buồn cười thế. Em chỉ ship code cho các chị 2 sản phẩm thôi. Các chị mua đến sản phẩm thứ 3 các chị phải cọc giúp em nhá. Còn các chị nhận hàng có vấn đề gì, ngày nào em cũng ngồi đây để phục vụ các chị. Ngày nào em cũng ngồi đây để phục vụ các chị. Các chị thích bây giờ mạng xã hội nó rất là đơn giản. Không ai lừa được của ai cái gì hết. Em mà bán hàng không chuẩn cho các chị, em còn gánh nghiệp cơ. Em mà lừa các chị thì em còn gánh nghiệp cơ. Chứ em không có lộc để mà lộc ăn, lộc nói, lộc xinh, lộc đẹp để đứng đây để em nói với em bán hàng livestream như thế này đâu các chị ạ. Nên là các chị mua hàng chuẩn giúp em. Nếu các chị tin tưởng thì các chị mua hàng. Không, em phải nói chứ, tính em rất là nóng luôn. Em phải nói cho các chị nghe. Các chị đừng làm phiền người khác. Các chị tin tưởng các chị mua. Em vẫn ủng hộ các chị mà, em vẫn chốt đơn cho các chị mà. Em vẫn ship cho các chị cốt 2 sản phẩm mà. Các chị mua đến sản phẩm thứ 3 là các chị phải cọc thôi. Chứ các chị đừng có mua 10 sản phẩm xong đến chọn 2, chọn 3 nha. Các chị đừng shopping kiểu đấy. Bây giờ mình phải shopping kiểu sang lên. Các chị ạ, à, sống tích cực lên, sống lạc quan lên. Mình nghĩ mình mua cái áo, bây giờ mình mặc xấu hay mình mặc đẹp, đấy là do mình, không phải là do con bán hàng. Còn em tư vấn rất chuẩn nhá. Form cân nặng từ bao nhiêu đến bao nhiêu, chất liệu như thế nào, kiểu dáng như thế nào, màu sắc như thế nào, mặc lên như thế nào, em tư vấn rất chuẩn cho các chị nhá. Chứ em không phải như người ta là đây, chúng mày chốt đi, mã 1 chốt đơn, mã 2 chốt đơn. Không nha, chất liệu như thế nào em có tư vấn chuẩn cho các chị. Đúng không ạ? Bây giờ thời đại 4.0, 5.0 rồi. Mình chốt đơn chuẩn giúp em, mình sống sang sang lên, mình sống tích cực lên các chị ạ. Thật đấy, các chị mua hàng như thế này này, một này, các chị đang tạo công ăn việc làm cho em, cho nhân viên nhà em, được chưa ạ? Cho bao nhiêu shipper luôn. Người ta ship cho chị, ví dụ bây giờ các chị ở tỉnh đi, người ta ship hàng cho các chị từ Hà Nội đúng không ạ? Về đến Hưng Yên đi nha các chị nha. Một bưu tá đến lấy hàng này, về đến bưu cục này, bưu tá chia hàng này, được chưa ạ? Xe chở hàng từ Hà Nội đến Hưng Yên lại bưu tá chia hàng, rồi mới đến cái bưu tá người ta gửi hàng cho các chị. Các chị cứ nghĩ đơn giản thôi, nghĩ phiên phiến thôi, là mình mua hàng như này mình tặng công ăn việc làm cho nhiều người. Đó, nên là mình chốt đơn hoan hỉ, mình mua hàng hoan hỉ. Mình tin tưởng shop thì mình ủng hộ shop. Em nói thật, các chị mua hàng của em còn phải cảm ơn các chị. Đấy, em đội ơn các chị luôn. Nhưng mà các chị mà mua hàng không chuẩn là em không chốt đơn đâu nha các chị nha. Các chị mua hàng không chuẩn không, em nói không hay các chị ạ. Em chỉ gọi là bị tính đồng bóng thôi, em bán cực kỳ rẻ thật sự luôn. Em lấy số lượng làm lợi nhuận, em lấy số lượng làm lợi nhuận chứ không phải là em bán lãi 100-200 nghìn đâu các chị ạ. Em bán 100-200 nghìn thì em giàu to rồi.
Áo hồng ngoài sau lưng bao nhiêu? Ok, các chị chốt chuẩn giúp em nhá. Chốt chuẩn giúp em được chưa ạ? Chốt chuẩn giúp em nhá mọi người nhá. Người ta hỏi thế là bình thường mà, bạn nói nhiều thế. Thế bây giờ em lên livestream thì chẳng lẽ em câm? Thế bây giờ người ta hỏi thì chẳng lẽ em không trả lời à các chị? Đúng không ạ? Chị này còn chưa mua hàng của em cơ. Thế bây giờ chị không mua hàng của em, chị vào livestream của em chị nói cái gì? Đúng không ạ? Chị này còn chưa mua hàng của em lại bảo là người ta hỏi thế là bình thường. Thế bây giờ người ta hỏi thì em trả lời đấy là điều bình thường. Em có phải trả lời cho người ta đâu, em còn trả lời cho bao nhiêu người đang xem livestream cơ mà. Ai thích em, ai yêu quý em thì các chị ngồi đây các chị ủng hộ em. Còn ai không thích em, không yêu quý em thì em mời các chị đi ra, có vấn đề gì đâu ạ? Đúng không ạ? Mình thích thì mình ủng hộ, mà mình không thích thì mình đi ra. Được chưa ạ? Mà mình cảm thấy mà mình ghét nữa thì mình bom hàng đi. Ơ kìa, em cho các chị được quyền bom hàng em mà. Em ship code cho các chị hai sản phẩm, em cho các chị được quyền bom hàng em mà. Các chị không thích, các chị không nhận hàng, các chị bom hàng thoải mái. Đúng không ạ? Em đâu có chửi các chị đâu, em chưa hề chửi một đứa nào bom hàng em nhá. Em chưa mang bố mang mẹ các chị lên đây em chửi các chị là đờ cờ mờ con A, đờ cờ mờ con B, mày bom hàng tao thì mày ra đường mày như nọ mày như kia, hay là mày thế này mày thế kia nhá. Em chưa hề chửi một ai nhá. Nhưng mà các chị vào livestream của em, các chị văn minh lịch sự thì em tiếp các chị. Các chị không văn minh lịch sự thì em mời các chị bước, đúng không ạ? Em đã cắn giò cắn chả em lậy các chị rồi là các chị chốt hàng chuẩn giúp em. Được chưa ạ? Còn đây là khách hỏi thì em phải trả lời chứ, đúng không? Bây giờ khách hỏi là chị muốn kiểm tra hàng để xem hình in của nhà em có bong không thì em hỏi các chị này. Hơn 500 người đang xem hàng của nhà em, đang xem livestream của nhà em. Ai nhận hàng của nhà em bong hàng rồi bóc phốt lên hộ em cái để cho khách nó đỡ phải bóc phốt, đúng không? Khách người ta ok rồi, đây là em đang nói với các chị thôi. Chứ bây giờ các chị đi chùa nhá, các chị đi chùa, các chị học đạo, các chị học Phật nhá, đúng không ạ? Là có năm giới, trong năm giới đấy là trộm cắp giết người. Là làm sao ạ? Là các chị sẽ bị quả báo, đúng không ạ? Thế bây giờ các chị lên livestream như thế này, các chị ăn cắp thời gian, các chị ăn cắp công sức, các chị ăn cắp tiền của người khác. Thế đấy có phải là gánh nghiệp không ạ? Đây không phải là... Đấy, các chị nghĩ mà xem. Đây là ở ngoài đời, đây là xã hội người ta dạy các chị thôi, chứ chưa cần phải động đến Phật Pháp dạy các chị nhá. Đúng ạ, luật hoa quả đến nhanh lắm các chị ạ. Luật hoa quả là không chừa một ai đâu nhá mọi người nhá. Rồi ạ, thôi em cảm ơn các chị, ai ủng hộ em, các chị khen em cảm ơn các chị. Còn em bán hàng vẫn phải bán hàng chứ. Đang chạy quảng cáo mà, đang mất tiền đấy. Nói các chị là đang mất tiền đấy. Thôi các chị mua hàng ủng hộ em đi. Má bao nhiêu đây ạ? Má bao nhiêu bạn ơi? Má bao nhiêu ạ? 35 cho em. Các chị mua hai sản phẩm, các chị không ưng các chị bom hàng em thoải mái, em không có vấn đề gì cả. Các chị bom càng nhiều em bán được càng nhiều. Ở đời chả ai cho không ai cái gì cả. Em bán hàng livestream, em bán hàng livestream là em phải chấp nhận rủi ro bom hàng chứ, có phải là em không bị bom đâu. Ngày nào em chả bị bom, nhưng mà em vẫn hoan hỉ mà, em vẫn gọi là đón nhận trong một cái gọi là tư thế, trong một cái tâm thái gọi là vui vẻ hoan hỉ mà. Nên là các chị cứ mua hàng thoải mái, cứ chốt đơn thoải mái, nhưng mà chốt đơn từ 3 sản phẩm mình cọc cho em thế thôi. Tiếp tục, mã bao nhiêu đây ạ? Mã 35 nhá. Chiều khách cực kỳ luôn. Mã 35 qua mã rồi còn quay lại để mà dơ lên cho các chị. Được chưa ạ? Chiều khách cực kỳ luôn nên khách mua hàng chuẩn giúp em, thả like, thả tim, tương tác nhá mọi người nhá. Follow fanpage cô gấu ở chế độ xem trước đi. Tầm này đang uất lắm rồi. Bán vài hôm nữa là lại đi chơi thôi các chị ạ. Mã này các chị lên đơn giúp em này. Đồ đẹp giá rẻ xịn sò thế thì ai nỡ bom. Em cảm ơn chị Nguyệt rất là nhiều. Em cảm ơn các chị nhá mọi người nhá. Rồi em cảm ơn chị Anh Châu ạ. Các chị lên đơn cho em mã này là mã bao nhiêu ạ? Đấy, mã 35 này Lệ ơi, mày thấy chưa? Mày hỏi cái là chị lên cho mày luôn. Qua mã rồi vẫn phải lên đây này. Chân nỉ da cá chân cua. Nhìn cho em này, chân nỉ da cá chân cua nó sẽ xốp lên như thế này. Nó sẽ phồng, nó sẽ xốp xốp nhá. Nó sẽ dày dặn hơn là nỉ da cá chéo. Nỉ da cá chéo các chị nhìn bề mặt em đang mặc đây này, nó sẽ rất là đanh và lì. Còn nỉ da cá chân cua này bề mặt nó sẽ xốp hơn. Đó, sờ thì nó có vẻ dày dặn hơn, nhưng mà chất liệu nào thì nó cũng như nhau. Nhưng mà nó là một cái chất liệu nào thì em phải tư vấn cho các chị cái chất liệu đấy. Chứ không các chị bảo là ô thế sao áo em mặc lại khác với bộ nội y, thì tất nhiên em giới thiệu như nào các chị nhận hàng sẽ như thế. Một size ạ, free size nhé mọi người nhé. Form cân nặng từ 40 cho đến 65 cân các chị mặc vừa. Thật sự với các chị luôn là nhà em bán hàng thường thì sẽ là free size. Thường thì sẽ free size, nó sẽ rất là dễ mặc. Kể cả hàng hậu cũng thế thôi. Rất là nhiều mẫu nó free size và nó là hàng dòng unisex. Đó, nó rất là dễ mặc luôn. Ok la em nhận đơn này. Mã này bao nhiêu ạ? Mã bao nhiêu ạ? Mã 35 299.000 cho chị xin cái book. Cho chị xin cái book, cứ thẳng thắn thế này cho dễ sống thô mà thật. Đúng rồi ạ, các chị có cho em được cái gì đâu. Em cũng chả cho được các chị cái gì cả. Mình có chuẩn quan điểm thôi. Các chị yêu quý em, các chị ủng hộ em. Các chị không yêu quý em, các chị đặt hàng, các chị bom hàng. Không có vấn đề gì hết, đúng không ạ? Mà các chị, ơ cái gì đây? À, book à? Book đây mọi người ơi.
Facebook đây ạ. Các chị lên đơn cho em mã này. Hàng full book nha mọi người nhá. Khi các chị nhận bộ này nó sẽ full book như này, dày dặn lắm. Đây là một bộ khác. Em lấy book cho mọi người xem thôi. 299.000, em cảm ơn chị Tuệ Anh. Chị Tuệ Anh cọc rồi đúng không ạ? Đúng rồi, mã 35 cho em ạ. Rẻ 35 kèm số điện thoại. Lên giúp em đầy đủ địa chỉ và số điện thoại trên cùng một dòng comment nhá. Rẻ 35 cho em. Ai đấy các bác lên đơn 299.000 ạ. Rẻ 299.000 một set. Rẻ 35. Hồng Ngọc bổ sung số điện thoại nha bạn ơi. Hồng Ngọc bổ sung số điện thoại đi ạ. Cho đơn thì comment mã cả số điện thoại. Cho đơn comment mã cả số điện thoại đi. Chứ tầm này mà lên phường mà kiện các chị là không biết là các chị ở đâu đây mà kiện đâu. Các chị ạ, nhiều chị mua hàng không cho số điện thoại. Cứ chốt đơn thế thôi nhờ. Không biết tìm các chị ở đâu. Chứ ngày mai các chị lại inbox hỏi. Mã này các chị lên đơn cho em này. Bộ này dày lắm này. Mã này các chị lên đơn cho em là mã rẻ bao nhiêu bạn ơi? Rẻ 37 cho em nhá mọi người nhá. Rẻ 35 bổ sung số điện thoại giúp em. Rẻ 37 ạ. Cái này của nhà em là set nỉ ạ. Set nỉ này mọi người ơi, set nỉ LV cho em siêu đẹp. Set nỉ ạ. Thật sự luôn là từ đầu vụ đến giờ bây giờ mới thấy một cái set nỉ mà nó chất của nó đẹp như thế này. Đây ạ. Mọi người lên đơn cho em set nỉ nhá, siêu đẹp luôn. Set nỉ này thì em có hai màu ạ. 33 chó hồng. 33 chó hồng ok luôn. Chó hồng là 166.000, rẻ 37 cho em. Từ đầu vụ đến bây giờ mới có một cái set nỉ nó đẹp hết nước chấm như thế này. Em có ạ, rẻ 37 màu đen và rẻ 37 màu nâu cho em. Rẻ 35 ok em nhận đơn này. Rẻ 37 màu đen và rẻ 37 màu nâu. Tay của em nó là theo logo LV nhá mọi người nhá. Tay của em nó là theo logo LV. Cái quần nỉ này đẹp lắm. Các chị mặc suông hay các chị mặc sơ vin đều đẹp. Đây ạ, các chị mặc suông hay các chị mặc sơ vin đều đẹp cho em. Hết nước chấm luôn. Mã này là rẻ 37 cho em. Rẻ 37 này phong cân nặng sẽ từ 40 cho đến 62 cân. Các chị mặc là đẹp nhất ạ. Rẻ 37 cho em nhé mọi người nhé. Rẻ 37 kèm số điện thoại giúp em siêu xinh. Em lên đơn em tặng các chị mã hàng rẻ 37 ạ. Rẻ 37 ạ, 228.000. Rẻ 37 là 228 áo em mặc, đợi em một chút ạ. Rẻ 37 em ơi. Cho cái túi ra trong rồi đơn lại. Rẻ 37 ạ là 228. Rẻ 37 kèm số điện thoại giúp em 228.000. Rẻ 37 màu nâu 228.000, nhìn kỹ cho em này, hàng 11 này các chị này, đẹp tuyệt vời luôn. Full tag mát cho các chị nhá. Rẻ bao nhiêu ạ? Rẻ 37 nâu và rẻ 37 đen cho em 228.000 set nỉ ạ. Rẻ 37 nâu và rẻ 37 đen set nỉ cho em 228.000. Ok là em nhận đơn rẻ 37 là 228. Rẻ 37 cho em là 228. Ui, đẹp quá các chị ơi. Đẹp hết nước chấm luôn. Đây ạ, à, hôm nay chị nào không mua thì không còn hôm nào để mà mua nữa rồi các chị ơi. Mạnh mẽ quyết liệt lên. Rẻ 37 cho em. Chuẩn bị cho chị cái áo chó chị đang mặc em ơi. Rẻ 37 kèm số điện thoại 228.000. Rẻ 37 kèm số điện thoại giúp em ạ. 228.000 đồng nhá. Ok là em nhận đơn này. Rẻ bao nhiêu nhỉ? Rẻ 37. Rẻ 37 228.000 có 2 màu. Rẻ 37 là đen và nâu. Áo chó đâu nhỉ? Đen và be. Áo chó đây mọi người ơi, áo chó là mã bao nhiêu em? Áo chó là mã hàng rẻ 33. Áo chó của nhà em là rẻ 33 nhá. Em có rẻ 33 than này, 166.000. Rẻ 33 than cho em 166.000 chó hai mặt ạ. Rẻ 33 than là 166.000 ạ. Rẻ 33 be cho em là 166.000. Rẻ 33 màu be ạ, 166.000 đồng nhá mọi người nhá. Rẻ 33 màu be 166.000. Rẻ 33 màu hồng 166.000. Rẻ 33 màu hồng 166.000 đồng này. Rẻ 33 màu xám, à quên nhầm, rẻ 33 màu than 166. Em có rẻ 33 màu trắng em xin phép treo ở trên nhá. Nhân viên chưa lấy được màu ạ. Rẻ 33 màu trắng này nó là tông màu trắng và in chó cam cực kỳ đẹp luôn. Rẻ 33 màu trắng, rẻ 33 màu than như em đang mặc. Rẻ 33 trắng than hồng be ok la chưa ạ? Rồi tiếp tục ạ. Rẻ 33 em có tông màu đen, nó sẽ gồm 3 màu ạ. Rẻ 33 đen chó vàng. Rẻ 33 đen chó vàng ạ, 166.000 đồng. Rẻ 33 đen chó xanh dương. Rẻ 33 đen chó xanh dương ạ và rẻ 33 đen chó xanh lá cho em 166.000 đồng. Phong cân nặng từ 40 cho đến 65 cân các chị mặc vừa, nam nữ mặc được nhá mọi người nhá. Nam phong cân nặng dưới 75 cân là các anh mặc được. Mã này mặc đôi được ạ. À.
rẻ 33 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Đen xanh lá, đen xanh dương ạ. Đen xanh lá, đen xanh dương ạ. Đen vàng, đen xanh lá, đen xanh dương, đen vàng. Được chưa ạ? Có 3 tông màu đen. Đen xanh lá, đen xanh dương, đen vàng. Chó than cho em, rẻ 33 màu than 166.000 ạ. Rẻ 33 màu hồng cho em 166.000 đồng. Rẻ 33 màu hồng 166. Ok là bạn ơi đợi tớ một chút nhá. Áo nờ y em không? Rẻ 33 màu be 166.000 đồng. Siêu đẹp ạ. Các chị nhận hàng nhá. Bông ở đâu em đền ở đấy. Các chị nhận hàng bông ở đâu em đền ở đấy luôn. Cam kết với các chị luôn, hàng tàu thì không có chuyện là bông. Các chị ạ, hàng tàu thì không có chuyện là bong, các chị cứ yên tâm nhá. Mọi người nhá, đây ạ, em còn zoom kỹ cho mọi người xem cái mã này nhá. Riêng mã này các chị nhận hàng nhá. Riêng mã này các chị nhận hàng, rơi mũ em đền tiền cho các chị luôn. Được chưa ạ? Rồi, rẻ 33 em nhận đơn, chất nỉ ạ. À, chất nỉ nhá bạn nhá. Rẻ 33 là chất nỉ nhá mọi người ơi. Chất nỉ không phải chất thun đâu ạ. Chất nỉ ạ, đây ạ. Mã này rất là nhiều chị em hỏi này. Mã này các chị nhận hàng rơi mua em đền tiền gấp 1.000 lần cho các chị. Yêu chưa? Yêu chưa mọi người ơi? Uy tín chưa? Mã này mình lên đơn cho em là mã bao nhiêu em? 38. Rẻ 38 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Rẻ 38 em có đen trắng và hồng. Rẻ 38 em có đen trắng và hồng ạ. Ui dồi ôi rẻ thế nhở? Em có bị ngáo không nhở? Ô rẻ 38 em có bị ngáo không nhở? Rẻ đấy nhở? 149.000. Rẻ 38 ạ, 149.000 đồng. Rẻ 33B là áo chó. Rẻ 38 cho em 149.000 đồng nhá mọi người nhá. Hàng MLB full 3 tác chuẩn xịn như thế này ạ. Tác cổ nữa là 4 tác ạ. Nhận hàng đếm chuẩn tác, nhận hàng giúp em. Rẻ 38 cho em, ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 38 đen, rẻ 38 trắng và rẻ 38 hồng. Áo nỉ nơ y ạ. Rẻ 38 không, đen ơi, trắng và hồng. Màu be có be đậm và be nhạt. Cô Hồng lấy màu be nào? Là mã con chó mà. Chỉ có một màu be thôi mà các cháu. À chó chỉ có một màu be thôi, chúng nó bị ngáo rồi các chị ạ. Mã này các chị lên đơn cho em là mã hàng rẻ 38 cho em số lượng ít. Em ơi cho chị số lượng của em này đi. Số lượng ít ạ. Okay, riêng mã này các chị nhận hàng rơi mua em đền tiền được chưa ạ? Hình in đẹp luôn, nét căng màn hình luôn. Hình in đẹp, nét căng màn hình luôn các chị yêu ơi. Đây ạ. Rẻ 38 cho em. Rẻ 38 trắng, rẻ 38 đen và rẻ 38 hồng. Số lượng không có nhiều đâu ạ. 130 mấy ạ? 149.000. Lên áo nỉ NY có chữ đi chị em chốt. Áo nỉ NY có chữ. Áo này à em? Em có bên chị là xem NY 3 màu nhá. Mã này các chị lên đơn cho em ạ. Rẻ bao nhiêu ạ? Rẻ 38. Rẻ 38 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Rẻ 38 đen, rẻ 38 trắng và rẻ 38 hồng. Các chị về các chị nhận hàng, các chị sờ tay các chị đã thấy ưng cái hình như này rồi. Hàng tàu thì không bao giờ có chuyện là vỡ hình đâu ạ. Đây ạ. Nếu vỡ nhá thì em căng lên cho các chị xem này. Nếu vỡ thì em căng lên cho các chị xem là nó đã vỡ rồi ạ. Đây ạ. Nếu vỡ thì nó đã vỡ rồi, các chị yên tâm nha. Vì nó là công nghệ ép nhiệt, nó nguyên một cái hình này và nó ép trực tiếp ở trên áo. Chứ không phải là như kiểu là in như này đâu nhá mọi người nhá. Đây là ép luôn, ép trực tiếp vào trên áo luôn. Đây các chị ơi, rất là đẹp luôn, siêu đẹp. Mã này mình lên đơn giúp em là mã hàng rẻ 38. Nhận hàng có vấn đề gì? Nhận hàng có vấn đề gì, thiếu hàng, hàng lỗi hay là nhân viên chia nhầm hàng? Các chị cứ inbox cho em hoặc là vào livestream comment là kiểm tra đơn kèm số điện thoại, hoặc là gọi thẳng vào số hotline sẽ có nhân viên chăm sóc khách hàng xử lý tất tần tật đơn hàng của các chị. Em không vì một cái áo dưới 200.000 đồng mà đánh mất uy tín của em đâu nhá. Mọi người mua hàng của nhà em là mọi người cứ yên tâm như thế ạ. Mọi người lên đơn cho em này. Mã bao nhiêu? Hết đen à? Rẻ 38 em hết đen này. Ok la này, rẻ 38 em hết đen cho em xem áo hồng trên cao, áo hồng trên cao. Okay, là áo gấu. Hôm nay chưa có đơn nhá. Chị Thu Linh chưa có đơn rồi chị ơi, chưa thấy in được một đơn nào của chị Thu Linh rồi. Rẻ 38, ủa ôi, rẻ 38 đen em lại hết hàng rồi chị Linh ạ. Rẻ 38 đen em lại hết hàng rồi chị ơi. Không đủ rồi chị Thu Linh, dư bị được không ạ? Dư bị lỗi chị Thu Linh nhé. Chị Linh hôm nay gọi điện cho em đúng không ạ? Rồi ạ, mã này là mã bao nhiêu? 24. 38 trắng và 33 xanh than, ok la.
Mã này là mã ôi, đây là số 24 á. Đây là số 24 à? Số 29 là số gì luôn? 167.000. Rẻ 29. Trời ơi, rẻ 29 ạ. Cái hồng bên cạnh cái trắng. Một đứa chạy ra. Ê, một đứa chạy lên tầng 5 lấy cho chị cái áo nỉ con gấu kia, con thỏ kia cái. Nỉ con thỏ màu hồng. 38 hồng ok này. Đây nhá, chiều khách lắm nhá. Nào, phóng hỏa tốc đi em. Nhật phạm ok này. À, chân lại còn đau cơ các chị à. Hôm qua đi đường còn bị xe đâm cơ ở này em ơi. Này, đứa nào bảo là cái áo cộc cái áo Diệp Phạm khách mới cộc giúp mình nha bạn ơi. Diệp Phạm mua 4 sản phẩm cộc giúp mình nhá. Chị Diệp Phạm mua 4 sản phẩm cộc giúp em nha các chị nhá. Các chị mua trên 2 sản phẩm thì vui lòng cọc giúp em. Quyết định của nhà em là như thế, em có báo luôn ở trên live đấy ạ. Các chị mua 2 sản phẩm nhà em sẽ ship code cho các chị. Còn các chị mua trên 2 sản phẩm đến sản phẩm thứ 3, các chị yêu vui lòng cọc giúp nhà em nhé. Khi đi hàng thì nhà em sẽ trừ cọc cho các chị ạ. Còn các chị không đồng ý cọc cũng không sao, em vẫn ship cho các chị 2 sản phẩm mà các chị đặt. Rồi lần sau mình là khách quen rồi thì mình mua hàng thoải mái cho em. Đây ạ, mà em mặc nhìn gọn nhờ các chị nhỉ. Thật ra là form của nó như nhau, nhưng mà mình mặc rất là gọn vì nó là kiểu nỉ mono, nó là kiểu nỉ chữ mono. Mã này mình lên đơn cho em là mã 29 đúng không? Áo hồng đậm được em một chút, nhân viên đang lấy mã rồi ạ. Mã này mình lên đơn cho em này, ok là chốt 2 sản phẩm các chị không phải cọc. 2 sản phẩm dưới 200.000 đồng các chị không phải cọc. Đến sản phẩm thứ 3 các chị vui lòng cọc giúp em được chưa ạ? Đó, vui vẻ hoan hỉ chưa? 29 á. Mã này mình lên đơn cho em là rẻ 29 giúp em, áo NI ạ. Rẻ 29 cho em nhá mọi người nhá. Áo chó các chị đổi, các chị vào livestream các chị đổi luôn đi. Vào livestream đổi luôn để nhân viên nhà em đổi cho các chị nhá. Còn không đổi mẫu giúp em, đổi màu thì được còn không đổi mẫu giúp em. Áo em đang mặc ạ, 167.000 đồng. Áo em đang mặc 167.000 đồng, mã hàng rẻ 29. Rẻ 29 cho em, rẻ 29 kèm số điện thoại. Rẻ 29 kèm màu kèm số điện thoại ạ. Rẻ 29 màu đen ạ, rẻ 29 màu be và rẻ 29 màu trắng. 167.000. Rẻ 29 167.000 đồng, ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 29 là 167 ạ, mã này. Mã bao nhiêu em? Ok là chị Diệp ơi, đừng bom hàng em nha. Rẻ 22 ạ, thiếu một màu em ơi, thiếu màu đen. Màu đen vào đây chị mặc chị ra đấy. Rẻ 29 ok là 167.000 ạ. Không cọc các chị đừng chốt nhiều giúp em nhé mọi người nhé, để tránh mất thời gian của hai bên. Các chị cứ mua thử đi. Đừng shopping giống người ta nhé các chị nhé. Chị không biết. Tại chúng mày ấy chứ. Mã nào xong rồi để gọn cho chị. Ôi Cụ Long ơi, Cụ Long. Kia kìa. Rẻ 29 ok ạ. Đấy, chiều khách làm chúa đi tìm loạn hết cả phòng live chị phải lên. Rẻ 29 xong nhé mọi người nhé. Mã này mã bao nhiêu em? Rẻ 22 ạ, lên nốt lần này thôi nhé mọi người. Rẻ 22 cho em giá bao nhiêu ạ? 166.000. Rẻ 22 là 166.000, rẻ 29 em nhận đơn. Rẻ 22 cho em là 166.000 đồng. 69 ạ. Rẻ 22 là 166.000 đồng nhá. Riêng mã này không bong được ạ. Riêng mã này không bong hình được ạ. Vì hình là hình thêu nhá mọi người. Vì hình là hình thêu ạ. Siêu đẹp. Rẻ bao nhiêu ạ? Rẻ 22. Rẻ 22 em có đen ạ. Rẻ 22 em có trắng. Rẻ 22 đen, trắng, hồng và cam. Rẻ 22 cho em ạ. Mã áo thỏ rất là xinh. Áo thỏ của nhà GC nhá mọi người nhá. Áo thỏ GC cho em này. Hàng siêu cấp ạ. Rẻ bao nhiêu ạ? Rẻ 22. Rẻ 22 đen ạ. Rẻ 22 trắng. Rẻ 22 hồng. Rẻ 22 cam. Các chị thích màu nào các chị lên đơn màu đấy ạ. Đen, trắng, hồng, cam. Rẻ 22 đen, trắng, hồng, cam cho em ạ. 166.000 đồng. Ai có đơn rồi các chị comment cho em là dồn đơn khách mới nhà em, chốt đơn 2 sản phẩm được chưa ạ? Đến sản phẩm thứ 3 các chị yêu vui lòng cọc giúp nhà em để nhà em lên đơn nhá, tránh đổi trả hủy xả. Rẻ 22 kèm màu kèm số điện thoại bạn ơi. Rẻ 22 kèm màu kèm số điện thoại giúp em ạ. Tất cả
cả đơn phải auto cho em xin số điện thoại nhá. Thì nhà em mới lên đơn được cho các chị ạ. À, ai có đơn rồi thì không cần lên số điện thoại nữa. Ai có đơn rồi thì mình comment cho em là dồn đơn. Bầu 55 cân cao 1m bao nhiêu ạ? À? Bầu 55 cân cao 1m bao nhiêu ạ? À? 55 cân mà vừa. Chồng ơi, chồng ra vừa nhiều rồi. Đây, chồng mặc cho vừa cái. Chồng em cao 1m72 và nặng 70 cân nhá. Em mặc thử áo của nhà em cho các chị xem. Em mặc thử áo. Em mặc thử áo nỉ của nhà em cho các chị xem nhá. Đây là cao 1m72 mặc nhá mọi người nhá. Má này của nhà em là 100 bao nhiêu ạ? 166.000 đồng nhá mọi người nhá. Cao mét rưỡi được, cao mét rưỡi thì không bị nặng. Bụng to ra là vừa. Được chưa ạ? Rẻ 22, ok live nhận đơn. Rẻ 22 kèm màu kèm số điện thoại nào. Rẻ 22 cho em. Nào 70 cân, 70 cân cao 1m72 nhá mọi người nhá. 70 cân cao 1m72 đây ạ. Được chưa ạ? Uy tín chưa mọi người ơi? Ok la chưa ạ? Đó, 70 cân cao 1m72. Mặc như hình nhá mọi người nhá. Đây ạ. Đây nha, không ngắn nhá mọi người nhá. Được chưa ạ? Áo nỉ của nhà em mặc đôi thoải mái mà các chị. Áo nỉ của nhà em mặc đôi thoải mái, nhưng mà hôm trước em có một trường hợp là khách cao 1m60, khách là nam cao 1m60 nhưng mà mặc tay ngắn như thế này. Thì chứng tỏ là không phải do áo của nhà em mà do tay của khách dài các chị ạ. Rồi ok là em nhận đơn nhá. Rẻ 22 kèm màu kèm số điện thoại. Rẻ 22, tất cả form nỉ của nhà em đều dài rộng dấu quần cho các chị. Được chưa ạ? Mình thích mặc dấu quần thì mình kéo xuống dấu quần, mà mình thích mặc bo thì mình kéo lên. Đây, tại vì nó có cái bo mà. Nó có cái bo mà các chị. Mình thích mặc ngắn thì mình kéo lên, mình thích mặc dài thì mình mặc dấu quần. Thế thôi, không có vấn đề gì hết. Rẻ 22 kèm màu kèm số điện thoại. Rẻ 22 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các bác comment nha. Rẻ 22 xong này. Vâng, cặp rồi em cảm ơn chị ạ. Rẻ 22 xong ạ. Rồi bây giờ là rẻ bao nhiêu em ơi? Rẻ 39, Long ơi, để gọn hết những cái mẫu mà like rồi ta một góc đi. Xong rồi ấy đi. Rồi các chị ơi, thả like thả tim cho em. Thả like thả tim cho em nhá mọi người nhá. Dọn dần một chút. Rẻ 22 ok là để em cung lên lại mẫu nữa nha mọi người nhá. Chia hết các mẫu ra nhá, chồng tôi bị lắm nhá. Ok la, rẻ 22 hồng, ok rẻ 22 hồng, ok la. Ai có đơn trên 2 sản phẩm vui lòng cọc giúp em. Mã tiếp theo ạ, à, rẻ bao nhiêu ạ? 39. Rẻ 39 cho em. Các chị yêu ơi, các chị thích mã nào ấy, các chị có thể nốt lại. Được chưa ạ? Một là mình có thể đặt luôn. Hai là mình cứ xem em live stream đi. Nếu mà còn thì mình đặt sau cũng được nhá mọi người nhá. Mình đừng vội vàng đặt hàng. Mình đừng vội vàng đặt hàng, sau rồi mình hủy, đổi trả hủy sản, nó rất là mất quan điểm mọi người nhá. Đây ạ, à, mã này mình lên đơn cho em. Em lên rất là nhiều mã đồ vụ mà, nhiều hàng lắm các chị ạ. Áo gấu cam đi chị, ok lên nốt mã gấu cam 16 ấy. Hồng cạnh con canh hết hàng rồi nhờ bạn nhờ. Nới y hồng ý, hết hàng rồi đúng không? Mã này mình lên đơn cho em là mã hàng rẻ bao nhiêu ạ? Rẻ 39 ạ. Rẻ 39 rồi ạ. Rẻ 39 mọi người ơi, không có số lượng hả? Tất cả đều chưa có số lượng đúng không? Mày lại giống như hôm trước đi, thế thì ấy làm gì? Rẻ 39 cho em, ai lấy các bác lên đơn. Rẻ 39 màu hồng và rẻ 39 màu xanh. Mỗi màu em chỉ còn 3 cái. Mỗi màu em chỉ còn đúng 3 cái thôi. Mã này của nhà em là chất liệu xốp nổi nhá mọi người nhá. Chất liệu xốp nổi này thì mình mặc vào cái thời điểm mà cuối hè và sang thu giúp em. Thời điểm trời mát mát như ngày hôm nay của các chị ngồi trong điều hòa rất là ok là. Còn mã này mà các chị đi ra nắng và chơi cho mát là không hề mát một chút nào. Vì mã này là ra vào cái thời điểm hè thu nhá mọi người nhá. Nó là mẫu mới của bộ sưu tập thu đông cho em. Mình mặc cuối hè và sang thu rất là đẹp. Mã này mình lên đơn cho em là rẻ bao nhiêu ạ? Rẻ 39 màu hồng và rẻ 39 màu xanh. Hôm em tặng các chị ạ, 132.000 đồng. Rẻ nhất từ trước đến giờ em từng bán, 132.000 đồng. Rẻ nhất từ trước đến giờ em từng bán ạ. Rẻ 39 ạ. Rẻ không phải là 39k mà là mã rẻ 39. Là 100 bao nhiêu ạ? 132.000 đồng. Mã rẻ 39, 132. Ai lấy các chị comment lại giúp em nhé. Không phải 39.000 đâu ạ. Rẻ 39 giúp em, ai lấy các chị lên đơn. Mẫu MLB mẫu mới màu cam. Không ạ. Mã này các chị lên đơn giúp em là rẻ 39 màu cam và rẻ 39 màu hồng và rẻ 39 màu xanh. Rẻ 39 màu hồng và rẻ 39 màu xanh cho em nhé mọi người nhé. Rẻ 39 ạ, màu hồng và rẻ 39 màu xanh cho em đẹp lắm.
họa tiết nó rất là đẹp luôn. Rẻ 39 cho em hồng và rẻ 39 xanh này, cho gọn luôn các bạn nhé. Vay cho gọn luôn nhé. Thế bạn ơi, hôm trước bạn bảo cái áo kia hết hàng, bây giờ đợi lòi ra kia. Ai á? Ừ. Em chưa tìm túi luôn. À, chưa tìm túi hết hàng rồi gì? Thì lấy vừa đi. Rồi ạ. Các chị yêu ơi, thả like thả tim cho em. Các chị ơi, thả like thả tim cho em, ấn vào màn hình thả tim tương tác đi mọi người ơi. Ấn vào màn hình thả tim tương tác nào, nhanh tay nào. Sẽ có những mã hàng tương tác tặng các chị nào, cho chị xin một mã tương tác đi em. Cho chị xin một mã áo nỉ để làm tương tác cho các chị nào. Ai có đơn rồi các chị dồn đơn. No. Áo cử. Rồi. Ôi áo nỉ chó trắng đây này, đưa con chó trắng cho hậu đi. Chị bảo đưa con chó trắng cho hậu này, đưa con đồ view cho hậu này để hậu cho view vào. Đấy. Đấy đấy, vẫn còn chó trắng đây. Không, chị cái con cừu hay con gì mà vừa nãy em vứt ở đây này. Một cọc nỉ mà em vứt ở đây này. Ừ, cho chị một cọc đi. Rồi các chị yêu ơi, ấn vào màn hình thả tim đi, em sẽ có quà tặng tặng các chị. Em sẽ có quà tặng tặng chị em mình nhá, áo nỉ nhá. Nào bác nào mua áo nỉ rồi nào. Bác thả like thả tim nào. Có bao nhiêu cái đây ạ? Hàng vừa mới về nhá. Ai chưa lên like đâu ạ? 1, 2, 3, 4, 5 cái. Em có 5 cái. Thả like thả tim mạnh mẽ lên đi mọi người ơi. Siêu đẹp luôn, form như form em đang mặc. Mang áo nỉ cừu cho em vừa mới về, có 5 cái. Thỉnh thoảng em bị kiểu thâm ấy các chị. Em lên like là em sẽ tặng các chị. Rồi em có 5 cái em tặng các chị nhá. Ai nhanh thì được nhá. Các chị được chốt đơn là các chị sẽ nhận được tin nhắn thông báo là shop cô có cập nhật đơn hàng của bạn đấy ạ. Rồi ạ, còn hơn 400 người đang xem này. Nhưng mà chỉ có 5 cái thôi. Tỷ lệ của chúng ta là 5 trên 400 nhá mọi người nhá, nên mọi người cố gắng ạ. Rồi mình chuẩn bị luyện cơ tay cho em một mã áo nỉ siêu đẹp. Một mã áo nỉ siêu đẹp cực kỳ xuất sắc luôn ạ. Mình lên đơn cho em mã này. Mình lên đơn cho em mã này ạ, áo nỉ cho em. Xuất sắc cực kỳ luôn đấy. Các chị nhìn này, áo nỉ cừu này. Các chị nhận hàng nhá, dụng cái tai, dụng cái mắt, dụng cái chân. Dụng ở đâu em đền tiền ở đấy. Được chưa ạ? Công nghệ in ép nhiệt cho em. Công nghệ ép nhiệt cho em nhá. Ép nhiệt nguyên con như thế này luôn, rất là xinh luôn. Mã này em có đúng 5 cái hàng vừa mới về, hàng mẫu em tặng các chị luôn này. Hàng full tắc mát chuẩn xịn như thế này. Ai nhanh thì được mã bao nhiêu em? Rẻ bao nhiêu? Rẻ 40 kém số điện thoại. Ai có đơn các chị comment cho em là rẻ 40 dồn đơn. Không lỗ em làm con các chị luôn. 109.000 đồng. 109.000 đồng. Lỗ 20 mấy nghìn luôn ạ. 109 em lên đơn. Rẻ bao nhiêu ạ? Rẻ 40. 109.000 đồng em nhận đơn nhá mọi người nhá. Rẻ 40 kèm số điện thoại giúp em. Giờ 4 nhanh lắm. Rất nhanh luôn nhưng mà không kịp. Rẻ 40 cho em. Rẻ 40 cho em ạ. Một cái xong này. Rẻ 40 nhanh tay nhá mọi người nhá. Còn đúng 5 cái thôi mọi người ơi. 109.000 đồng. Rẻ 40 nhanh tay mọi người ơi. Thả like thả tim, ấn vào màn hình thả like thả tim. Ok la rẻ 40 này. Rất nhanh luôn. Rẻ 40 ok la luôn này. Các chị nhanh tay. Rẻ 40 kèm số điện thoại. Rẻ 40 kèm số điện thoại giúp em. 109.000 siêu lỗ ạ. Rẻ 40 cho em nhá. 109.000 siêu lỗ này. Ok la này. Rẻ 40 một cái này. Xong này. Rẻ 40 còn đúng một cái cuối cùng nữa. Rẻ 40 kèm số điện đẹp lắm. Thật sự luôn là rất là đẹp luôn. Các chị nhìn nhá. Bo viền cổ xịn đét như thế này. Mã này mặc hách tuổi cực kỳ luôn. Mã này mặc hách tuổi cực kỳ luôn ạ. Rẻ 40 nha. Bổ sung số điện thoại nha mọi người ơi. Rẻ 40 kèm số điện thoại. Ai có đơn rồi comment cho em là dồn đơn. Mai anh Nguyễn với Phương Thảo. Ai có đơn rồi comment cho em là rẻ 40. Không có nhá. Phương Thảo không có. Mai anh Nguyễn không có. Chị Diệp Phạm tạm thời dừng chốt giúp em. Tại vì không cọc thì nhé, em xin phép là không chốt thêm được. Các chị thông cảm giúp em nhá. Quy định nó là như thế ạ. Rẻ 40 cho em 109.000. Rẻ 40 ạ. Hết. Hết. Rẻ 40 em hết nhá mọi người nhá. Hết phim rồi. Ừ ok. Rẻ 40 ok la này. Dự bị cho 2 người vì có 2 người chưa lên số điện thoại. Em dự bị cho 2 người nhá mọi người nhá. Rẻ 40 cho em lấy sỉ inbox tư vấn sỉ. Lấy sỉ inbox lòi đâu ra đấy thằng kia. Lòi đâu ra đấy. 4 cái cơ à. Thằng này mày hay lắm. Chúng mày để hàng lung tung đi. 4 cái nữa. Ông vả cho một phát. Thế thì còn một cái hàng mẫu nữa. Thế thì chắc chắn là phải còn một cái hàng mẫu nữa. Thế thì phải về mẫu 10 cái chứ không phải về mẫu 5 cái. Thì nó chỉ một cái hàng mẫu đi em.
Rồi, em chốt 10 cái, rẻ 40 em chốt 10 cái nhá mọi người nhá. Rẻ 40 cho em. Em đang mặc là rẻ bao nhiêu nhỉ? 2 mấy? 22 à? 22. Em đang mặc là rẻ 22 ạ. À? Rẻ 22. 166.000. Rẻ 22 là 166.000. Nhặt xỉ luôn trên live được nhá các chị nhá. Cái thằng Long này nó cứ móc ở đâu ra đấy. Này Long ơi, Phương Thảo và Mai Nguyễn chưa lên số điện thoại chưa chốt được không nhá. Long ơi, mày cứ móc ở đâu ra đấy thằng này. Sư phụ ơi, sư phụ làm đồ Nhi thất vọng quá đấy. Nào sư phụ cho đồ Nhi một màu nỉ nữa đi nào. Vi Phan bổ sung số điện thoại đi. Vi Phan bổ sung số điện thoại nào. Bảo mà rẻ 22 hồng ok bạn vịt. 22 hồng là... Nào sư phụ ơi đưa em nào. Má này cực kỳ gay cấn luôn. Đây các sư phụ. Nào sư phụ ơi chốt chuẩn cho em. Các chị ơi, không cọc nhé, em xin phép chỉ chốt đến thế thôi. Các chị thông cảm giúp em nhá. Nhường cơ hội cho người khác. Các chị ạ, nhường cơ hội cho người khác. Sư phụ ơi má này có bao nhiêu cái. Chị cứ nhận hàng đi, không phải vội. Ngày nào nhé em cũng live stream ạ. Chị cứ nhận hàng đi, không phải vội nhá. Ngày nào à, chị có thể stream. Chị có thể Viettel 50.000 cũng được. Nói không quá. Có tài khoản thì chị cọc thẻ Viettel 50.000 được nhá. Rẻ 41 cho em á, hàng bán tương tác. Rẻ 41 ạ, à, lỗ luôn ạ. À. 119.000 đồng dành cho người may mắn. 119.000 đồng dành cho người may mắn. Nào, thằng kia với chị nhìn thấy mày có một cọc này nữa. Ok là rẻ 41 cho em 10 cái. Rẻ 41 em có 10 cái nhá mọi người nhá. Đẹp lắm. Anh em hỏi áo gấu rất là nhiều nhưng không. Đây là mã nỉ The Real ạ. À. Má nỉ đờ riêu luôn, hơi bị đẹp luôn. Rẻ 41 cho em nhá mọi người nhá. Cơ hội nghìn năm có một, ấn vào màn hình thả tim tương tác đi mọi người. Ấn vào màn hình thả tim tương tác đi ạ. Rẻ 41 nhá mọi người nhá. Bỏ qua đi nữa. Rẻ 41 cho em ạ, à. Ai lấy các chị lên đơn này. 119.000. 119.000 ạ, à. Siêu đẹp. Rẻ 41 cho em 119.000 đồng. Ok. Đây, 10 cái tặng hết các bạn vào. Xin chưa? Rẻ 41 cho em có 10 cái. Các bạn vào. Đẹp quá. Rẻ 41 ạ. À. Ok là rẻ 41 một cái này. Ok này, rẻ 41 2 này. Xong này, rẻ 41 3 cái này. Rẻ 41 okay 119.000. Rẻ 41 cho em nhá mọi người nhá, 119.000. Mua đờ riêu nổi ạ. Mua đờ riêu nổi cho em. Ok là em nhận cọc của Hiền Mèo này. Rẻ 41 cho em 119.000 xong này. Rồi còn rẻ 41 kèm số điện thoại. Rẻ 41 còn bao nhiêu cái nữa? 6 cái nữa. Rẻ 41 em còn 6 cái nhá mọi người nhá. Ai lấy các chị comment. Rẻ 41 kèm số điện thoại cho em. Rẻ 41 kèm số điện thoại ạ. Rồi ạ. Thả like thả tim đi mọi người ơi. Thả like thả tim mạnh mẽ lên mọi người ơi. Mọi người ơi. Rồi. Ta tưởng chân mày đâu. Rẻ 41 ok là. Rồi em dừng nhá. Em dừng nhá mọi người. Bây giờ các chị thích lên cái gì ạ? Bây giờ các chị thích lên cái gì mọi người ơi? Khách mới mua từ 2 sản phẩm cộng giúp mình 100.000 nhá. Và tùy Thanh nhá. Khách mới chốt đơn lưu ý lên đầy đủ địa chỉ và số điện thoại. Mua từ 2 sản phẩm cộng giúp mình 100.000. Tùy đi đơn. Có mũ ạ. Áo đen trên là hết mất hàng rồi ạ. Áo đen trên là hết hàng mất rồi các chị ạ. Rẻ 42. Rẻ 42 ạ. Rẻ 42 cho em một mã áo đá. Em tặng các chị luôn 99.000 đồng. Mã này của nhà em là hàng 169. Mã này của nhà em là hàng 169, em tặng các chị 99.000 đồng. Các chị comment cho em là rẻ 42 cho em. Rất là đẹp, hàng siêu cấp VIP ạ. Rất là đẹp luôn, hàng siêu cấp VIP. Rẻ 42 cho em nhé mọi người nhé.
ai lấy các bác lên đơn, rẻ 42 kèm số điện thoại 99. Đấy, cái mã kia là hôm trước chị gì chị thích cái chỗ để đấy, để khi nào chị vào. Rẻ 42 99.000. Rẻ 42 là 99.000 này. Ai lấy cái chị lên đơn. Cái túi của cái này đâu nhỉ? Cái túi của cái này đâu nhỉ? Rẻ 43 cho em, rẻ 42 có một cái à? Rẻ 43. Kiều Nam Phạm, khách mới mua một sản phẩm mã đây sẽ cho dự bị cho anh Châu nhé. Anh Châu à? Kiều Nam Phạm đồng ý cọc thì mình lên đơn nhé, vì những cái mã xả này có một sản phẩm. Ủa, này đẹp quá. Nó bom thì nó buồn hối ruột, buồn chết luôn, buồn chết được. À thế à, còn ok la rẻ 42 em còn cho chị anh Châu này, buồn quá. Anh này các chị lên đơn cho em là rẻ 43 cho em. Rẻ 43 em có màu đen và rẻ 43 em có màu trắng. Áo cardigan len CC ạ. Rẻ 43 em có đen và rẻ 43 em có trắng. Áo khoác cardigan len CC. Rẻ 43 kèm số điện thoại cho em. Rẻ 43 kèm số điện thoại cho em nhá mọi người nhá. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 43 siêu đẹp 269. Rẻ 43 đen 269 ạ. Và rẻ 43 trắng cho em 269.000 đồng. Rẻ 43 đen 269 và rẻ 43 trắng cho em 269 tặng kèm một tang CC vãi. Đẹp vãi cả đẹp luôn ạ. Tặng kèm một tang CC đẹp vãi cả đẹp luôn ạ. 269.000 đồng nhá mọi người nhá. 269 của đẹp vãi trường. Các chị nhìn cúc này. Các chị nhìn tang, các chị nhìn cúc cho em siêu đẹp. Rẻ 43 kèm số điện thoại ạ. Rẻ 43 đen và rẻ 43 trắng giúp em. Rẻ 43 đen và rẻ 43 trắng 200 bao nhiêu ạ? 269.000. Rẻ 43 là 269 ạ. Hay để các chị lên đơn. Này em ơi, cho túi luôn này. Rẻ tán quốc hội này. Rẻ 43 là 269 nhá. Hoặc là lấy túi của nó cho vào đi, mai cho Diễm xử lý. Rẻ 40 mấy rồi ạ? Rẻ 44 cho em. Mã này của nhà em là hàng Quảng Châu cao cấp. Mã này của nhà em là hàng Quảng Châu cao cấp ạ. Rất là đẹp. Đẹp hết nước chấm luôn. Hàng Quảng Châu cao cấp nhá. Hình gấu nổi nhá. Áo chị mặc là cái gì đấy? Áo chị mặc là áo cam à? Rẻ bao nhiêu? 41 à? 41. Áo chị mặc là áo cam, rẻ 41, 119. Còn 2 cái. Rẻ 41 là 119 nhá. Còn 2 cái thôi em ạ. Rẻ vãi trưởng. Hàng cao cấp đấy các chị ạ. Hàng Quảng Châu cao cấp cho em. Nhìn gấu cho em này, hết nước chấm luôn. Nhìn gấu cho em nha, hết nước chấm luôn. Em có 10 cái. Em chỉ có 10 cái thôi nha các chị nhá. 9 cái. Em còn 9 cái cuối cùng và duy nhất trên cuộc đời này. Hàng Quảng Châu cao cấp 250.000. Ngày hôm nay em sale các chị 239.000 đồng. Rẻ 43. À quên nhầm. 44. Rẻ 44 250 sale còn 239 các chị ạ. 139. 139 cho em, u là trời sinh vãi trưởng luôn. 139 ạ. Các chị lên đơn cho em là rẻ 44 ạ. Rẻ 44 đen, rẻ 44 hồng và rẻ 44 xanh giúp em. Rẻ 44 đen, hồng, xanh ạ. Rẻ 44 cho em đen, hồng và xanh nhá mọi người nhá. Rẻ 44 đen, hồng và xanh ạ. Chín cái em ơi, đỡ rồi chị với. Chốt chuẩn giúp em nha. Rẻ 44 chốt chuẩn giúp em nha. Đẹp lắm ạ. Mà các chị không mua là em để em mặc đấy. Đẹp vãi trưởng luôn. Rẻ 44 em ơi. Đủ số lượng đi em. Chia đủ số lượng đi, không có nhiều đâu. 9 cái thôi. Rẻ 44 đây ạ, siêu đẹp. Rẻ 44 đen. Rẻ 44 trắng. Rẻ 44 hồng và rẻ 44 xanh giúp em. Rẻ 44 đen trắng, đen hồng và xanh. Hết nước chấm. Okay. 139.000 đồng nha, em sale lỗ rồi đấy các chị, chốt chuẩn giúp em. 139.000 đồng em thách các chị đi mua đồ giá này luôn, để vãi trưởng. Rẻ 44 cho em này mọi người này, hàng Quảng Châu cao cấp.
Mặc mã này tiểu thơ sang chảnh lắm mọi người ạ. Rẻ 44 cho em. Tăng hết 500 anh em bạn bè vào đây đi mọi người ơi. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rẻ 44 ạ, kèm màu kèm số điện thoại giúp em. À, rẻ 44 kèm màu kèm số điện thoại ạ. Rẻ 44 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Rẻ 44 còn màu gì em? Còn à đây còn một hồng. Xanh hồng đen, ok nhá. Ok la, rẻ 44 còn 1 hồng màu đi. Một hồng ạ, một xanh và một đen. Ok, ok đen, la đen, đen xong này. Một hồng xong này, rẻ 44. Puticun sợ không còn đâu. Đâu có này. Một hồng thôi. Hết hồng rồi các chị ơi. Rẻ 44 hết hồng rồi. Puticun được hồng. Ok, Cuticun được hồng này. Phương Đỗ có hồng rồi nhá. Phương Đỗ có hồng rồi. Từ vừa nãy rồi. Bây giờ rẻ 44 em còn xanh và đen thôi. Rẻ 44 em còn xanh và đen ạ. Không được, không đừng được đâu. Hủy giúp em nhá mọi người nhá. Mất lại, quan điểm lắm. Chỉ có đổi từ màu này sang màu kia luôn. Nha các chị nhá, chỉ được đổi từ màu này sang màu kia thôi. Đừng đổi từ mã này sang mã kia nhá. Em chỉ muốn tác động vật lý vỡ mồm các chị luôn đấy. Rẻ 44 còn đen không? Ok, Nguyễn Thu Hà đen này. Rẻ 44 đen em ok. Em có comment màu đâu mà em cứ hỏi. Rồi, rẻ 44 còn hai cái màu xanh nữa. Rất nhiều em muốn. Rẻ 44 còn xanh này. Ok la luôn chị Kinh này. Xanh này. Chị Kinh, rẻ 44 cho chị Kinh này. Rồi, rẻ 44 em còn xanh nào? Anh Châu có chút xanh anh không Châu nào? Anh Châu có chút chuẩn nào, ok chút không xanh nào? Hay là hủy đơn nào? Siêu đẹp luôn. Rẻ 44 cho em. Ai ok anh đơn Châu đơn này. Rồi hết, ạ. Hết. À, còn một. Rẻ 45 cho em. Áo thỏ hồng là mã rẻ 22 em ạ. Lê Giang vừa chốt đen rồi, chốt thêm xanh ở Lê Giang. Lê ơi. Giang vừa chốt đen rồi ạ, lấy thêm xanh ở chị ơi. Mua hai sản phẩm vui lòng cọc giúp em nha. Comment là thêm rồi. Nhá. 250.000 xả nốt cho các chị. 250.000 xả nốt cho các chị còn 139.000 nốt ạ. 139.000 đồng. Rẻ 45 đen và rẻ 45 trắng có đúng 3 cái. Rẻ 45 đen và rẻ 45 trắng cho em có đúng 3 cái thôi ạ, à, không có nhiều. Có đúng 3 cái trên cái cuộc đời này, rẻ 38 là cái gì ta? Rẻ 45 cho em này, hàng cao cấp nhá mọi người nhá, siêu đẹp luôn. Hàng cao cấp này, người chơi hệ có tiền thôi. Hàng cao cấp là chỉ dành cho người chơi hệ có tiền thôi. Mà bây giờ em sale cho các chị rất là rẻ luôn, mặc cái áo này sực mùi tiền luôn, quá là đẹp luôn. Nhìn kỹ cho em. Riêng một bản gấu to đùng như thế này luôn, kim sa, đính ngọc cho em, siêu là đẹp. Các chị ạ, à, đẹp tuyệt cả là vời luôn. 41 màu cam. 41 màu cam ok la, 119.000. Mã này là rẻ 45 cho em ạ. Rẻ 45 trắng ok này. Rẻ 45, 41 cam trắng là cái trước mặt hậu ấy, 119.000 ấy. Rẻ 45 đen và rẻ 45 trắng ạ. Lấy lại lẫn đồng một cái ông vải chúng mày một phát. Rẻ 45 đen và rẻ 45 trắng cho em siêu đẹp. Rẻ 45 đen và rẻ 45 trắng là 139.000 đồng. Còn một trắng. Rồi ạ, còn trắng. Hết đen ạ. 45 em hết đen ạ, em còn trắng. Rẻ 45 em hết đen, em còn trắng. Ai lấy rẻ 45 trắng chốt đơn cho em. Thỏ hồng là mã bao nhiêu em? Hai mấy? Áo thỏ hồng ấy. Mã 22 ạ. Mã thỏ hồng mã 22 đợi em nhé. Rẻ 45 đen, màu đen em hết. Rẻ 45 màu đen em hết. Em còn rẻ 45 màu trắng. Mã 368 và 44 xanh. Chốt chuẩn nhá. Thế là lại hủy 42. Lại hủy 42 tao vả cho một phát đấy. Vừa khen tao chửi khách hay xong bây giờ lại tao lấy chất tác động vật lý vào mồm bây giờ thế này. Con anh Châu nó vừa khen em chửi khách hay xong nói hay thế. Nó lại làm cứ xoay xoay là xoay thì xong rồi. Nó lại làm mất công ăn việc làm người khác rồi. Em ơi cho chị cái áo hồng đấy đi. Lê Giang đổi giúp em sang xanh. Đổi cái gì sang xanh? Rẻ 44 xanh á. Ừ, rẻ 44 xanh rồi. Rẻ 44 anh. Rẻ 44 Lê Giang không lấy đen. Rẻ 44 bỏ đen của Lê Giang ra đổi sang xanh cho Lê Giang. Rẻ 44 còn đen. Đây mã 22 hồng đây em ơi. Đưa đây để chị lên lại mã rẻ 44. Đấy chúng mày thấy không? Chúng mày thấy tao khổ không? Rất là lằng nhẹ. Chúng mày. Nào đưa đây cho chị nào. Đâu? Hai cái mà. Rẻ 22 màu hồng ạ. 100 bao nhiêu? 166.000. Rẻ 22 màu hồng cho em 166.000 bổ sung màu này. Rẻ 22 màu hồng cho em 166.000 nào. Các mạnh thường quân ơi. Ủng hộ em mã 44 màu đen nào. Đấy, nó cứ thế thôi các chị ạ, khổ lắm. Phải hỏi đi hỏi lại các chị đấy. Các chị mua nhiều quá là bên em phải hỏi lại các chị đấy. Màu hồng comment lại là 22 hồng đi. Cái gì đây? Bỏ cái gì đây?
chịu đấy. Chịu anh Châu đấy. Mã 42 áo đá, livestream phọt cả bướm rồi. Livestream sùi bọt bướm rồi mà các chị mua hàng cái kiểu gì đấy hả? Các chị lên chờ vừa dự bị cho xong lại hủy, chịu. Cứ xem xét cứ bảo là chửi hay với cả chửi hay, nói hay quá. Xong rồi lại đổ trả hủy xả. Lại tua lại chồng chồng tua lại. Đây đây 44 đen, cảm ơn chị Lan Đỗ. Đúng không? Lan Đỗ này. 139.000. Ok Lan Đỗ này. Em cảm ơn chị Lan Đỗ. Em đội ơn chị. Các chị đừng hủy nhá. Thu Hằng có mẹ má 22 hồng đi. Má 22 hồng nào cụ Thu Hằng ơi. Nào. Má 22 hồng. Rẻ 22 màu hồng ạ. Đấy 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 đấy, cái thằng Long này xếp gọn vào nhau đi. Đấy sư bọn này. Không 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 không, má kia mới đúng. Thôi ơi, cái má trắng kia mới đúng, còn đưa lại cái má kia cho thằng Long. Thằng Long vả, thằng Long phát. Bốn mắt. Mày thế à? Mày đau chân chứ mày lại đau cả mắt à cái thằng này. Rẻ 44 đen vâng ạ. Cái này còn màu đen này kìa. Không mua, tao bảo hết hàng rồi. Rẻ 46 cho em. Rẻ 46 cả một set đát ạ. Nốt cho các chị 120.000. Rẻ 46 set đát cho chị em mình. Nốt nha, 120.000 set đát hàng thu cho em. Áo cộc quần dài ạ. Set đát hàng thu cho em áo cộc quần dài. Gồm một áo đát và một quần legging ạ. 120.000 một set. Má này các chị lên đơn cho em là rẻ 46. 120.000 một set nha các chị nha, quá là rẻ luôn. 120.000 một set. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ bao nhiêu ạ? Rẻ 46 cho em. 120.000 một set, có áo gấu râu không chị? Áo gấu râu chị qua rồi. Rẻ 46 cho em, ai lấy các chị lên đơn ạ. 120.000 một set nhá mọi người nhá. Set đát cao cấp ạ, full túi giấy ạ. Set đát cao cấp full túi giấy cho em. Rẻ 46 cho em. Bom đi, nó trả hoàn lại, tao bị mắc mệt. Rẻ 46, ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 46 đây ạ. Rẻ 46 kèm số điện thoại. Áo chị mặc là rẻ 44 đúng không? À áo chị mặc là rẻ 44. À áo chị mặc hết rồi à? Áo chị mặc hết mất rồi. Chị mặc áo khác nhá. Rẻ 22 hồng cho Hiếu Kinh ok. Hiếu Kinh. Này, bạn ơi. Ui dồi ôi, mua của nhà em. Các chị mua hai cái của nhà em mới bằng các chị mua một cái ở chỗ khác. Các cái túi trắng trắng này vừa đấy chị ném ra đấy. Rẻ 47 cho em. Rẻ 47 này đẹp chưa? Đẹp tuyệt cả là vời luôn. Rẻ 47 cho em có đen và trắng. Hiếu Kinh khách mới để ý cộng giúp mình nhé bạn nhé. Hàng 250 ạ. Trang Nguyễn nào còn 3 đen xì. Cộng giúp mình 100 đi. Bằng mắt lịm tim luôn. Đây ạ. Hàng 250 cho em. Em xả nốt cho các chị ạ. 22 hồng là cái áo nỉ hồng đằng sau em. Hàng 250 xả nốt 149 này. Ôi đẹp vãi cả trưởng. 149.000 đẹp vãi cả trưởng luôn. Con thỏ. Đây ạ. Siêu hot. U là trời. Rẻ 47 ạ. Rẻ 47 đen và rẻ 47 trắng. 149.000 có mấy cái em? Có 5-6 cái thôi. Rẻ 47 cho em hàng Quảng Châu cao cấp. Có 5-6 cái thôi mọi người ơi. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 46 là cái gì? Rẻ 46. Ok là 120.000. Rẻ 46 120, rẻ 22 hồng ok ạ. Má này các chị lên đơn cho em là rẻ 47 ạ. Rẻ 47 kèm số điện thoại giúp em. Em like áo không nha. Thả like thả tim nào. Rẻ 47 đen và rẻ 47 trắng. Chị ơi còn áo nỉ gấu màu cam không ạ? Áo này đúng không em? Còn. Rẻ 47 đen và rẻ 47 trắng. Rẻ 16. Rẻ 47 bổ sung số điện thoại, bổ sung màu ạ. Rẻ 47 bổ sung màu giúp em. Rẻ 47 đen và rẻ 47 trắng. Nào nào thằng kia dọn gọn vào đi nhanh lên. Nhanh nhanh nhanh. Thế kia sao lại vứt cái áo thỏ này ở đây? Phải cho nó vào chỗ kia đi chứ. 47 kèm màu đi mọi người ơi. Nào đưa má 22 đây cho các bạn nào. Chốt đơn để ý okay. Kèm màu nhá. Rẻ 47 kèm màu giúp em. Khách mới mua vui lòng cộng giúp em nhá mọi người nhá. Khách mới mua trên 2 sản phẩm. Ngọc Huyền bổ sung số điện thoại đi. Từ áo cộng lòng cộng. Hết đen. Rẻ 47 hết đen rồi. Hết đen. Rẻ 47 còn trắng. Em về hết đen rồi mọi người ơi. Muốn mua thêm không còn nữa đâu. Nguyên Ánh ơi hết mất màu đen rồi nhá, chỉ còn màu trắng thôi. Rẻ 47 chỉ còn trắng thôi ạ. Đưa hết cho chị mấy cái cao cấp này còn ở đâu. Thanh Thủy khách mới. Hậu ơi, áo chị đồng ý cọc thì mình chốt rẻ 47 đen và chốt dự bị 47 đen cho Dương Thùy nhá.
Dự bị 47 đen cho chị Dương Thủy ạ. 47 em còn trắng ạ. Dự bị cho khách quen. Dự bị cho chị khách quen ạ. Kìa 47 ở trước mặt kìa. Hết rồi. Còn trắng thôi. Còn 47 trắng thôi. Kẻ 47 em chỉ còn trắng thôi ạ. Ngọc Mon 47 trắng bổ sung số điện thoại đi Ngọc Mon ơi. Thiếu số điện thoại, thêm một số điện thoại thì lại thiếu màu. Hết rồi. Kẻ 47 chỉ còn trắng thôi ạ. Má đấy thiếu trắng thôi. Má đấy. Trắng về rồi. À luôn trắng về. Má này các chị lên đơn cho em là rẻ 16 ạ. Rẻ 16 giúp em. Rẻ 16 ạ. Cho nguyên ánh trắng này. Nguyên ánh trắng ok này. Rẻ 16 cho em. Rẻ 16 đen trắng hồng ca. Không đen. Vậy không được chốt. Rẻ 16 cho em. Đen trắng hồng cam áo nỉ mốt. Ngọc Huyền chốt hai màu đen và trắng, chỉ còn màu trắng thôi nhé Ngọc Huyền nhé. Ngọc Huyền chốt hai màu đen và trắng, em chỉ còn màu trắng thôi, chị có lấy không ạ? Chị lấy thì chị comment ok. Ok. Bạn nào chốt màu trắng okay thôi thì comment lại là đệ 47 trắng nhé. Đã chuyển khoản ok bạn Thu Hà. Để tặng ra ngoài. Ồ, thế cái áo đấy hôm trước là hết đen đi hết xanh. Nhưng này là đi chưa khách. Mày sẽ mang xuống đi. Mà chúng mày có một tội rất là to, tao phải cho chúng mày mặc bộ nỉ LV 7 màu trong thang máy. Cái gì? Đúng. Nghe rồi, chúng ta đi báo hàng đâu. Hả? Báo hàng đâu. Báo rồi, trả tiền xong rồi. Xong rồi, giờ dư nào. Hôm qua em mới em xong. Hả? Tại vì nó bị che lên. Không được, không bị che lên nhá, chị moi ra đấy nhá. Tao phải cho chúng mày mặc. Gì moi ra gì? Hôm nay tao đi vào thang máy nó ở dưới tao moi ra. Em moi ra từ trước vẫn thang máy đấy. À thế lỗi tại mày, thì mày đi vào mặc. Rẻ 40, rẻ 16 cho em, rẻ 16 đen trắng hồng cam. Đấy các chị thấy chú láo. Toàn giấu hàng của khách. Rẻ 16 á, đen trắng hồng cam xin giá bạn ơi, 156. 156.000 đồng em xin phép cho dự bị nhá. 155.000 em xin phép cho dự bị nhá. Long ơi mày mang mã này vào xem là bán được bao nhiêu cái rồi đấy. 16 trang nguyên bổ sung màu đi. Dễ. À thế à, ok là rẻ 16 cho em. Rẻ 16 kèm số điện thoại. Rẻ 16 ạ. Rẻ 16 đen. Trang Thanh Trúc ok này. Mã này mà hết thì cho em xin lỗi nhá mọi người nhá. Ừ, cứ chốt đi ạ. Má này mà hết thì cho em xin lỗi nhé. Tay chị cầm là rẻ 16. Ngân ơi. À, từ 40 cân cho đến 65 cân mọc được. Nó ok, là Nguyên Ánh lấy màu trắng thôi. Chốt một màu trắng thôi. Ok, Nguyên Ánh lấy màu trắng, ok. Màu đen chị hết rồi. Chị in đơn màu nào là em có màu đấy nhá. Áo chị cầm là 155.000. Chị ơi, không có chuyển khoản, không có chuyển khoản, chốt 2 cái thôi nhá mọi người nhá. Không chuyển khoản, chốt 2 cái thôi. Nếu mà bom thì bom em 2 cái thôi nhá, đừng bom nhiều. Trang Nguyên mã 16 lấy màu gì comment lại đi bạn ơi. Trang Nguyên mã 16 lấy màu gì comment lại giúp em ạ. Mã 16 cho em rồi. Bây giờ lên một loạt nỉ nhá bạn ơi. Lên một loạt nỉ nhá. Thôi nhá, hết là hết nhá. Vì cái kia cũng không mấy đồ đúng không. Rồi ok là. Mã này các chị lên đơn cho em là rẻ 16. Áo đấy bằng chất nỉ ạ. Đúng rồi. Trời ơi chị thật là có con mắt tinh tường. Áo này của em là chất nỉ này. Đó, viền này của em là viền bo. Viền bo là chất liệu khác này. Được chưa ạ? Tay bo là chất liệu khác. Và gấu bo là chất liệu khác. Chỉ có hàng tàu nó mới bo được như thế này thôi nhá. Hàng xưởng tiết kiệm vải lắm. Rẻ 16 cho em, chuẩn là chất nỉ da cá chéo ạ. Ok, rẻ 16. Có quyền chuyển khoản gửi bill với inbox nhá. Áo NI hầu hết hàng rồi nhở Long? Áo NI hầu hết hàng rồi đúng không? Yes. Yes thì sao mày không cất đi ông bà, sao mày muốn phát bây giờ? Cái túi. Nào, rẻ 16 cho em kèm màu. Rẻ 16 kèm màu, áo em đang mặc là rẻ 46. Nốt một cái cuối cùng và duy nhất. Một mạnh thường quân ủng hộ em đi rồi em sẽ lên mã cho các chị. Trắng à? Em ơi cho chị cái này. Rẻ 16 trắng á, à? Rẻ 16 trắng được. Đâu không? Em đang mặc là rẻ 46 ạ. Nào, chốt nốt rẻ 16 cho em đi ạ. Thế để, em để riêng cái mã đấy ở trước mặt đi. Xong khi nào ai hỏi thì em đọc cho chị mã. 47 trắng, ơ vẫn còn à? Cho Ngọc Mon này 159. 149. Ơ 159 chứ. Chụp vào đây. Đây em phải trả trước 159 thôi. Ngọc Mon trả cho khách ghê. 149 bọn này. Các chị ơi, áo em mặc là 149 nhá. Nhân viên in đơn là 159. Em sẽ sửa giá các chị là 149. Em ơi sửa giá đi, xong rồi nóc vào trong nhóm. Nóc vào trong nhóm đi để cho các bạn trừ giá cho khách. 149 nhá mọi người ơi. Đấy rồi chốt 159 khách vẫn chốt.
là trời. Hay yêu nhở, hay thôi. 16 trắng là cái gì? Rẻ 16 trắng đây, 155.000. Quý Giang ok. Rẻ 16 trắng là 155.000. Quý Giang ok này. Quý Giang ở đâu ra đấy? Quý Giang quá. Quý Giang quá. Nào các chị ơi, bây giờ các chị thích lên áo nỉ, các chị thích lên áo nỉ, áo phông hay là áo len, các chị comment cho em có 3 option để cho các chị lựa chọn. Áo nỉ, áo phông và áo len nào, các chị thích gì nào, các chị comment đi. Tiếp tục ạ, rẻ 4 mấy nhỉ? 48. Rẻ 48 ạ, 58.000 đồng. Rẻ 48 này, 58.000 đồng. Áo nỉ ok la, áo nỉ chuẩn bị đem rồi. Tất cả những mã đã qua và sắp lên. Ok, áo nỉ và áo phông vâng ạ. Áo nỉ, áo phông, ok ạ. Chốt đơn áo phông sale cọc giúp em nhá. Nói đi nhở, chưa nay ăn gì ở đó ấy nhở. Như thêm chưa nay ăn gì đó ấy nhở. Nên con Hồng ở cạnh chị đi ạ. Hồng ở cạnh chị là cái gì em? Đây á, Long ơi mày cất hộ chị kéo Hồng xuống cái em ơi. Cất hộ chị kéo Hồng xuống cái. Mày treo chị một cái áo Hồng khác lên cái. Áo Hồng đấy chị hết hàng rồi, thông cảm cho chị nhá. Treo con Hồng phỏ ra biết này lên. Bún cạc cạc. Bún cạc cạc là bún gì ở mày ơi? Bún cạc cạc là bún gì? Bún cạc cạc. Trên em ăn bún ngan. Đúng là cái thằng điên. Nó bảo ăn bún cạc cạc các chị ạ. Rẻ 16 ấy rồi sao ấy? Rẻ 16 đây. Rẻ 48 là 56. Rẻ 16 là 155 nhá. Hoa tươi Yến Dương ơi. Còn một màu cam thôi. Hôm trước gửi áo chó cho mình bị rách một lỗ ở cánh tay a. Số chị đen nhỉ. Một là chị có thể gửi lại hàng em đổi cho chị. Hai là bên em sẽ hỗ trợ chị ra ngoài quán chị gì nhỉ? Chị sửa lại giúp em nhá. Đơn sau. Không, em hỗ trợ luôn cho. Hỗ trợ luôn tiền. Em chuyển khoản cho chị ấy nhá. Chị đi chị sửa giúp em nhá. Sorry chị nhá, những cái lỗi đấy thì bên em không thể nào mà gọi là kiểm tra kỹ được. Bình thường hàng lẻ đi là nhân viên cũng đã kiểm tra kỹ rồi đấy. Khách yêu không? Khách đi, khách comment luôn là lỗ ở cánh tay hu hu, một lỗ ở cánh tay thì sửa được gì đấy. Lỗ ở cánh tay thì sửa được gì nhở? Chị có thể hoàn hàng về để em đổi cho chị cái khác. Hoặc không thì chị có thể thông cảm giúp shop em sẽ gửi chị tiền cho chị đi sửa giúp em nhá. Nếu mà sửa được chị sửa giúp em nhá. Còn nếu mà không sửa được ấy thì chị cứ hoàn về để cho bên em đổi cho chị cái khác. Mã này là mã gì đấy? Rẻ bao nhiêu nhỉ? Bốn mấy vừa đây. 48, 56.000. 48, 56.000 này, xong này. Rồi. Cho chị xin mấy cái mã gì đi em? Đẹp thế này. 26.000. Đẹp quá trời. Áo đen ở ngoài là áo gì vậy? Áo đen này là áo chó ạ. Thế nó rồi ạ. Bà nó nhận 56.000. Em qua mã nhá. Rồi các chị ơi, thả like thả tim lên cho em tặng các chị mã này. Thả like thả tim lên cho em tặng các chị mã này ạ. Em tặng các chị áo nỉ nhá. Cầu được ước thấy. Cầu được ước thấy em tặng các chị áo nỉ. Thả like thả tim đi ạ. Rồi mã này qua rồi em ơi, cất đi luôn, cho vào túi cất đi luôn của chị ơi. Hay là vo vào, buộc vào. Cho vào đi, chán đi. Hết hàng rồi. Rồi thả like thả tim anh em ơi. Ấn vào màn hình thả like thả tim. Vì các chị thích này, vì em sẽ sell các chị cực kỳ rẻ. Các chị thích sell hàng hè hay sell áo nỉ? Các chị comment cho em là sell hàng hè hay sell áo nỉ ạ. Thank you shop. Nhưng không sao, mình làm bên may nên sửa đơn giản. Vâng em cảm ơn chị Kim Định ạ. Lần sau chị mua hàng bên em sẽ free ship cho chị nhá. Em cảm ơn chị rất là nhiều đấy các chị thấy không ạ? Mọi thứ nó rất đơn giản khi mà mình nghĩ nó đơn giản thôi ạ. Đó, khách nhắn tin in mà có lên livestream nói luôn với em là đấy, gửi cho mình một cái lỗ bị rách đấy, hu hu đấy. Em rất là đơn giản mọi người ạ. Em bán rất là nhiều, em cũng không bao giờ để những cái áo rách làm ảnh hưởng đến uy tín của em. Mà khách nhận áo rách em cũng đọc luôn ở trên livestream cho các chị xem là cách nhận áo rách, không có vấn đề gì hết bạn ơi. Bạn nhỏ như cái kết môi loạn lên. Bạn inbox cho khách bạn báo là lần sau bên em sẽ free ship nhá. Không phải chị, em cảm ơn chị rất là nhiều. Đó, dù sao thì chị bỏ tiền ra mua một cái áo mà nó hơi bị lỗi một tí thì thật ra là các chị thông cảm giúp em. Nhân viên nó cũng rất là nhiều việc, các em thì cũng đã cố gắng để mà xử lý rồi ạ. Nhưng mà có những cái lỗi mà nó hơi thủng một tí ở cánh tay đó, khách bảo là khách làm may khách xử lý được. Khách không xử lý được thì bên em cũng sẽ gửi tiền cho khách để khách xử lý giúp bọn em. Mà không xử lý được nữa thì sẽ hoàn hàng về cho em, không có vấn đề gì cả.
Chị đang mua hàng có vấn đề gì cứ báo em. Có số hotline của em, kể cả mọi vấn đề về thái độ phục vụ của nhân viên, nếu có vấn đề gì các chị cứ nổ thẳng vào số hotline cho em nhé. Em xin phép là nghe mọi ý kiến của các chị để mà shop em được sửa lỗi và để hoàn thiện hơn, để phục vụ các chị tốt hơn. Đơn của mình dồn với Bình Nhi nhé. Dồn đơn chị, khi mà nhân viên gọi điện chốt đơn chị báo nhé. Khi mà nhân viên gọi điện chốt đơn thì chị báo nhé. Shop check giúp mình là đơn hàng đến đâu rồi. Comment giúp em là kiểm tra đơn kèm số điện thoại ạ. Lát sẽ có nhân viên kiểm tra đơn và liên hệ với mình nhé các chị nhé. Rồi ạ, mình ơi, thả like thả tim ạ. Em tặng hiện tại bây giờ này, ok là để ít thôi. Hiện tại bây giờ đang còn 446 người đang xem. 446 người đang xem, em xin phép tặng các chị mã này. Em tặng lỗ luôn ạ, 106.000 đồng. Cấm đổi trả hủy xả. Ai có đơn rồi thì comment dồn đơn. Ai mua trên 2 sản phẩm vui lòng cọc giúp em. Mã tiếp theo ạ. Mã tiếp theo. Mã bao nhiêu ạ? 49. Mã 49 cho em. Mã này các chị comment cho em là tặng 49. Mã này là bán tặng các chị nhá. Tặng 49 kèm số điện thoại ạ. Tặng 49 kèm số điện thoại giúp em. Áo em mặc đợi em một chút để nhân viên chuẩn bị hàng đã. Áo này cả Việt Nam chỉ có mấy cái thôi. Mã này của nhà em là phong thái nhìn lạ không? Thấy không? Mã này các chị lên đơn cho em là tặng 49 cho em, 106.000 đồng lỗ. 106.000 đồng lỗ. Em thề với các chị luôn, lãi của các chị 1.000 em nói điêu mất lộc. Được chưa ạ? Mã này các chị lên đơn giúp em là tặng 49 giúp em. Ok là em nhận đơn. 106.000 đồng. Áo NI nâu đằng sau em có NI NI và NI len. Tặng 49 giúp em, 106.000 đồng. Có 3 cái. Có 3 cái thôi các chị ơi, anh nhanh thì đồ nhìn kỹ cho em, hàng rất là đẹp. Tặng 49 cho em nhá mọi người nhá. Chất nỉ ạ. Áo nỉ đấy các chị. Áo nỉ, áo nỉ. Ui, mình nhìn mình không rõ chất ạ. Áo nỉ đấy, chất rất là đẹp. Đẹp quá đúng không ạ? Đẹp quá, mình nhìn không rõ đúng không ạ? Tặng 49 cho em, ai lấy các chị lên đơn. Tặng 49 kèm số điện thoại 106.000 đồng nhá mọi người nhá. Tặng 49 cho em, 106.000 đồng. Ôi, không ai tin áo nỉ có giá 106.000. Các chị ạ, không ai tin áo nỉ có giá 106.000. Hỏi liên tục luôn. Em zoom kỹ cho chị em mình xem. Các chị yêu ơi, follow fanpage cô gấu ở chế độ xem trước đi ạ. Follow fanpage cô gấu ở chế độ xem trước đi. Nhìn kỹ cho em. Chất nỉ da cá chéo ạ. Chất nỉ da cá chéo ạ. Được chưa ạ? Bo viền xịn sò như này luôn. Hàng full tắc mắc, hàng Quảng Châu cao cấp. Cổ này, các chị mặc giật máy cho em thoải mái. Giật thoải mái cho em nhé, không hề bị vỡ hình nhé. Đây ạ, không hề bị vỡ hình. Được chưa ạ? Nhận hàng rơi một cái. Nhận hàng rơi một cái vai, rơi một cái chân em đến gấp 10 lần cho các chị. Tặng 49 cho em. Tặng 49 ạ. 106.000 đồng. 106.000. 106.000 đồng. Cuối like em tặng nhé. Nguyên con luôn. Các chị nhá. Nguyên một con. Cuối like em tặng nhé mọi người nhá. Cuối like em tặng các chị nhá. Thiếu bộ phận nào đền tiền gấp đôi. Thiệt, ôi dồi ôi, tôi chết tôi rồi. Các bạn ơi, má này là má bao nhiêu bạn ơi? Sorry các chị. Má 47 à? Mã 47 ạ. Mã này các chị lên đơn cho em là mã rẻ 47 giúp em, 149.000. Vừa nay ai không được chốt thì các chị chốt. Em ơi vứt hàng, vứt áo chị xuống đi để chốt nào. Mã này các chị ai không được chốt thì bây giờ các chị chốt giúp em. Mã 47 cho em. Mã 33 chốt không biết ạ. Mã này các chị lên đơn cho em là mã 47. Mã 33 là áo nỉ chó. Ôi dồi ôi, giờ tôi phục tối thế các chị lì. Áo nỉ chó 166.000 đúng không? Thích màu gì? Thích màu gì nào? Chị thích mã 33 màu gì nào? Má này các chị lên đơn cho em đẹp vãi trưởng. Bộ mẫu đang mặc có màu khác không? Không ạ, áo em đang mặc là áo Thái ạ, đợi em nhé. Má này các chị lên đơn cho em là má hàng rẻ 47 cho em. Rẻ 47 đẹp vãi cả cháy luôn, 149.000 đồng. Thiếu một chiếc cuối cùng trên cái cuộc đời này thôi. Vân Anh bổ sung số điện thoại đi Vân Anh ơi. Vân Anh bổ sung số điện thoại đi ạ. Má này các chị lên đơn cho em là má 47. Mới có mấy mã với giá thôi. Má 47 cho em ạ, rẻ 47 kèm số điện thoại ạ. 149.000 đồng. Rẻ 47 cho em này, 149.000 đồng ạ. Thả like thả tim tương tác đi mọi người ơi. Thả like thả tim tương tác đi các bác ơi. Mã rẻ 47 cho em. Màu đen in xanh lá và trắng. Vâng ạ, em ơi chuẩn bị mã chó. Màu đen in xanh lá và trắng. Rồi anh em ơi. Cáu điên đấy. Ok la này. Mã em đang mặc các chị lên đơn cho em là mã bao nhiêu ạ? Cả Việt Nam chỉ có 3 cái. Cả Việt Nam chỉ có 3 cái thôi nhá mọi người nhá. Mã này các chị lên đơn cho em. Mã tiếp theo bạn ơi, cho xin mã bao nhiêu bạn ơi? 50 à? Kê luôn. Mã 50 ạ.
Mã 50. Áo em đang mặc là mã 50, em xin phép tặng các chị. Lại chậm mất rồi, Nga Huda. Em hết mã 47 rồi ạ. Mã 50 cho em nhé mọi người nhá. Áo em đang mặc là mã 50, áo loang Thái. Áo loang Thái ạ, 100% là chất cốt tông Thái, đẹp xịn. Phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, em đền gấp 1000 lần cho các chị. Mã này tận tay em đi Thái và xách về cho chị em mình luôn. Lên đơn cho em mã hàng rẻ bao nhiêu ạ? 50. Rẻ 50 kèm. Số điện thoại. Bao tiền? 100. 100. 100 ạ. Bà si tỉnh đòn thế nhỉ? Ok, comment đầu tiên. Cho bạn Bảo Hân nữa. Cho bạn Bảo Hân nữa hay sao ấy? Đã tìm được Anna Bắc Giang, có một chủ nợ đã truy lùng và đưa được Anna lên đồn công an. Anna vẫn vô cùng bình tĩnh, ngồi bóc bưởi ăn, dáng ngồi vẫn rất ra dáng tiểu thư chục tỷ. Bắt được Anna Bắc Giang rồi anh em ơi. Lừa 17 tỷ đâu. Ừ, nó lừa được 100 tỷ rồi đấy. Má 50 chốt cho Bảo Hân một cái chưa? 100 tỷ. 50 có mấy đây? Có 3 cái. Nào đưa tiếp nào. Má 51 ạ. Má 50 em hết rồi. Má 51 cho em ạ. Ôi dồi ôi, em chả hiểu em bán chắc cái gì. Má này của nhà em là... Má này của nhà em là xỉ 160.000 nhá. Xỉ 160.000 đấy, bán vui thôi. Ôi dồi ôi, trông Anna buồn cười thế. Ôi Anna trông kìa. Trông Anna buồn cười quá. Mấy ngày hôm nay toàn hóng mấy cái buổi đấy thôi các chị ạ. Rẻ 51 cho em ạ. Rẻ 50 em hết ạ. Chán nhỉ. Idol Anna. Rẻ 51 cho em ạ. Đây ạ, các chị lên đơn cho em là rẻ 51 cho em. Má này nhà em xỉ là 160.000, lẻ là 172.000. Em chốt đơn cho các chị 120.000. Được chưa ạ? 120.000 luôn. Rẻ 51 cho em, ai lấy các chị lên đơn. Áo 49 còn không? A 49 còn không? Rẻ 51 cho em này. Hết nước chấm luôn. 120.000 mà rẻ 51. Mặc mát lịm tim luôn ạ. Rẻ 51 lên đơn ạ. Rẻ 51 nha mọi người nhá. 120.000 thôi, rất là rẻ. Áo mã 33 này. Rẻ 51 ạ, 120.000 ok là này. Cả Việt Nam chỉ có 4 cái. Cả Việt Nam chỉ có 4 cái thôi nha mọi người nhá. Được chưa ạ? Các chị lên đơn cho em là rẻ 51. Mã này là mã 33 đúng không? Ok là 49 hết mất rồi. Cao Tuyến ơi, mà Cao Tuyến cảnh báo nhá. Khách mới không cọc. Chốt nhiều luôn, không cọc chết em các chị ạ. À 49 còn nhưng không chốt, nhưng mà không ok. Cao Tuyến đồng ý cọc luôn thì chốt không thôi. Mã này các chị lên đơn cho em là mã hàng rẻ 33 màu trắng ạ. Rẻ 33 màu trắng ạ, 166.000 ạ. Và rẻ 33 màu ấy ạ. Rẻ 33 màu trắng và rẻ 33 đen xanh lá. Cái này comment đúng cho em là đen xanh lá nhá mọi người nhá. Cái này comment đúng cho em là đen xanh lá. Đen xanh lá cho em ạ. 166.000 ạ. Đen xanh lá là 166.000 ạ. Trắng là 166.000. Rẻ 33 kèm màu kèm số điện thoại ạ. Rẻ 33 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Rẻ 33 màu đen xanh lá và rẻ 33 màu trắng. Bây giờ em sẽ lên cho các chị những mã còn ít, em sale lỗ cho các chị ạ. Ơi chị đây, Linh ơi, Khánh ơi, Bùi, Khánh Linh Bùi ơi, chị đây. Xem áo thỏ hùng phía sau, trời ơi áo thỏ hùng phía sau lên rất là... Có thấy Khánh Linh. Linh ơi em thích lên gì nào? Rồi ạ, rẻ 51 xong ạ. Rẻ 51, ok la này, rẻ 52 cho em. Lại thỏ hồng, trời ơi sao các chị thích thỏ hồng thế, em ơi thỏ hồng. Cho em xem mẫu 49 với ạ. 49 á? À kéo nỉ. Vừa cắt xong. Áo mưa ở ngoài ấy bạn ơi, còn 3 cái áo nỉ ở ngoài ấy bạn ơi. Áo nỉ chú ấy bạn ơi. Rẻ 22 ạ, 166.000 ạ. Rẻ 22 cho em ạ, 166.000 đồng. Ai lấy các chị comment đúng cú pháp. Rẻ 22 kèm số điện thoại ạ. Rẻ 22 kèm số điện thoại giúp em, còn có hơn 200 người xem rồi. Chia sẻ livestream anh em ơi. Chia sẻ livestream mạnh mẽ lên mọi người ơi. Xem comment đúng cú pháp. Rẻ 22 cho em ạ. Ai lấy các chị lên đơn ạ. À vâng ok. Lên cho các chị dồn đơn nhá. Rẻ 22 cho em, ai lấy các bác comment. Rẻ 22 kèm số điện thoại. À rẻ 22 em ơi ghi cho chị là Hồng nhá. Rẻ 22 chị Hồng. Ừ. Không biết. Hỏi Hồng thì lên Hồng. Có ạ. Từ từ đấy anh em ơi, rẻ 22 có màu. Anh em có màu đấy chưa anh em nhá. Các chị đợi em một chút, rẻ 22 có màu. Đợi tí này. Em sờ lờ các chị. Hoa Đỗ cho đơn bổ sung số điện thoại nha Hoa Đỗ ơi. Bổ sung số điện thoại ạ.
Dơ đi em, dơ cam đi em. Cam hồng, đen, trắng, đầy đủ. Dơ chị với. Đầy đủ ban bệ luôn. Cam. Thôi dơ cái áo đi. Rẻ 22 ạ. Buồn lắm. Nào bà đây đưa đây. Áo hồng ở dưới ý ok. À trời ơi, Long ơi, mình treo hai cái thỏ hồng. Rẻ. Rồi ok các chị. Rẻ 22 cho em ạ. Rẻ 22 hồng, rẻ 22 cam ạ. Rẻ 22 trắng và rẻ 22 đen 166.000. Rẻ 22 cho em 166.000 đồng. Các chị thích màu nào các chị lên đơn màu đấy. Đen đâu đưa đây cái thằng kia. Rẻ 22 ạ. 166.000 đồng nhá mọi người nhá, siêu rẻ luôn. Tuyệt cả là vời luôn. Rẻ vô cùng luôn. Các chị đã follow fanpage cô Gấu ở chế độ xem trước chưa? Ai follow rồi thì các chị, ai follow rồi thì các chị vội các chị thắt dây an toàn vào. Ai chưa follow mình ra mình follow đi, em sẽ có quà tặng các chị nhá. Chỉ cho những ai đã follow fanpage cô Gấu thôi ạ. Má này các chị lên đơn cho em là rẻ 22 cho em. Rẻ 22 đen ạ. Rẻ 22 hồng. Rẻ 22 cam. Và rẻ 22 trắng giúp em nhá. Ai có đơn nhiều thì các chị vui lòng cọc giúp em. Ôi dồi ôi, dồn hết vào nhau. Dồn đơn, một là inbox, hai là mai nhân viên gọi điện chốt đơn các chị báo em. Chị Ngọc Huyền mua nhiều vui lòng cọc giúp em nhá chị cọc Huyền rồi, nhá. Cọc rồi, à chị Huyền cọc rồi à, ok ạ. À. Em luôn. Em đúng là có mắt như mù. Chưa kịp quát lại cọc. Em đúng là có mắt như mù. Rẻ 22 ạ, à, đen, trắng, hồng và cam. Được chưa ạ? Ừ, tao sợ hết hàng rồi đây mày ơi, mày cứ ngồi đấy mày lên chuyên đi em. Rẻ 22 đen trắng hồng cam. Mai mà em hết hàng thì em xin lỗi các chị nhá. Rẻ 22 này. Rồi ạ. Rẻ 22 vâng ạ. Mày gấp hàng bảo đúng không vậy? Các chị ơi, follow fanpage cô Gấu ở chế độ xem trước đi. Quần áo ơi đẹp thế. Các chị ơi, follow fanpage cô Gấu ở chế độ xem trước đi mọi người ơi. Giá 166.000 áo nỉ da cá. Áo nỉ da cá, thả like thả tim mạnh mẽ lên mọi người ơi. Ai follow em rồi thì các chị comment cho em là màu đi em ơi. Ok. Ai follow em rồi các chị comment cho em là Đoàn Huyền okay, bổ sung màu nhá. Đoàn Huyền bổ sung màu giúp em chị yêu ơi. Trang Huyền bổ sung màu ạ. Avatar đen xì. Trang Huyền avatar đen xì. Cọc giúp mình đi. Cọc giúp em ạ. À. Cọc thể Viettel 50 ở chuyển khoản cọc 100.000 đồng. Không phải đen xì thế. À, lại đen xì xì thế à các chị ơi. Không có số tài khoản thì cọc thẻ Viettel 50.000 nhá. Không có số tài khoản cọc thẻ giúp em. Áo này quang. Con gái mình 1m662 cân vừa. Vừa luôn ạ. Đẹp nét vừa luôn có thằng, chị ạ. Vừa có một thằng 1m7. Vừa có một thằng 1m7 2 nặng 70 cân mọc vừa. Vừa có thằng cô cháu 1m7. Nhà em có thằng cô cháu 1m7 2 70 cân mọc vừa. Cháu đấy tối nào cũng ngủ với em các chị ạ. Chị ngủ thôi nhá, không làm gì đâu. Đi ông cháu ơi. Rồi ạ, à, mã 16 xong. Ok là mã 16 xong ạ. Mặc được đấy chị Tuệ Anh ơi. Các chị ơi, thả like thả tim cho em. Ai chưa chia sẻ nhanh tay chia sẻ. Mọi người nhá. Ai chưa chia sẻ nhanh tay chia sẻ gấu cam phía sau em ơi. Okay. Lấy gấu cam phía chốt sau. Chốt luôn gấu cam phía sau đi Hoa Đỗ. Mã 16. Tiếp tục ạ. À. Ai chưa chia sẻ nhanh tay chia sẻ mọi người ơi. À không, em không cần chia sẻ. Nhé. Hoa Đỗ nhé. Em không cần chia sẻ. Nó máu. Hết màu rồi. Ừ. Chán, nó không cho em bán. Tại vì hôm nay em bán quá là rẻ. Hôm nay em bán cực kỳ rẻ luôn. Chúng nó không cho em bán. Các chị ạ. Tiếp tục lên đơn cho em má bao nhiêu ạ? Rẻ bao nhiêu ạ? Rẻ 5. Đã lên má 5 rồi á. Rẻ 52 cho em. Rẻ 52 số lượng bao nhiêu bạn ơi? Rẻ 52 số lượng bao nhiêu bạn ơi? Số lượng rẻ 52 ai nhanh thì được nhá mọi người nhá. Nếu mà không được thì ngày mai em sẽ xin lỗi các chị sau. Được chưa ạ? Nếu mà các chị không có thì ngày mai em sẽ xin lỗi các chị sau. Mã này có màu hồng nữa đâu nhỉ? Rẻ 52 cho em hôm nay em sale. Em sale cho các chị luôn. 129.000 đồng rẻ nhất. Rẻ chưa từng có, ai nhanh thì được. Rẻ 52 đen trắng và xanh. Đen trắng xanh cho em mã hàng rẻ 52 hôm nay thu hết hàng vào nhé. Còn là mai nhé. Rẻ 52 cho em ạ, đen trắng và xanh. Đây chứ không đi xin lỗi khách nhiều lắm. Tại vì bán rẻ mà khách chốt nhiều. 129.000 đồng. Cho
liệu sốt nổi, hàng mới á. Hàng này của nhà em là hàng thu nhá mọi người nhá. Các chị mặc vào thời điểm cuối hè sang thu cho em được chưa ạ? Hoặc các chị mặc ngồi trong điều hòa cho em rất là đẹp. Còn các chị mặc mà đi ra nắng mà chơi cho mát. Thanh Thủy bổ sung màu đi Thanh Thủy ơi. Rẻ 52 kèm màu giúp em ạ. Rẻ 52 đen trắng và xanh. Rẻ 52 cho em đen trắng và xanh ạ. Ok đây. Lên hết áo nỉ đi em để dọn một thịt. Rẻ 52 cho em đen trắng và xanh nhá mọi người nhá. Rẻ 52 đen trắng xanh 129.000 đồng. Mã sốt nổi ạ. Rẻ 52 đen 129. Rẻ 52 trắng 129 ạ. Và rẻ 52 xanh màu đen và trắng ở Nguyên Ánh ơi. 129 Nguyên Ánh lấy hai màu ấy. Nguyên Ánh mua bốn sản phẩm cọc giúp chị nhá. Mua cọc giúp chị nha em. Rẻ 52 ok la. Bổ sung số điện thoại nhá mọi người ơi. Rẻ 52 xong này em ơi. Lấy thêm thì phải comment xong. Thêm nên đừng comment như thế là chốt cho thành cả đen cả một trắng. Là comment đổi đen sang trắng, hai là comment thêm trắng nhá mọi người nhá. Cho đỡ bị nhầm nhá. Chị không có. Chị có bóc túi đâu. Lấy ở đâu ấy? Thỏ nổi, áo nỉ thỏ nổi là cái mã. Vâng ạ, à, là như nào hả em? Đấy đúng rồi. Em là lấy thêm hay là gì? Rẻ 53 cho em. Em lên một series áo nỉ cho các chị nhá. Series áo nỉ cho các baby này. Rẻ 53 áo nỉ gấu gu. Áo nỉ gấu gu cực kỳ hot luôn. Các chị search đi, con gấu này siêu hot luôn ạ. Nhà em luôn luôn là hàng đi đầu phục vụ các chị. Mã nỉ này form cân nặng từ 40 cho đến 65 cân các chị mặc ok la. À đùa. Vâng ạ. Vâng, em nghe ạ. Ok rồi. Ok số điện thoại này luôn. 47 trắng thôi. Thế còn 52 này là em lấy cả hai màu à? Cái này. Chị nhắn tin cho em nhé. Chị nhắn tin luôn vào số điện thoại này, em báo nhân viên kiểm tra. Em chốt nhờ em cứ viết nó cụ thể đầy đủ ra. Không các bạn thì chốt nhầm đấy. À thế ạ. Thế chị vào livestream của em chị comment là kiểm tra đơn kèm số điện thoại có nhân viên check rồi báo chị luôn ạ. Mận võ xanh đen ok. Thế là nào quá tải ạ. Chị cứ vào livestream chị comment hoặc là chị comment vào tất cả những cái bài viết cuối comment kiểm tra đơn kèm số điện thoại thì sẽ có bộ phận chăm sóc khách hàng kiểm tra đơn nhé chị nhé. Vâng, chị cứ nhắn tin giúp em nhé, xong rồi có nhân viên báo lại chị luôn ạ. Vâng, chào chị. Rồi ạ, các chị lên đơn cho em mã tiếp theo ạ. Chị ơi rẻ 47 em lấy trắng thôi nhé. Trời ơi em chốt này là chị chịu đấy nhá. Với chị chốt cho em hai cái đen và trắng. Rồi không. Được chưa? Nguyên Ánh là 47 trắng nha. Ok này. Và em cứ nhận được tin nhắn là có 52 trắng và đen ok xong. 52 trắng và đen là xong đấy, này. Em cứ comment như thế thì có vẻ đen không? Thỏ hồng phía dưới áo xanh canh mã gì chị? Ok em. Đây rồi. Mã này là mã bao nhiêu? Mã 53. Mã 53 cho em, ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 53 kèm số điện thoại. Rẻ 53 149.000. Mời các bạn lên đơn. 149.000 đồng. Mời các bạn lên đơn. Rẻ 53 cho em kèm số điện thoại này. Đỡ chị cái điện thoại rồi. Rẻ 53 kèm số điện thoại giúp em 100 bao nhiêu ạ? 100 bao nhiêu ạ đây? 49.000. Rẻ 53 149.000 đồng. Ai lấy các bác comment. Rẻ 53 đen trắng và hồng ạ. Rẻ 53 đen trắng và hồng quá là rẻ luôn. Em sale các chị 20.000 một áo đấy. Em sale thêm cho các chị 20.000 một áo đấy. Rẻ 53 cho em, ai lấy các bác lên đơn ạ. Rẻ 53 ok là chị Dung Phạm vừa gọi điện cho em đúng không ạ? Em ơi in đơn của chị Dung Phạm này. Sẽ có nhân viên kiểm tra và báo lại mình ngay nhé chị nhé. Một đứa kiểm tra luôn cho chị luôn này. Luôn vào ngay này. Rẻ 53 cho em, ai lấy các bác lên đơn ạ. Bên mình chỉ không ạ, có ạ. Tổng kho lên rồi các chị ơi. Bạn có đọc tin nhắn đâu mà bạn lại bảo chưa nhắn tin. Mận. Alo. Mận đã đọc tin nhắn đâu. Mà cãi. Vâng em nghe. Để tháng 3 lên đọc. Chị là đơn hàng gì ạ? Nhân viên gọi điện chốt đơn cho chị. Nhân viên gọi điện chốt đơn rồi là đi hàng rồi nhé chị. Cọc thì sẽ được trừ cọc chị ạ. Nhân viên gọi điện chốt đơn là đi hàng nhé chị nhé. Chị cứ yên tâm nhé, em không check inbox rồi. Thì hôm qua gọi điện thì đi đơn luôn chứ chị. 2 đến 3 ngày chị sẽ nhận được hàng nhé chị. Cho khách cứ gọi điện cho tao đi. Có số hotline cho khách cứ gọi điện cho tao đi chứ mày.
Má này các chị lên nô cho em là rẻ 53 giúp em. Đừng đổi trào hình xả nữa đi các chị ơi, mệt mỏi quá. Rẻ 53 cho em nhá mọi người nhá. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 53 kèm số điện thoại giúp em. Chị ơi hủy hộ em mã rẻ 16 và tặng 49 với ạ. Lúc em comment thấy không có tin nhắn về máy nên em tưởng không được chốt. Thế em comment đùa à? Chị không chốt đơn kiểu này đâu nha em nhá. Chị rất là mệt mỏi luôn đấy. Tặng 49 chị bán rất là rẻ rồi. Chị không bán hàng cho em nữa nhá. Chị không chốt đơn kiểu này đâu. Em từng tưởng với em đừng tưởng đùa. Các chị ạ, tin nhắn về máy thì các chị cũng phải đợi để cho tin nhắn nó gửi cho các chị chứ. Hay là các chị không check tin nhắn. Một phát là phút mốt là tin nhắn về máy luôn nhá. Đừng chốt kiểu này. Chốt 4 cái hủy 2 cái em không bán đâu. Mệt. Con Thánh Linh thì mẹ. Cô chị ơi em chỉ chờ chị lên cái áo này. Thật sự là sao em không chửi khách các chị ạ. Live từ 12 giờ đến 4 giờ chiều. Má rẻ 53 bổ sông màu nhá. Mệt đéo chịu được ấy. Này hủy đơn luôn đi không bán nữa. Em không bán hàng kiểu này đâu nhá các chị nhá. Nó chờ cái áo nỉ gấu cam từ đầu đến cuối. Xong bây giờ nó lại hủy cái áo nỉ gấu cam. Thế bây giờ em lại bán lại từ đầu à? Má này là má bao nhiêu? 53. Má 53 cho vào danh sách cảnh báo đi. Em không bán hàng kiểu đấy nhá. Đừng chốt 4 cái hủy 2 cái. Vừa phải thôi để cho em còn hầu được các chị. Các chị chốt đơn kiểu này em không hầu được các chị đâu. Má này các chị lên đơn cho em là má bao nhiêu ạ? 53. Rẻ 53 đen trắng và hồng. Rẻ 53 đen trắng và hồng. Không ai hầu được các chị kiểu này đâu. Ai bắt các chị mua hàng đâu mà các chị chốt đơn cái kiểu buồn cười ấy. Đừng tưởng các chị ạ. Não phải hoạt động. Tay phải gõ bàn phím. Nha các chị nhá. Đừng tưởng cái kiểu như thế. Đây là công việc của em. Không phải là chỗ để cho các chị chơi, các chị đùa, các chị tưởng đâu. Mình mua hàng mình lịch sự tí đi. Mình đi ra ngoài hàng mình mua hàng mình còn phải vào quán người ta chào mình còn phải chào lại. Mình thử hàng xong mình không ưng mình còn phải đưa lại hàng cho người ta để người ta treo lên. Đúng không ạ? Đi ra ngoài hàng mua thử không ưng đi ra ngoài cửa còn phải chào người ta. Còn cảm thấy là mình đi vào mình mua hàng mình không ưng mình còn cảm thấy ngại. Mình lười mình không đi thử mà sao mình mua hàng online mình chốt đơn kiểu buồn cười. Rồi tiếp tục cho em, ngày nào chúng nó cũng ám em như thế các chị ạ. Lên áo nỉ xanh lùng nhờ. Lên áo nỉ LV xanh cho chị với. Em không bắt các chị mua nhá mọi người nhá. Em không bắt các chị mua. Em không bắt một ai phải mua hàng của em hết nhá. Đúng rồi, của Lê Nguyệt là mã 28 xong rồi. Lê Nguyệt đầu tiên bảo là mã 27 nhưng mà đọc nhầm chuyển sang thành mã 28 rồi. Mã này các chị lên đơn cho em mã bao nhiêu em ơi? Rẻ 54. Rẻ 54. Hủy đơn luôn của cái đứa kia đi không bán nữa. Em không tiếc đâu các chị ạ, em không tiếc đâu. Hầu các chị như này mệt lắm, khổ thân nhân viên nhà em. Khổ thân nhân viên nhà em thôi các chị nha. Phụ line là đứa khác nha. Nhân viên kho chia hàng là đứa khác nha các chị nhá. Nhân viên gọi điện chốt đơn cho các chị là đứa khác, được chưa ạ? Nhân viên kho chia hàng chuyển sang cho vận đơn. Nhân viên gọi điện chốt đơn xong lên bill chuyển sang cho vận đơn. Vận đơn lên mã vận đơn và dán bill cho các chị, đóng gói dán bill cho các chị. Rất là nhiều khâu thì mới ra được, chứ em không làm tất ăn cả đâu. Em không vừa live stream, vừa gọi điện chốt đơn, vừa chia hàng, vừa đóng hàng đâu các chị ạ. Được chưa ạ? Các chị thông cảm giúp em rẻ bao nhiêu? Rẻ 54 giúp em không hầu được kiểu này. Mua thì mua thôi, em bán cho người khác. Các chị ạ, thôi các chị thông cảm giúp em, nói đúng luôn gái đẹp ơi, thật sự luôn đấy. Chỉ có ai bán hàng thì mới hiểu thôi các chị ạ, rất là khổ luôn. Mua hàng như một trò đùa ấy các chị ạ. Rẻ 54 nhá mọi người nhá, chốt chuẩn giúp em không bắt các chị mua đâu. Em không bắt các chị phải comment ngay. Các chị đừng nhìn người ta mua mà các chị mua theo. Cardigan NY nhá. Cardigan NY. Má này các chị lên đơn cho em là rẻ 54 này. Bạn nào hỏi bạn ấy chốt đơn cho em này. Rẻ 54 giúp em. Để ghim cho em đồ hoan hỉ để em bán cho những người khác nữa. Còn có hơn 100 người đang xem thôi, để cho em bán nốt đi. Má hàng rẻ 54 giúp em nhá. Em bán 4 tiếng rồi, rẻ 54 chị chưa báo giá. 159.000. Quá là rẻ. 159.000 quá là rẻ luôn. Mày đưa chị cái áo 49, mã 49. Đưa chị mã 49. Ok là rẻ 54 chị Hoa Đỗ cọc giúp em. Mã 49 đây nhá. Em xả luôn mã 49 nhá. Mã này em bán cho các chị là 105.000 đồng. Em lãi của các chị 1.000. Em nói điêu mất lọc luôn. Được chưa ạ? Gọi điện là đi rồi. Em lãi của các chị 1.000, em nói điêu mất lộc luôn nhá.
105.000 là giá em bán lỗ rồi ạ. À. Được chưa ạ? Đây ạ. À. Vui tính ghê. Con này là như thế này ạ. À. Nó bảo em là lên lại cho nó mã 49. Em lại lên lại cho nó mã 49. Xong bây giờ nó hủy. Xong nó ngồi từ đầu like đến cuối like, nó bảo em lên cho nó cái áo NI cam. Nó chốt 4 cái xong nó hủy 2 cái các chị ạ. À. Thật sự là rất là mệt mỏi. Mã này các chị lên đơn cho em là tặng 49. Té bill luôn em ơi. Khách không ok em không bán đâu nha các chị nhá. Em hủy đơn luôn em không tiếc các chị ạ. À. Hủy luôn còn kịp, không cho chúng nó đẻ trứng. Chứ không ship đến nhá, chúng nó còn bom hàng, lúc đấy còn dùng nữa các chị ạ, à, còn mất tiền ship cơ. Em hủy luôn đơn đấy cho chị. Em không bán luôn. Em phải bán hàng theo cái kiểu cho các chị nhìn, các chị mua, các chị thèm. Chứ em không bán hàng theo cái kiểu mà em phải năn nỉ các chị mua hàng. Được chưa ạ? À? Mã này các chị lên đơn cho em là mã tặng 49. Em xả cho các chị 105.000 đồng. Tặng 49 này 105.000 đồng. Được chưa ạ? À? Tặng 49 cho em 105.000 đồng. Bây giờ em còn chặn hết tất cả khách bom hàng nhá. Chứ các chị xem livestream của em là các chị biết là rất là nhiều khách bom hàng. Với khách vào danh sách nguy hiểm, khách vào danh sách cảnh báo. Toàn vào xin mua hàng, phải cọc lại để mua hàng. Nhưng bây giờ không, không bao giờ nữa luôn, không cho chúng nó đẻ trứng luôn các chị ạ. Loại luôn, cho chúng nó out luôn ra khỏi cuộc đời em luôn. Không việc gì phải phục vụ các chị như thế. Mã tặng 49 cho em 105.000 đồng. Em lãi của các chị 1.000 em nói điêu mất lộc. Được chưa ạ? Tặng 49 cho em 105.000 đồng. Comment đúng giúp em. Tặng 49 105.000 đồng kèm số điện thoại giúp em nhá mọi người nhá. Tặng 49 105.000 đồng kèm số điện thoại. Em mua hàng của chị nhiều rồi, em chưa bom hay đổi trả hay gì lần nào, nhưng hôm nay là do sự cố như em báo trên thì em cũng báo lại nếu như thế, chứ em không phải đặt xong không muốn lấy đâu ạ. Thế bây giờ bán lỗ 105.000 rồi, đúng không ạ? Đặt thì phải có trách nhiệm, em không đôi co. Em không bán hàng cái kiểu như thế. Tặng 49. Em không bán hàng cái kiểu như thế. Rẻ 14, rẻ 16, rẻ 49 và rẻ 22. Nó là 4 mã hàng hoàn toàn khác nhau. Nó là 4 mã hàng hoàn toàn khác nhau. Nó không hề giống nhau một chút nào cả nhá mọi người nhá. Đúng không ạ? Và các chị mua hàng là các chị phải nghe xem em nói với các chị là mã gì. Các chị phải nghe xem em báo các chị là giá là bao nhiêu tiền. Rồi các chị phải ngồi các chị gõ bàn phím để các chị đặt hàng. Đúng không ạ? Mình đã mất công đặt hàng rồi, mình sống tích cực lên các chị ơi, đừng sống kiểu bi quan như thế. Mình đừng vì 105.000 hay là 155.000 để người ta đọc tên mình lên và người ta xé bill của mình, người ta không phục vụ mình nữa. Em nói thật với các chị, em thà em mất tiền còn hơn là em để cho bất cứ một đứa nào chà đạp lên lòng tự trọng và nhân cách của em. Em nói thật với các chị như thế. Em bán hàng bây giờ em cũng phải có chọn lọc. Không, kể cả các chị mua nhiều, em lại kể cho các chị nghe một câu chuyện mua nhiều nhá. Em lại kể cho các chị nghe một câu chuyện khách mua nhiều nha. Khách mua nhiều xong khách vẫn bom hàng. Các chị ạ, khách mua nhiều nhưng khách vẫn bom hàng. Bây giờ em chỉ cần biết là chúng mày mua chuẩn, chúng mày chốt chuẩn, chúng mày không đổi trả hủy xả thì tao phục vụ chúng mày. Chúng mày muốn dồn đơn thì chúng mày chuyển khoản cọc, hoặc chúng mày chuyển khoản cả đơn hàng, tao dồn đơn, đúng không ạ? Em biết các chị là ai đâu, em cả các chị chỉ quen nhau ở trên mạng thôi mà. Các chị vập vào cái livestream này của em, các chị cảm thấy yêu em, các chị cảm thấy thích em. Hay đôi khi các chị cảm thấy em hãm lồn nhưng mà em bán hàng rẻ, đúng không ạ? Có nhiều người mua hàng của em, các chị vẫn mua hàng thôi, đúng không ạ? Thế thôi các chị ạ, à, chứ em không phục vụ những khách hàng như thế. Em nói thật với các chị như thế. Một này, em bán hàng cực kỳ rẻ. Hai là em bán hàng đẹp, được chưa ạ? Ba là ngoài những lúc halo ra thì em cũng rất là vui vẻ, dễ tính, nhẹ nhàng phục vụ khách. Em tự thấy là em có rất là nhiều ưu điểm. Đấy, chỉ có mỗi một nhược điểm là tính nóng như kem thôi. Nên là em cảm thấy là ví dụ như là 100 người thì chắc chắn là chỉ có khoảng tầm đấy, 49 người ghét em thôi, còn lại 51 người chắc chắn là yêu em rồi. Nên em không việc gì phải, em phải làm vừa lòng 49 người còn lại, mà em sẽ làm hài lòng nốt 51 người khách của em, đúng không ạ? Các chị lên đơn cho em mã này, mã bao nhiêu ạ? Hết chưa? Rẻ bao nhiêu ạ? Rẻ 49. Tặng 49 cho em 105.000. Em thật sự em rất là cáu khi mà em mang lại cho các chị một cái mã hàng đẹp như thế này, rẻ bán lỗ như thế này. Em bán cực kỳ lỗ luôn. 105.000 là giá em bán lỗ mà lại cứ như thế, chán thật sự luôn. Sẽ có những lúc mà các chị sẽ đi chỗ khác, các chị thấy người ta bán áo thì đắt hơn okay em. Và các chị cảm thấy là các chị muốn quay lại, các chị mua hàng của nhà em, nhưng nhà em sẽ không phục vụ các chị nữa. Được chưa ạ? Các chị lên đơn cho em. Áo cardigan NI là mã 13. Đợi chị một chút, có nhìn thấy ánh tuyết, các chị thích lên cái gì các chị comment cho em là lên nhé.
Các chị thích lên cái gì các chị comment cho em. Nếu mà đổi chảo thủy sản một cái ok la. Các chị mua 4 cái nhưng mà các chị inbox nhẹ nhàng cho em là chị mua 4 cái. Nhưng mà hiện tại là vấn đề tài chính của chị là đang hơi khó khăn một chút. Em cho chị xả một cái nhé, chị vẫn lấy 3 cái. Ờ ok luôn, chị mua 3 cái mà. Chị xả một cái được, không sao. Mua 4 cái xả 2 cái không được. Nhá các chị nhá, không được, không bán. Lần này các chị mua 4 cái, các chị xả 2 cái. Lần sau các chị mua 10 cái, các chị xả 5 cái à? Đúng không ạ? No nha, no never, không phục vụ kiểu đấy. Hàng nhà chị rất đẹp mà rẻ nữa, yêu chị yên tâm. Chị cảm ơn Hương Hóm Hỉnh luôn, chị cảm ơn em rất là nhiều nhá. Ok la luôn, được chưa ạ? Rồi các chị lên đơn cho em mã này, rẻ 13 cho em. Rẻ 13 kèm số điện thoại. Rẻ 13 kèm số điện thoại giúp em, áo nỉ nờ y đây. Em hơi cáu đấy. Em phục vụ nó, phục vụ đi, phục vụ lại đấy các chị ạ. À, mã cam là em đã qua mã rồi cho em phục vụ lại. Mã 105.000 bán lỗ đã qua mã rồi cho em phục vụ lại. Đây ạ, đây rồi. Mã hàng rẻ 13 cho em kèm số điện thoại. Vừa dơ trên công sức của em nha các chị nha. Thời gian của em là tiền là bạc đấy ạ. À, em không hơi đâu mà em muốn em phục vụ kiểu đấy đâu. Các chị lên cho em mã này rẻ 13 cho em. Mã này đẹp. Mã này của nhà em là hàng loại 1 ạ. Mã này của nhà em là hàng loại 1 nhá. 199.000 thôi ạ. Có cardigan màu trắng tinh không em? Cardigan màu trắng tinh thì em có cardigan lông nhưng mà nó cũng trắng tinh nhưng mà nó phối phối các thứ ạ. Các chị lên đơn cho em mã này, rẻ bao nhiêu ạ? Rẻ 13 kèm số điện thoại. Rẻ 13 kèm số điện thoại. Em biết là tính em nóng đôi khi em bị mất khách nhưng không sao các chị ạ. Không thể nào mà chiều lòng được hết tất cả các chị, thật sự là như thế. Và các chị không thích mua của em, các chị có thể đi mua ở chỗ khác. Hay như em không thích phục vụ khách này thì em sẽ phải phục vụ khách khác, không có vấn đề gì cả. Em mà làm dâu chăm họ mà các chị, nhưng mà các chị đừng đùa giỡn trên công sức của người khác như thế. Thật sự luôn, hiện tại bây giờ đang có 4 người phục vụ các chị. Rẻ 13, áo khoác này đúng không ạ Trang? Trang ơi, rẻ 13 cho em, ai lấy các chị lên đơn. Đừng vì một lý do gì các chị ạ. Các cụ đã có câu rồi, không nghe thằng, không nghe KV kể chuyện và không nghe thằng nghiện trình bày. Nên là không có bất cứ một cái lý do gì hết nhá mọi người nhá. Mình sống mình cứ chuẩn chuẩn lên, sang sang lên, sống tích cực lên các chị ạ. Sống tích cực lên nhá, đừng sống như thế. Mã này các chị lên đơn cho em là rẻ 13 cho em, kèm số điện thoại giúp em. Rẻ 13 kèm số điện thoại giúp em ạ. Chị lên áo trắng đằng sau được không chị? Áo trắng đằng sau là áo chó hả em? Áo trắng đằng sau là áo chó hả em? Áo chó chị vừa thấy loanh quanh ở đây đấy. Ok là rẻ 13, có chiếc khấu xỉ luôn, đẹp nhá. 199.000 ạ. Đen và nâu. Đấy. Mai ấy đi, mai xử lý đi. Mai cho chúng nó về luôn, cho chúng nó đi ra đi. Chúng nó về chỗ cũ của chúng nó mà nhiều việc lắm. Thôi mấy hôm nữa chị đi chơi cho chúng mày ở nhà, chúng mày làm việc nhá. Ta đi đâu hỏi làm gì, ta đi đến một nơi xa. Ta chưa đi, chúng mày đã đợi quà rồi. Hoa kéo quá thì hiện tại hoa kéo quá hôm trước có mỗi một mã đờ riu thôi bạn ạ. Chưa có về thêm bạn ơi. Áo len kéo quá hôm trước có mỗi một mã đờ riu. À đây. Mã này là mã bao nhiêu nhở? Rẻ 16 đây, đau khổ đây. Rẻ 16k mà rẻ 16 hồng giúp em. Rẻ 16k mà rẻ 16 hồng, mai lấy các chị lên đơn. Rẻ 16k và rẻ 16 hồng giúp em nhé. Rẻ 16k và rẻ 16 hồng 155 đúng không? Rẻ 16 cam là 155.000. Em Long ơi, vừa đây chị thấy cái áo chó. À cái áo chó hộp này mà chị cái áo chó trắng. Bạn ơi, bạn đứng lên bạn ấn hộ. Quả quả có Hà Phương mà chốt chị yêu nào. Lấy y nào. Hả? Quả có Hà Phương cứ bắt lên lấy y để chốt nào đâu rồi. Không, chị cũng thế đấy. Chị không văn minh lắm đâu. Nói thật là em là dân buôn mà các chị. Chị là người nói chuyện văn minh nhất em từng thấy đấy ạ. Chứ các bác khác là cho ăn ML hết rồi không. Chị chỉ cho ăn một rổ bươm bướm thôi. Chứ chị không cho ăn. Chị không cho ăn ML đâu. Rồi áo chó đây nha. Áo chó lên luôn nhá. Hay đang lên cái gì nhở? Đây mã 55 đây. Không cũng hơi cáu các chị ạ. Nếu mà các chị xem livestream từ đầu đến cuối là các chị biết. Là hôm sau em hôm nay em hơi cáu. Nên là khách quen mà làm cho em cáu thì em rất khó là em sẽ không phục vụ nữa. Vì thân nhau lắm là cắn nhau đau ấy các chị. Ai rồi cũng bom cả thôi các chị ạ. Rất là nhiều lý do để các chị bom hàng. Nhưng có những cái lý do mà làm cho người khác cảm thấy gọi ý. Có nghĩa là sau nhiều lần các chị mua hàng thì người ta cũng phải để cho các chị bom hàng như thế. Nhưng đây là cái lý do mà bắt lên luôn.
lên luôn vào ngay. Bạn ơi, cắm vào chị cái xà cái. Áo em mặc là 120.000 ạ. Em ơi, cắm vào chị cái xà. Áo em đang mặc á. 16 được em nha. Áo em đang mặc chị, chị cứ comment nha. Là áo đó, thái em đi. Chị comment cho em. Ui cái bóng tay kìa, che hết cả ấy kìa. Chưa vào bạn ơi. À vào rồi. Áo em đang mặc các chị comment cho em là gấu xanh 120 xỉ bằng lẻ. Gấu xanh 120 xỉ bằng lẻ nhá. Gấu xanh 120 xỉ bằng lẻ. Mã này là mã hàng rẻ 16. Rẻ 16 màu cam và rẻ 16 màu hồng. Rẻ 16 màu cam và rẻ 16 màu hồng. Đây rẻ 16 màu cam và rẻ 16 màu hồng. Rồi, đây áo chó của các bạn đây ạ. Áo chó của các bạn đây ạ. Các chị lên đơn cho em là mã hàng bao nhiêu ạ? Rẻ 33 màu trắng. Rẻ 33 màu trắng ạ, 166.000. Rẻ 33 màu trắng là áo chó hai mặt, form cân nặng từ 40 cho đến 65 cân các chị mặc vừa. Các chị mặc sẽ thành dáng dấu quần cho em nhé mọi người nhá. Rẻ bao nhiêu ạ? Rẻ 33. Rẻ 33 trắng ạ. 166.000, mã này mới về siêu đẹp. Rẻ 33 trắng giúp em. Ok Ánh Tuyết màu trắng nhá. Sửa luôn đơn cho Ánh Tuyết là màu trắng đấy. Rẻ 33 màu trắng đấy các chị ạ. Mình hỏi xong mình chốt đơn thì có phải là người bán người ta yêu các chị không? Vui luôn. Nhà hôm nay rất là cáu, khách đổi hủy rất là nhiều. Kiểu lúc em cũng muốn là rất là nhẹ nhàng, tình cảm, nhưng mà em cứ nhẹ nhàng tình cảm là các chị lên hết đầu em, các chị ngồi thôi. Mình cứ sống đúng bản chất của mình đi. Mình thích thì mình bán và mình không thích thì mình. Chốt luôn áo thái đấy nhá. Là 100. Đây ạ, áo thái là gấu xanh, cứ để cho các chị comment đi ạ. Gấu xanh là 120.000. Em xin lỗi các chị, bây giờ em mới lên được cho các chị mã này. Bây giờ mới lên được cho các chị mã này. Gấu xanh, vâng ạ. Mã này các chị lên đơn cho em là rẻ bao nhiêu ạ? 55. Rẻ 55 ạ. Rẻ 55 kèm số điện thoại ạ. Rẻ 55 kèm số điện thoại giúp em. Rẻ 55 ạ, 166.000. Bản LV siêu cấp VIP. LV xốp nổi ạ, logo LV là logo da. Rẻ 55 giúp em. Rẻ 55 mà em. Rẻ 55 cho em nhá mọi người nhá. Rẻ 55 kèm số điện thoại. Rẻ 55 kèm số điện thoại giúp em. Ai lấy các chị lên đơn. Rẻ 55 kèm số điện thoại. Rẻ 55. Anh Bình anh ấy chưa để đâu. Không thấy anh ấy đâu luôn. Anh ấy cho anh được, anh cần biết rồi. À thế ạ. Rẻ 55 là 166.000 ạ. Đủ một zoom thôi. Ơ, lại không vào pin rồi bạn ơi. Ấn luôn chị gái, không là tối màn hình của chị. Vào rồi nhưng mà nó vẫn báo là còn lại 20%. Rồi. Ra rồi nha, nó vẫn báo lên giúp mình. Xanh cốm ạ. Gửi ít đơn á. Rẻ 55 ạ. Áo NI có nón hình như hết mất rồi ạ. Đợi chuyến sau nhá các chị nhá. Rẻ 55, bây giờ em lên áo phông nhá. Bây giờ em lên áo phông em xả em tặng mọi người nhá. Áo chị mặc này. Này bạn ơi, cho chị đi áo phông nhá. Phông, nốt áo phông. Nốt mấy mã áo phông. Ừ, thùng màu cái đấy. Lên nốt mấy mã áo phông nhá mọi người ơi. Các chị ơi, thả like, thả tim cho em thì em lên nốt mấy mã áo phông tặng các chị. Bra. Bra này. Các chị comment cho em là đen này. Bra đen này. Các chị ơi, phải biết mã gì đây các cháu ơi. Bra đen này. Và bra màu gì đây? Hồng cho em. Đen và hồng cho em, mã bra nhá. Em tặng các chị này. Mã bra này không thể thiếu trong tủ đồ của chị em mình luôn. Em tặng các bác mã bra này. Ai lấy các chị lên đơn cho em ạ. Bra đen và bra hồng. 70 cân đó. 70 cân cao 1m bao nhiêu em? Rẻ 55 là cái gì?
cái đấy phải cao mét bao nhiêu đó? Chồng okay, em à? Cao 1m72 là mà giống chồng chị đấy. Má này các chị comment cho em là bra hồng và bra đen em bán tặng nốt các chị 40.000 đồng. Bra 40.000 đồng ở bên trong có độn nhá. Bra xịt nhá mọi người nhá. Ở bên trong có độn này. Có thông hơi thoáng khí cho chị em mình nhá, không hề bị bí bách một chút nào. Bra đen và bra hồng giúp em 40.000 đồng. Bra đen 40.000 và bra hồng cho em 40.000. Ai lấy các chị lên đơn ạ? À? Bra đen và bra hồng 40.000. Đen 40 và hồng 40. Mã này các chị comment cho em là xanh 30 và đen 30. Xanh 30 và đen 30 cho em áo bra. Xanh 30 này, mã này của nhà em là bra tâm. Mã này của nhà em là bra tâm ạ. Xanh 30 và đen 30 giúp em siêu đẹp. Mã này mình mặc đi tập hay mình mặc ở bên trong áo cũng được, rất là đẹp. Ừ, hơi có bụng thì không được. Phải cao cao một tí em ạ. Thì áo đấy chị thấy hơi ngắn hơn một chút. Mã này các chị lên đơn cho em là xanh 30 và đen 30. Xanh 30 và đen 30, cái này xịn sò, sọ xịn. Hàng khách bom đấy, mỗi mẫu chỉ có 1-2 cái ạ. Xanh 30 và đen 30 giúp em nhé. Áo bra tất cả đều có độn mút hết. Tất cả đều có độn mút hết ạ. Xanh 30 và đen 30. Mã này nhà em đang bán là 93.000, bây giờ bán 30.000. 93.000, bây giờ bán 30.000 ạ. Xanh 30, đỡ rồi chị nhé. Xanh 30 và đen 30. Rồi, tiếp tục. Mã này các chị lên đơn cho em là áo tím. Mickey tím ạ. Mickey tím em tặng các chị ạ. Mickey tím ạ. Mickey tím là áo phông ạ. Các chị ít áo phông. Mickey tím cho em này, 49.000. Mickey tím 49.000 ạ. Ai lấy các chị lên đơn ạ. Mickey tím 49.000 cho em. Đen 30 hết rồi ạ. Còn xanh 30 rồi nhé, đen 30 hết mất rồi. Rẻ 5 năm sau màu đen. Vũ Thị Hồng Nhung đổi rẻ 5 năm sau màu đen. Đổi màu gì in comment nhá. Không không mời ở trong inbox đâu, không là nhân viên phổ lắm. Không màu. Tím có màu trắng. À đổi rẻ 5 năm màu gì comment luôn ở trên livestream đi các chị ơi, để em đổi cho Bảo vào livestream đổi đi. Kiểm tra đơn ok, ngày mai sẽ có nhân viên báo chị ạ. Mã này các chị comment cho em là màu gì đấy ạ? Vàng cho em. Nó là màu vàng chanh nhá. Vàng CC cho em 59.000. Vàng 59 kèm số điện thoại ạ. Vàng 59 kèm số điện thoại cho em. Vàng 59 kèm số điện thoại ạ. Kiểm tra đơn trắng 55 kèm số điện thoại. Comment cả giá giúp em nhá. Trắng 55 kèm số điện thoại ạ. Trắng 55 của nhà em là bản đáp hàng siêu cấp. Trắng 55 của nhà em là bản đáp hàng siêu cấp siêu đẹp. Trắng 55 kèm số điện thoại ạ. Mickey tím này ở đây là bao nhiêu nhỉ? 55. Ok la, đổi rẻ cho Hồng Nhung kìa. Các chị muốn đổi màu em cho các chị đổi thoải mái. Và đổi mẫu thì các chị hạn chế không đổi giúp em nhé. Đổi màu cho Hồng Nhung kìa. Mã 55 đổi màu cho Hồng Nhung. Mã này các chị comment cho em là Hồng 55 kèm số điện thoại ạ. Hồng 55 kèm số điện thoại ạ. Bên em có gọi điện chốt đơn nhé. Mọi người nhá, bên em có gọi điện chốt đơn nhé mọi người. Vàng 59 ok ạ. Chuyển khoản cọc xong gửi bill vào inbox cho em. Gửi vào đấy đâu nữa. Chuyển khoản gửi cọc vào inbox cho em. Hồng cho em ạ, hồng 55 ạ. Xám cho em 49.000. Xám 49 ạ. Số lượng mỗi màu chỉ có 1-2 cái bán siêu lỗ. Xám 49 ạ. Chết rồi, vàng có ai chốt không em? Vàng có dư cái nào? Này, vàng này. 849 kèm số điện thoại ạ. Hoặc là 849 tồn đơn. 849 kèm số điện thoại hoặc 849 tồn đơn ạ.
849 kèm số điện thoại hoặc 849 dồn đơn nhá mọi người nhá. Mã này comment cho em là cô gái 49. Cô gái 49 kèm số điện thoại hoặc cô gái 49 dồn đơn ạ. 49 cuối like khách mới phải đồng ý cọc thì mới cho đơn nhá. Cô gái 49 dồn đơn. Chị Thanh Nhàn ơi, cuối like rồi ạ. Chị đồng ý cọc thì em lên đơn, hoặc không thì các chị cọc 100 thôi, các chị dồn đơn ạ. Chị còn áo không rẻ 10 không ạ? Rẻ 10 là mát gì ta? 849 chốt đơn cho Nguyễn Ánh nhá. Cho Nguyễn Ánh này. Áo dài tay hẹn Vân Anh ngày mai nhé. Cho chị xả nốt một ít áo không cộc xong chị nghỉ nhá. Muộn rồi. Mã này các chị lên đơn cho em là gấu trắng cho em. Gấu trắng 55.000 ạ. Gấu trắng 55 ạ. Cho các chị dồn đơn ạ. Tặng các chị cuối like thôi mà. Gấu trắng 55 cho em mọi người nhá. Form từ 40 đến 65 cân. Gấu trắng 55. 55.000 đấy ạ. 349. Má này các chị comment cho em là gấu cam cho em 59.000. Gấu cam đẹp vãi trưởng. Gấu cam 59 kèm số điện thoại năm nay cực kỳ hot nhá. Chị ơi chị follow fanpage cô gấu chế độ xem trước đi. Ngày mai nhà em like chị ủng hộ nhà em nhá. Bây giờ cuối like rồi em đang chốt cho khách dồn đơn. Tránh đổi chào vì xả vì má đấy em chỉ có một cái thôi. Em chốt cho khách cọc và là khách có đơn để dồn đơn nhá. Thông cảm giúp em nhá. Má này các chị lên đâu cho em là cam giúp em. Cam 59. Siêu đẹp. Cam 59k siêu đẹp. Cam 59k siêu đẹp. Cam 59. Trắng 55. Trắng 55. Hồng 55. Xanh 55. Ok chưa ạ? Xanh 55 cho em này. Ui, cái mã này quá đẹp luôn, mã này cực kỳ hot. Mã NLY này, ta phiên bản cả nhỉ, siêu đẹp này. Màu xanh hot cực. Đây ạ. 359 còn không em? Còn. 359 ở đâu đấy có. Mã này các chị lên đơn cho em là xanh giúp em 55.000. Giúp con 359 này. Xanh 55.000. Cô Linh này hỏi từ tuần trước. Tuần thế. Xanh 55.000. Ai lấy các bác comment? Thu Linh lát cọc 100 nhân Thu Linh nhé. Mới được chốt có một cái mà. Đấy cả cam đấy là 3 cái rồi. Cam 5, xanh 55 ạ. À. Này xanh 55 rồi bạn ơi. Trắng 55, xanh 55 có đi hết ra đi. Chưa được xanh. Trắng 55 ạ. À. Trắng 55.000 ạ. À. Ai lấy các chị lên đơn ạ. Hết từ đời rồi, chị mua thùng nữa rồi. Trắng 55.000 ạ. Xanh 55 các chị lấy số lượng bao nhiêu các chị comment ạ. Ban Mai Bùi là khách quen hay khách cũ ạ? Ban Mai Bùi vừa có. Ok. Sản phẩm rồi. Trắng 55 cho Trang Trang ạ. Hồng 55 ạ. 55.000 đó. Hồng 55.000 ạ. Trắng 55 như còn mỗi một cái à lắm. Cho chị xem có cái 55 màu giống cái màu trắng của mình. Hồng 55.000 ạ. Trắng 55 như còn đúng một cái à. Green xanh nhá. GC 55 ạ. Chốt nhiều quá. Còn số lượng bao nhiêu thì em chốt cho các chị nhá. GC 55.000 à, form đẹp ạ. À. Form to đẹp ạ. À. GC 55.000 cho em, ai lấy các chị lên đây. Lại quen tay ù với thằng Hậu kia nó rú kìa. Hôm qua vừa phê bình xong nay lại rú. Nhiều quá. Quay bán lên nhiều quá. GC cho em 55.000 cho chị ít hàng đi nào. GC cho em đấy, ok luôn đi. Nào các bạn ơi, in đồ dập đi. À trắng 55 còn kìa. Trắng 55 cho bạn Trang Trang đi. Đấy. Xong rồi. Thầy làm được không đấy? Xong.
Rồi C cho em 55.000 ạ. Đấy cho chị cái áo mũ mũ lên đi. Chị thấy mày bê áo mũ lên ra ngoài hay sao ấy? Công mi này được ạ. Không, cũng có một cái xanh thôi. Dạ. Với chị thấy có mũ hồng. Ừ. Tommy cho em ạ, 55.000 ạ. Tommy cho em 55.000 ạ. Tommy chưa ký nhá mọi người nhá, 55.000. Đẹp quá. Một cái, hai cái. Tommy chữ ký ạ, chiếc áo gây tranh cãi. Tommy chữ ký 55.000 đồng. Chiếc áo gây tranh cãi đấy ạ. Bây giờ bạn đã tông đi trước mặt bạn rồi nhé. Đây này. À đấy. Phiền lắm. Hắn xả hết đi cho xong. Đó để tranh cãi nhau. Thế như này thì chả xả hết đi. Mỗi năm nhá, tháng 7 là không còn một tí hàng hè nào. Nhà năm nay là vẫn nắng, nắng chang chang luôn. Vẫn buôn hàng hè. Và quyết định buôn luôn, quanh năm luôn ạ. Hồng cho em ạ, hồng 55 nốt. Hồng 55 nốt nha mọi người ơi. Hồng 55 nốt nha, má này rất rất là đẹp luôn, xuất sắc luôn ạ. Hồng 55.000 xuất sắc luôn. Đây ạ. Hồng 55.000 ạ. Em thôi không chuyển mặt 55 sang đen nữa được không chị? Vâng ạ. Thế em lại comment là thôi không chuyển mã 55 nữa. Thôi không chuyển kèm số điện thoại. Thôi không chuyển kèm số điện thoại. Em lại comment mã 55 màu gì đi để chị in đơn nào. Em lại comment lại mã 55 màu gì đi để chị in lại đơn nào. Mã này comment cho em là hồng 55.000 nhá. Rồi ok nào, em ơi vứt hồng 55 ra để chốt nốt cho khách nào. Hồng 55 kèm số điện thoại ạ. Ok la các chị, ai comment là người đấy có đơn rồi ạ. Ok la luôn này. Hồng 55 ok la. Rồi nốt mã cuối cùng nhá. Hồng 55 ạ. Nốt mã cuối cùng nè. Cam 55.000 giúp em. Áo thỏ phía sau chị có màu đen không ạ? Có luôn em. Thỏ dưới hay thỏ trên em? Em hỏi thỏ dưới hay thỏ trên nào. Cam 55 ạ. Rồi ok la em. 55 màu xanh nhạt ok. Má này các chị lên đơn cho em ạ. Cam 55.000 ạ. Em mà nhớ được để lấy hồng hồng. Cam 55.000 kèm số điện thoại ạ. Chưa chị ạ đó. Cam 55.000 kèm số điện thoại ạ. Thế mai chị có đi chơi được không? Hả? Thế là hôm nay vẫn chưa chia hàng xong à? Thế mày không chia thì để còn dồn lại vào chứ. Báo cho chị cái. Cái kia kìa. Rồi xong rồi. Xong chưa mọi người ơi? Xong chưa bạn ơi? À lên nốt con thỏ. Lên nốt con thỏ đúng không ạ? Thôi nha em nghỉ nhá. Em không thể comment nữa. Rồi ạ. Em nghỉ nhá mọi người nhá. Mọi người có thể xem lại livestream lên cho em xem với á. Nhưng chị đang không biết là em hỏi con thỏ nào. Em hỏi con thỏ trên hay em hỏi con thỏ dưới? Thế chị lên con thỏ dưới đi. Con gấu nghỉ
bị đốm mũi hết mất rồi. Bạn ơi đưa cho tôi con thỏ nào. Chắc chắn chứ, lấy lại một lần đi. Có khách đổi đấy. Nào cho chị mượn con thỏ theo đi nào. Con thỏ theo và con thỏ ấy nào. Dố đổi mũi hết mất rồi ạ. Đây con thỏ theo và má bao nhiêu cụ ơi. Thỏ nhá. Thỏ ạ. Năm mấy ấy? Thỏ hồng ạ. 159. Thỏ hồng cho em 159.000 ạ. À 54 ạ. Thỏ hồng 159 ạ. Thỏ trắng 159 ạ. Bản thỏ này là thỏ theo và đeo vòng xích rất là xinh. Bản thỏ này là thỏ theo và đeo vòng xích rất là xinh. Mã NY đổi mũ đằng sau hết hàng mất rồi mọi người ạ. Thỏ cho em ạ 159.000 nhá mọi người nhá. Thỏ đen đây. Bản này là bản theo nhá, nhìn ở bên ngoài sẽ rõ hơn này. Xinh lắm. Thỏ cho em 159.000 ai lấy các chị lên đơn. Thỏ 159 ạ. Đây ạ. 159.000 ạ. Nhà em không chốt đơn ở trên live stream rồi à, em không chốt đơn ở trong inbox rồi mọi người ơi. Đây ạ, thỏ 159 ạ. Ai lấy các chị đây đơn nhiều mã hết hàng rồi chị Linh ơi. 159.000 ạ. Thỏ trên á. Thỏ trên là mã 16. Mã 16 đâu ở Phú Long ơi. Đây thỏ trên mã 16 đây các cháu. Thỏ trên này không biết là có còn hàng hay không ấy. Đây ạ, thỏ trên là mã 16 nhá. Mã 16 đen, 16 trắng và 16 hồng. Mã 16 ạ. Mã 16 đen, trắng và hồng ạ. Đây ạ. Mã 16 đen, trắng và hồng cho em đã trừ cái số lượng ở đấy chưa? Trừ đấy là đi hôm qua đã trừ rồi, hôm nay cũng chưa trừ mất rồi. Thế phải trừ đi chứ. Phải trừ mất. Mã 16 trừ. Mã 16 thôi để chị tự. Mã 16 nhá mọi người nhá, 166.000. Mã thỏ này là mã 16, còn mã thỏ theo là mã 54. Thỏ theo mã 54 các chị comment cho em là thỏ đen, thỏ trắng và thỏ hồng 159.000. Còn mã này là mã mã này là mã bao nhiêu? Mã 22. Mã này là mã 22 ạ. 22 cam, 22 hồng. 22 cam hồng trắng và đen, được chưa ạ? Mã 22 cam hồng trắng và đen là 166.000. Rồi các chị comment nốt nhá. Em nghỉ nhá mọi người nhá. Các chị cứ comment nốt đi ạ.